Chào cả nhà nha. Chào mọi người nha. Chào Mai Quyên mọi người ơi. Bắt đầu nha, hello mọi người nha. Mọi người vào và chia sẻ bài cho em luôn nha các chế ơi. Chuyển nhạc lên đây nhỉ. Các chị em ơi, nào vào và chia sẻ bài cho em luôn nha. Thể lệ chơi vẫn như mọi lần thôi các chị nha. Mưa bong bóng, chào chị, chào em nha. Các chị ơi, vào và chia sẻ bài luôn cho em nha. Mà nhớ nha các chị ơi, chia sẻ bài đi. Và các chị nào mà đã vào rồi, các chị nhớ là lỗi comment lên nha, để bên em ghi phiếu cho các chị nha. Vâng, chị chào chị Hương Hương nha. Thể lệ chơi rất là đơn giản, các chị vào và chia sẻ bài luôn cho em. Chia sẻ ở các nhóm, các hội. Và các chị nhớ là đừng quên ấn theo dõi Facebook của Phương Thiêm nha các chị nha. Các chị vào và chia sẻ luôn lên cho em các nhóm, các hội. Và chia sẻ ở chế độ công khai. Và lên mốc 50 bắt đầu là em sẽ bốc luôn nha các chị. Chào Phan Xỉu. Em chia sẻ nhiệt tình. Rồi, cảm ơn nha Phan Xỉu ơi. Rồi, bên em đang ghi phiếu. Các chị vào và chia sẻ bài luôn cho em nha. Chia sẻ ở các nhóm, các hội, chia sẻ công khai nha các chị ơi. Nhớ đừng quên ấn theo dõi Facebook của Phương Thiêm nha. Chia sẻ đi để lên mốc 50 là em sẽ bốc thăm mốc đầu tiên nha các chị. Các chị rồi, ok, Mai Quyên sẽ có phiếu nha. Và các chị ơi nhớ nha. Nhớ là các chị lỗi công mình lên để bên em ghi phiếu nha. Vâng, chào Thanh Nhàn nha, chào Văn. Bên mình đang ghi phiếu nha. Thế rồi nhớ là cái khi mà các chị lỗi công mình lên để bên em ghi phiếu đấy, thì là sau khi chơi mini game thì là em sẽ giới thiệu hàng một lát. Em giới thiệu hàng một lát thì là sau đó em sẽ bốc tên nha. Bốc tên, nếu mà chị nào mà trúng mà may mắn đó, thì cái bộ chăn ga gối đủ một bộ 5 món như em trải mẫu trên giường nha. Đó, cái bộ đó như là em trải mẫu trên giường nha. Rất là đẹp luôn, bộ lá ổi rất là đẹp luôn. Sẽ thuộc về chị nào thì cuối live em sẽ công bố nha. Rồi, chào chị Thúy Huyền. Chào Thu Trang, chào Hồng Phấn, chào mọi người nha, chào Tiên Ân. Rồi, ok, Hương Hương, Nguyễn Tăng rồi. Chào chị Lê Vân. Có bên em đang ghi phiếu nha các chị ơi. Chị nào mới vào thì lỗi công mình lên cho em nha. Và các chị ơi nhớ là chia sẻ bài cho em nha. Chia sẻ cho em ở chế độ công khai. Và các chị chia sẻ vào các nhóm, các hội cho em nha. Chào chị Minh Quý, chào Châu Liên. Chào Phương Thảo nha, Phương Thảo ơi. May mắn đi, hôm nay may mắn đi. Để chị gửi tiếp cho một bộ ga nữa. Chào chị Nhàn Nguyễn, chào chị Lê Giang. Rồi chào các chị. Các chị ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Bên em đang ghi phiếu các chị nha. Cái phiếu đó là cuối live. Cuối live thì sẽ em sẽ bốc nha các chị. Cuối live em sẽ bốc. Rồi các chị ơi cứ lỗi công mần lên cho em nha. La La Nguyễn rồi, ok Nhung Thái. Rồi chị Lâm Võ em có cho chị luôn. Và các chị chia sẻ thiệt nhiệt tình lên cho em nha. Lên mốc 50 là em sẽ bốc luôn. Gần lên mốc rồi đó các chị ơi. Nhiệt tình lên cho em nào. Lên mốc 50 em sẽ bốc nha. Một bộ ga gối sẽ thuộc về chị nào nha. Và các chị ơi nhớ là bên em đây là quà tặng của các chị đấy. Quà tặng mini game và quà tặng mà cuối live đấy. Bọn em sẽ miễn phí ship cho các chị 100% nha. Ghi hộ cái số điện thoại cái. Miễn phí ship cho các chị 100%, trả thanh toán đầy đủ cho các chị nha. Chào Gia Hân Trần. Về đến tận nhà luôn nha, không phải mất một đồng phí nào nha. Các chị rồi ok, em sẽ bên em đang ghi phiếu. Bắp La Saka rồi ok. Có nha Kim Hoa, có Đức Khang, có nha. Rồi, bên em vẫn đang ghi phiếu nha. Các chị ơi, ghi hộ em cái số điện thoại. Mong một lần chị Thu Huyền. Chị Thu Huyền ơi, nếu mà chị cứ theo dõi nhiệt tình bên em đấy thì đảm bảo là chị sẽ được, chứ không phải là mong được một lần nha. Chị sẽ được nhiều lần luôn. Chị Lưu Thúy, vâng, ok. 010101. Rồi, bây giờ lên mốc rồi nha. Em sẽ ghim số, em sẽ bốc thăm. Chị nào mới vào mà chưa chia sẻ bài cho em nha. Chưa chia sẻ bài cho em rồi, ok, bốc ngay đây. Chưa chia sẻ bài thì chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nào các chị ơi. Chia sẻ ở chế độ công khai và chia sẻ các nhóm, các hội nha các chị. Và các chị nhớ đừng quên ấn theo dõi Facebook của Phương Thiêm nha. Rồi bây giờ bên em sẽ ghim số ở trên. Nếu mà chị nào mà có đuôi số điện thoại mà trùng với cái số em bốc ở trên tay nha, trùng với đuôi số em bốc ở trên tay, thì các chị nhớ là gọi điện cho shop nha các chị. Rồi ok, đây là số em đã ghim sẵn ở trên bài rồi nha các chị ơi. Rồi ok, chị nào mà chưa chia sẻ thì chia sẻ đi nha. Mốc đầu tiên em sẽ bốc một bộ ga gối. Và các chị chia sẻ nhiệt tình, khách Linh ơi. Các chị chia sẻ thật nhiệt tình cho em. Dạ.
Rồi, có ạ, bạn mắc. Chị nào mà có đuôi số 85 thì điện ngay cho shop các chị ơi, chia sẻ thật nhiệt tình lên. Chú mua gì? Chưa chia sẻ thì chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nha. Chị nào mà có đuôi số 85 thì điện ngay cho shop đi các chị ơi. Đuôi số 85 điện ngay cho shop. Và các chị tiếp tục chia sẻ thật mạnh lên cho em. Lên mốc 100 em sẽ bốc tiếp nha các chị. Rồi em có thấy nha chị Quỳnh Nguyễn. Em mải nói quá các chị công mình lổi lên. Cứ lổi lên là bên em ghi phiếu nha. Thì chị Vi ok. Rồi. Chị nào có đuôi số 85, 85 em đếm ngược bắt đầu các chị ơi. 85, 10 giây em đếm ngược bắt đầu nha. 10 ạ, 9 ạ, 8 ạ. Rồi, chị nào có đuôi số 85 thì điện ngay cho shop đi các chị ơi. 7 ạ, 6 ạ, 5 ạ. Thấy nha Trịnh Lan ơi. 4 ạ, 3 ạ, 2 ạ. 85 đâu các chị ơi. 1 ạ. Không có số 85 là em hủy đó nha. Các chị ơi, chị nào mà chưa chia sẻ thì chia sẻ đi để tiếp tục. Bây giờ em bốc nha các chị ơi. Rồi chào hoa, chào bông tóc nha. Rồi các chị ơi, tiếp tục chia sẻ bài đi nha. Em bốc lại số 85 nha. Có đợi không mọi người ơi? Rồi ok chị Tâm Nguyễn. K là không. Rồi một anh lấy mét mấy? Mét 8. Mét 8, màn mặc ở trong đấy, mày đưa điện thoại đây. Bạn mặc ở trong đấy nha. Rồi ok, đuôi số 85 các chị ơi. Alo. Alo. Rồi ok, bây giờ bên mình sẽ kiểm tra cái link pay của bạn nha. 0927 432 285. Các chị ơi tiếp tục chia sẻ thật mạnh lên cho em nha. Chia sẻ ở các nhóm, các hội và các chị chia sẻ công khai. Đúng rồi ok, 100.000. Tìm. Rồi 0927 432. Bảo con kia lên nó làm lúc đi. 285. Nhanh. 285. Không nhìn thấy kết quả. Không có kết quả rồi em ơi. Cái này có đăng ký không mà không có kết quả, không ra được đâu. Rồi nhưng mà tìm không ra kết quả là sao nhỉ? Ơi. Chị. Đây, giờ chị sẽ tìm lại cho em một lần nữa. Các chị tiếp tục chia sẻ thật cho em nha. 0927 432 285. Đâu? Không ra được em ơi. Đây đúng số của em nha, nhưng không ra được nha. Không ra được link đâu nha. Bấm lại một lượt nữa đi. Rồi alo ạ. Lại tiếp tục một số 85 các chị ơi. Đây nha. Alo ạ. Alo. Rồi ok em ơi, em đang chơi trong chương trình chia Miguelem ạ. Bây giờ bên chị sẽ kiểm tra số nha. 0166 947 7585. Ôi đút ở túi rồi. Rồi ok, ra lick luôn nha. Phong ba đây nha. Bây giờ mọi người cùng kiểm tra cho em xem là ra cả bạn này đã chia sẻ bài cho em chưa nha. Đó, kiểm tra xem là đã chia sẻ cho em chưa nha. Mọi người ơi, bây giờ em bốc lại số nha. Bạn này chưa chia sẻ bài cho em. Em ơi, sao không chia sẻ bài cho chị thì làm sao mà bốc được? Em chia sẻ rồi. Rồi ok, ở trong trang của em không có đâu nha. Rồi bây giờ em bốc lại nha các chị ơi. Mấy má thời gian quá mà tiếc quá, tiếc quá. Bốc mà vào trong trang không có chia sẻ bài cho em một tí nào hết. Các chị ơi bây giờ em bốc lại nha. Bốc lại nha, bốc lại nha.
Rồi ok. Em sẽ bốc lại nha các chị ơi. Qua lượt rồi nha. Chị nào mà có đuôi số 89 thì gọi ngay cho em đi các chị ơi. Chị nào có đuôi số 89 thì gọi ngay cho em đi nè. Chị nào có đuôi số 89 đi các chị ơi, nhớ điện ngay cho shop nha. Và các chị nào mà chưa chia sẻ thì chia sẻ thật mạnh lên cho em các chị ơi. Các chị ơi chia sẻ ở chế độ công khai và các chị chia sẻ vào các nhóm, các hội. Và các chị nhớ là đừng quên ấn theo dõi Facebook của Phương Tiêm nha các chị. Để các chị có thể là mỗi lần các chị mà vào đấy nó không bị ẩn comment là một, hoặc là các chị điện các chị chia sẻ thì nó có thể vào trang các chị luôn nha. Số 89 gọi điện luôn đi cho em nha. Rồi tắt đi để cho người khác điện, không có một số điện thoại mà nhiều người điện quá. Rồi ok các chị ơi. Chị nào có đuôi số 89 thì điện ngay cho em, 10 giây em đếm ngược bắt đầu nha. 10 giây em đếm ngược bắt đầu nha. 10 ạ. 9 ạ. 89 số điện thoại đăng ký Facebook nha các chị ơi. 7 ạ. 6 ạ. 5 ạ. Chia sẻ lên cho em các chị ơi. 4 ạ. Số đăng ký Facebook để bên em tìm ra chủ nhân nha các chị ơi. Các chị ơi số đăng ký Facebook nha. 4 ạ. 3 ạ. 2 ạ. Không phải là gọi toàn tắt máy các chị ơi, mà nhiều người gọi quá nó chèn nha. 1 ạ. Số điện thoại 89 đâu, gọi luôn cho shop đi các chị ơi. Không phải là bên em tắt máy nha. Ồ, tại vì chị bốc qua rồi Yến Nguyễn ơi. Tại vì chị bốc qua rồi. Chị bốc qua rồi nha, chị bốc số khác rồi. Không phải là tắt đi mà chị bốc số khác rồi nha. Alo, đây đuôi số 89 đây các chị nha. Alo, Phương Tiêm ạ. Rồi, đúng rồi, bây giờ em đi sẽ kiểm tra nick của chị nha. 0125 ạ. 773, các chị tiếp tục chia sẻ lên mức 100 em chơi tiếp nha. 8989. Không phải là bọn em tắt đi, mà khi đã ấy qua rồi, bốc qua số rồi nên là bên em phải tắt đi để cho người khác gọi nha. Rồi bây giờ em kiểm tra trang của chị xem chị đã chia sẻ cho em chưa nha. Chị thân mến ơi, chị Ngân Kim Hoa ơi, tiếc quá cho chị luôn. Chị chưa thôi chia sẻ bài cho em luôn này các chị ơi. Phải chia sẻ cho em nha. Chị phải ấn theo dõi Facebook của Phương Tiêm và chia sẻ chế độ công khai, và các chị chia sẻ vào các nhóm các hội thì mới được các chị nha. Chị các chị ơi, có phải là em kiểm tra không có một bài nào không các chị ơi? Các chị phải chia sẻ cho em, ấn theo dõi Facebook Phương Tiêm và chia sẻ ở chế độ công khai và chia sẻ các nhóm các hội các chị nha. Rồi ok, bây giờ em bốc lại số khác nha. Rồi các chị ơi, các chị chia sẻ cho lên tường đi để cho nó chạy ra luôn, chứ bây giờ vào trang chả thấy cả. Rồi, tạch rồi. Số 34 các chị ơi, chị nào có đuôi số 34 điện ngay và nhanh lên các chị ơi. Đuôi số 34 điện luôn cho em nha. Các chị ơi, các chị nhớ là chia sẻ công khai thì nó mới vào trang được, với lại ấn theo dõi Facebook của Phương Tiêm đi nha. Chia sẻ lên các nhóm, các hội các chị ơi. Đuôi số 34 điện ngay cho em đi các chị ơi. Rồi, đuôi số 34 điện ngay cho em đi nào ạ. Alo, đuôi số 34 đã có chủ nhân nha. Rồi, bên em sẽ kiểm tra số các chị ơi. 0966 833 334. Rồi ok có ngay nha. Wow, Gia Hân Trần. Đây là Gia Hân Trần nha. Bây giờ bên em sẽ kiểm tra các chị nha. Chạy lâu thế nhỉ. Rồi ok. Một lần ạ, hai lần ạ, ba lần ạ, bốn lần ạ, năm lần ạ. Rồi ok các chị ơi, Gia Hân Trần ơi, ebook và trang cho chị đi để nhận quà nha.
Các chị ơi chia sẻ thật mạnh lên cho em nào. Các chị nào mà chưa chia sẻ hai lần tạch và tư, chị nào mà chưa chia sẻ thì chia sẻ thật mạnh lên cho em, lên mốc 100 em bốc luôn nha các chị ơi. Chia sẻ lên đi cho em nào. Còn có 10 người nữa là lên mốc 100 thôi các chị ơi. Rồi biết ngay mà người nào các chị ơi, tiếp tục chia sẻ thật mạnh lên cho em nào. Bây giờ em bốc nha, chị nào mới vào mà chưa chia sẻ thì chia sẻ thật mạnh lên cho em nào. Các chị nhớ là ấn theo dõi Facebook của Phương Tiêm và các chị chia sẻ ở chế độ công khai nha các chị. Chia sẻ vào các nhóm, các hội. Cái chân này sẽ thuộc về chị nào nha. Rồi ok nha. Trời ơi điện cho Tam Hoàng đi, bảo là đang chơi miligame tí nữa rồi ấy sao nha. Điện cho Tam Hoàng đi, Tam Hoàng có số đấy đấy. Có số đấy luôn. Rồi chia sẻ lên mốc đi các chị ơi. Lên mốc cho em nha các chị. Và các chị ơi, các chị nhớ là lỗi công mình lên cho em. Tam Hoàng tấm, Tấm Hoàng đấy, Tấm Hoàng đấy. Lỗi công mình lên cho em nha, để bên em sẽ mạng đơ luôn dần. Bên em sẽ ghi phiếu nha, ghi phiếu là cái phiếu này cuối live em sẽ tặng cho các chị. Chọn một bộ chăn ga gối 5 món luôn các chị nha. Chọn bộ chăn ga gối 5 món như em trải mẫu trên giường nha. Và các chị bây giờ chia sẻ lên mốc 100 đi để em công bố phiếu nha các chị ơi. Rồi ok. Nào các chị ơi chia sẻ thật mạnh lên cho em nào. Chia sẻ lên để cho em lên bốc 100 em bốc tiếp rồi ok nha. Bây giờ các chị chia sẻ thật mạnh lên cho em để lên bốc đi để em bốc tiếp các chị ơi. Chị nào trời ơi, các chị ơi chia sẻ lên đi cho em nào. Chị nào chia sẻ thật mạnh lên để em công bố phiếu nha. Và nhớ là các chị lỗi cái công bình của các chị lên để bên em ghi phiếu nha. Ghi phiếu cuối like em sẽ bốc cho chị nào mà may mắn trúng một bộ chăn ga gối với giá 0 đồng về tận nhà nha các chị ơi. Chị nào có đuôi số 90 90, chị nào có đuôi số 90 thì rồi ok, fan xỉu có rồi nha. Chị nào có đuôi số 90 thì lỗi lên cho em các chị ơi. Điện ngay cho shop đi. Rồi ok. 90 nha, đuôi số 90 các chị ơi. Trời ơi, nếu mà chị nào không có thì đừng có điện các chị nha. Chị nào không có thì đừng có điện, em không nghe máy. Đây là 90 nha. 90 các chị ơi, 10 giây em đếm ngược bắt đầu nha. 10 giây em đếm ngược bắt đầu nào. 10 ạ. Vâng, các chị lỗi công bình lên để bên em ghi phiếu nha. 19 ạ. 8 ạ. Rồi ok, đã có chủ nhân nha. Đuôi 90 đã có chủ nhân các chị ơi. Alo ạ. Rồi ok, bây giờ bên em sẽ kiểm tra nha các chị ơi. Tiếp tục chia sẻ thật mạnh lên cho em nào. 0166 ạ. 381 ạ. 49 và 90 ạ. 4090. 4090. Rồi ok. Đây nha. Các chị ơi, đây là link của Hoa Lăng Lắng. Kiểm tra xem là bạn ấy đã chia sẻ cho em chưa nha. Các chị ơi chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em, lên bốc em sẽ bốc tiếp nha các chị. Rồi các chị ơi, bên em vẫn đang ghi phiếu nha. Ghi phiếu đi. Vẫn tiếp tục ghi phiếu đi. Đó, bạn Hoa Lăng Lắng này, bạn đã chia sẻ cho em rất nhiệt tình các chị ơi. Rồi Hoa Lăng Lắng ơi, em inbox quà trang cho chị đi. Quà tặng của em là được một cái chăn nha. Rồi cảm ơn nha. Các chị ơi tiếp tục chia sẻ thật mạnh lên cho em nào. Để lên mốc 150 em bốc tiếp các chị ơi. Số chị Ngân Kim Hoa. Số nhỏ. Rồi các chị ơi tiếp tục chia sẻ thật mạnh lên nào. Lên một bốc 150 thì em sẽ bốc tiếp nha các chị. Và các chị nhớ là các chị ơi, các chị lỗi công mình của các chị lên để bên em ghi phiếu nha. Ghi phiếu và cuối like em bốc cho, cảm ơn Minh Nhật nha. Bốc cho chị nào mà may mắn nhất một bộ chăn ga gối rất là đẹp luôn. Một bộ chăn ga gối rất là đẹp luôn các chị nha. Chọn bộ này sẽ thuộc về chị nào thì bây giờ các chị ơi, chọn bộ này sẽ thuộc về chị nào đây ạ. Một bộ, chọn bộ chăn ga gối rất là đẹp luôn. Rồi mỗi mẫu một đấy nhanh. Rồi đã có đầu nào các chị ơi, chia sẻ thật mạnh lên để em bốc nào. Rồi ok chị Trần Lan nhanh. Rồi các chị chia sẻ thật mạnh lên cho em nào để bên em ghi phiếu cho các chị nha. Nhanh. Ôi. Rồi chia sẻ thật mạnh lên cho em nào. Bên em vẫn đang ghi phiếu nha. Cỏ mùa xuân nha. Trần Phủ đã có đầu. Cái đấy ở mẫu có rồi thì không cần. Những mẫu đông mà không có những mẫu này thì cần.
Rồi chia sẻ thật mạnh lên nào. Vâng, chị Nguyễn Hải rồi, ok. Hoa cỏ mùa xuân có rồi em ơi, có phiếu rồi nha. Rồi chị Ngọc Trinh, à Ngọc Trinh ơi có rồi nha em ơi. Thanh Thúy ok nha. Các chị ơi, bên em đang ghi phiếu nha các chị nha. Em đang ghi phiếu nha, và các chị tiếp tục chia sẻ thật mạnh lên. Đây, bên em vẫn đang ghi phiếu cho các chị, và các chị chia sẻ thật mạnh lên để bên em bốc mini game tiếp nha các chị. Đó, các chị ơi, bên em vẫn đang ghi phiếu cho các chị nha. Các chị chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em. Và bây giờ em vẫn đang ghi phiếu. Chọn bộ một chăn, một ga và ba cái vỏ gối. Bộ 5 món này sẽ thuộc về chị nào nhỉ? Sẽ thuộc về chị nào mà không phải mất một đồng phí ship nào nha các chị. Nhớ là được tặng miễn phí luôn nha. Tặng miễn phí, không phải mất một đồng nào nha. Rồi Vinh Nhật ơi, em có phiếu từ lẫy rồi em ơi. Rồi ok nha. Trần Lan ơi có phiếu em rồi nha. Các chị ơi, các chị chia sẻ lên đi để lên mốc em bốc tiếp các chị ơi. Chị Hoàng Thủy, vâng ok chị Lê Ngọc. Rồi, các chị ơi, bây giờ có lên mốc được không ạ? Có lên mốc được không? Em bốc tiếp các chị ơi. Rồi, để chị lấy mày ấy đi. Rồi. Được rồi, để đấy. Các chị ơi, lên mốc đi để em bốc tiếp nào các chị. Thế bây giờ nếu mà không lên mốc được thì em sẽ giới thiệu nha. Ôi. Rồi các chị ơi, nếu mà không lên mốc được có nha chị Bi ơi. Nếu mà không lên mốc được thì bây giờ em giới thiệu hàng nha. Giới thiệu hàng xong là một lát nữa là em sẽ công bố nha. Em làm một lúc xong bắt đầu rồi ok. Tâm Nguyễn có nha. Em làm một lúc xong bắt đầu là em sẽ công bố phiếu nha các chị nha. Chị nào mà chưa chia sẻ thì chia sẻ bài thật mạnh lên cho em nào. Rồi giơ lên đi. Đó, mẫu thỏ này rất là xinh luôn nha. Thỏ rất là xinh các chị ơi. Tốt. Đấy, bảo là dơ cao lên. Cái mẫu này dơ cao lên một chút. Rồi, có nha Bùi Hồ hết. Có nha Ngân Thanh ơi. Đây nha, bộ này rất là đẹp luôn. Dơ cao lên. Rồi, nó vẫn chưa thấy cái ấy của nó. Dơ cao lên một chút đi. Rồi, đứng vậy dơ cao lên rồi, ok. Đó, bộ thỏ rất là xinh. Chị, đây là mẫu bộ thỏ Trần Phủ nha các chị ơi. Mẫu bộ thỏ Trần Phủ. Hàng này em bán cho chị nào mà chia sẻ cái Live Stream này chỉ có 340.000 mà miễn phí ship về đến tận nhà. Thấy nha, chị Hà Linh Bùi ơi em thấy nha. Mèo Xinh ơi có nha, Phương Thùy Lưu có nha. Rồi ok Trần Lan, bây giờ em giới thiệu hàng một lát. Các chị nào mà có ở đây thì cứ lổi công mình lên để bên em ghi phiếu và cuối live em sẽ bốc nha. Rồi ok chị Thu Hiền, chị nào lấy bộ thỏ này, thỏ xanh này rất là đẹp luôn nha các chị ơi. Thỏ xanh rất là đẹp. 340.000 một bộ mét 6 và 350.000 một bộ mét 8 các chị ơi. Các chị chia sẻ thật mạnh lên, thật nhiệt tình lên cho em nha. Thỏ rất là xinh nha. Ok, bây giờ em vẫn đang ghi phiếu nha. Các chị ơi, chia sẻ thật nhiệt tình lên nha. Bộ hè thì em bán với giá là 240 chỉ bán cho khách chia sẻ bài. Lấy mấy mẫu. Lấy mấy mẫu. Rồi, đưa lên cao lên thì không phải dơ. Tức là kéo cao lên bên này thì không phải dơ. Đấy. Đây là bộ Doraemon. Chị nào mà chia sẻ bài thì sẽ được miễn phí ship 100% luôn các chị nha. Miễn phí ship 100% về đến tận nhà luôn các chị ơi. Một bộ Trần Phủ là 340.000 một bộ mét 6 và chỉ có 240.000 một bộ mét 6 hàng hè nha. Loại 240 và loại 340 nha. Chị nào mà lấy thì công bình cho em nha các chị ơi. Lấy thì công bình cho em nha. Còn nữa đấy, Hello Kitty Hồng đấy. Chị nào mà lấy thì công mình cho em tí luôn tí. Nha Hồng. Hồng có rồi, lấy tím thôi. Rồi ok. Lấy cháu tím thôi. Chị nào mà lấy em lấy lá đỏ nha các chị ơi. Lá đỏ, bộ lá đỏ quá đẹp luôn. Bảo bao nhiêu? Cái này cơ. Vậy là cái này đi là má 21 à, hoa đỏ là má 20. Đây, bộ lá đỏ. Ây, bộ Trần Phủ quá đẹp luôn mà chỉ có 340.000 một bộ nha. Và hàng hè là 240.000. Các chị chia sẻ bài đi cho shop nha. Chia sẻ bài đi để miễn phí ship 100% về đến tận nhà luôn các chị ơi. Bộ đẹp hơn có không? Chị Trần Thắm ơi có ạ. Bộ bỏ cái gối ôm cái tựa ra. Đó, nếu mà chị nào mà thích lấy mẫu hàng satin, hàng satin mà như em trải mẫu ở trên đó nha các chị. Đó là có giá là 700k một bộ mét 6 và miễn phí ship về đến tận nhà xuống mấy đôi ruột gối. Và được tặng một đôi ruột gối nha. Ok, các chị ơi chia sẻ bài lên cho em nha. Thứ nhất là cuối live em sẽ bốc chọn bộ 5 món luôn các chị nha. Rồi ok à, còn mẫu khác là hoa cúc, hoa cúc vàng. Rồi
chị nào chia sẻ bài, chia sẻ thật mạnh lên nha các chị ơi. Mua một bộ chăn hè với giá là 240k nha các chị. Rồi. Chị nào lấy kẻ bao diêm này là má 10 nha các chị ơi. Còn cái bộ kia là bộ lá đỏ nha. Wow. Ờ nó tuột xuống. À chị Trần Thắm rồi, ok nha. Bộ này bộ mẫu 700k nha các chị ơi. Đây là xanh mạ nha các chị. Đây là xanh mạ bộ 700k nha. 700k một bộ mét 6 các chị ơi. 700k một bộ mét 6 nha các chị. Đây là cái bộ công chúa đóng ở 10 năm. Chị Lệ Hằng ơi, hàng của chị à? Hàng của chị gửi rồi sao chị Lệ Hằng nhá? Ôi chị Bình Thanh ơi, thôi em xin chị đấy. Chị cho em số điện thoại tuần sai thì em gọi làm sao được. Mấy đứa sổ đấy cho gì. Gọi tới hàng bao nhiêu lần cũng không được. Mà nhắn tin ebook của Trang là cho em lại cái số điện thoại đi. Mà chẳng thấy cho cái gì cả. Chết thật. Vâng chị Phạm, chị Lê Phạm ơi, rồi chị hỏi em rồi, ok em giờ nhìn thấy chị đây. Bình Thanh đúng không? Vâng, Bình Thanh, chị Lê Phạm ơi, chị hỏi em cái gì nhỉ? Chị Bình Thanh ơi, chị Bình Thanh, chị có cho em số điện thoại đâu? À, đây là Bình Thanh khác, chị kia cơ. Chị Bình Thanh thì một chị thì đi rồi. Anh vào cho chị. Đây, chị cho em số điện thoại như này thì em đi làm, em gọi điện cho chị làm sao được? Số điện thoại chị cho em này. 0163 chỉ có 10 số thôi. 351-9742. Cho em có 10 số em làm sao em điện được cho chị. Có nha chị Thu Hiền ấy, có phiếu cho chị nha. Chị nào lấy xanh mạ thì comment cho em nha, xanh mạ kèm số điện thoại nha, bộ 700k nha. Ghi mổ cái mã số ghi mổ cái đấy. Rồi các chị ơi, chia sẻ thật bài thật nhiệt tình cho em nào, đừng đứng đơ đấy. Rồi, một chăn một ga và 5 cái vỏ gối. Chị Thư Ngọc ơi, em hỏi chị không trả lời. Tại vì là... Rồi ok, các chị em nhìn thấy hết. Các chị hỏi lại cho em tí nha. Gửi hàng rồi em Ngọc Trinh ơi. Chị gửi hàng cho em rồi nha. Bộ 7 món như là mẫu em trải trên giường các chị nha. Bộ 7 món như em trải mẫu trên giường. Và các chị nhớ là chia sẻ cái live stream này để được tặng một đôi ruột gối lằm. Đó, để tặng một đôi ruột gối lằm. Rất là bông, rất là mềm mại luôn nha các chị ơi. Một bộ chọn món là đi 700k nha. 700k mét 6. Các chị nhớ là chia sẻ cái live stream này cho em lên các nhóm, các hội và chia sẻ ở chế độ công khai. Rồi chị gửi hàng cho em chưa? Trời ơi Nhật Lan ơi, gửi hàng rồi sao ấy? Tất cả các chị em gửi hàng hết rồi nha. Bên em chỉ tuần em like có 3 buổi thôi. Chị nào lấy hồng 10 giờ comment cho em hồng 10 giờ kèm số điện thoại nha. Đây là tím Huế nha các chị ơi. Tím Huế, chị nào lấy tím Huế comment cho em tím Huế kèm số điện thoại các chị ơi. Một chăn một ga và 5 cái vỏ gối như là mẫu em trải trên giường kia chỉ có giá là bao nhiêu ạ? Chỉ có giá là 700k 1m6 nha các chị. Và các chị nhớ là chia sẻ cái live stream này ở chế độ công khai và chia sẻ lên các nhóm các hội cho em nha, để được tặng một đôi ruột gối làm rất là mềm mại luôn nha. Em muốn Thư Ngọc, em muốn lấy bộ chăn ga để cô dâu chú rể. Ok nha bộ Thư Ngọc ơi, nếu mà em thích lấy một bộ như chị trải mẫu ở trên giường kia vào một phòng cưới quá đẹp luôn. Vâng chị Thanh Huế rồi, ok có phiếu cho chị luôn. Các chị cứ lổi, chị nào bất cứ chị nào mà lổi comment lên thì bên em đều có tên hết cho các chị nha. Vâng chào anh Hoàng Học rồi, chị nào lấy tím Huế comment cho em tím Huế nha. Một bộ Thư Ngọc ơi, mà một bộ ở trên mẫu trang trải trên kia là màu đỏ đô nha. Màu đỏ đô các chị ơi, bộ mẫu quá đẹp luôn. Em không nói sai tí nào đâu. Chất rất là dày dặn và cực đẹp luôn nha. Bên em là Cẩm La, Thanh Sơn, Kiến Thủy, Hải Phòng nha chị Dương Điệp ơi. Cả bộ này 1m6 là 700k nha. 700k mà miễn phí ship cho tất cả các chị là chia sẻ cái live stream này cho em nha. Rồi, rồi đúng rồi. Cảm ơn chị Trâm nha. Đó, chia sẻ cái live stream này cho em, vừa được miễn phí ship này, vừa được tặng một đôi ruột gối này dành cho bộ 7 món nha các chị. Dành cho bộ 7 món rồi, ok chị Khôi. Chị Phấn Khôi ơi, đây là màu xanh biển nha, chị nào lấy xanh biển. Xanh biển thì kèm cho em kích thước và số điện thoại luôn nha. Màu xanh biển rồi, ok Phạm Hảo, có số, có nha.
chị Trần Thắm, bộ đỏ đô ấy, bộ đỏ đô như mẫu em trải trên giường các chị nha. Giống như mẫu em trải trên giường nha các chị. Lấy như kia. Đấy, màu đỏ đô giống như mẫu em trải trên giường. Ôi. Lấy cái bộ ga như kia. Cái ga gối ở trong nhà đấy. Đây này này. Cái mày vào lấy đi, không nó không biết đâu. Mày cá à? Ừ. Có em ơi, có Thư Ngọc ơi. Chị Bình Thanh ơi, rồi. Chị đặt hôm 17 sao? Trời ơi, cho số điện thoại em sai, làm sao em đọc được? 0163 251 9742. 251, hôm đấy chị cho em thiếu số 2 này. Chị cho em thiếu số 2 thì làm sao mà em đọc được? Thì làm sao em điện được chị được? Hồi giờ cho có 10 số, 11 số, chị cho em có 10 số, làm sao mà điện được? Có bộ đắt hơn Thư Ngọc nha. Mạng lát không xem được, không nghe được, chết rồi. Sao mạng lại lát không nghe được là sao nhỉ? Thiếu số 2. Đây, ghi lại số của chị đi. Chơi thế nào, Quỳnh Liễu ơi. Chia sẻ bài cho chị đi nha. Rồi đỏ đô đây nha. Nhanh. Linh ơi. Chỉ việc chia sẻ bài thôi. Và bên em ghi phiếu. Cuối live em sẽ bốc tên nha, Quỳnh Chi ơi. Rồi. Có gửi về Phú Thọ nha Trần Tắm ơi. Bên em gửi toàn quốc luôn nha. Em ship hàng toàn quốc luôn nha các chị ơi. Miễn phí ship cho tất cả các chị. Chia sẻ cái Livia Chim này cho em nha. Rồi đây là màu đỏ đô nha. Chị nào lấy màu đỏ đô comment cho em là đỏ đô kèm số điện thoại luôn các chị nha. Đỏ đô kèm số điện thoại luôn. Và các chị ơi nhớ chia sẻ cái Livia Chim này để được tặng một đôi ruột gối đầu. Để tặng một đôi ruột gối đầu. Quá đẹp luôn các chị nha. Đó. Nhưng mà phải chia sẻ cái live stream này cho em thì mới được. Đúng rồi, bác hôm trước bác cho em thiếu số 2. Bác cho em thiếu số 2 thì em bó tay luôn, em chẳng điện được cho bác. Rồi, chị nào lấy đỏ đô comment cho em đỏ đô kèm số điện thoại luôn nha. Các chị ơi, một bộ hàng hè, chị nào muốn xem một bộ hàng hè đấy thì hàng hè em bán với giá là 240k một bộ nha. Và hàng đông, hàng trần phủ là em bán với giá là 340k một bộ nha. Rồi ok nha chị Hồng Ngân. Đó, em bán với giá là 340k một bộ trần phủ và 240k là một bộ hàng hè. Chị nào lấy thì comment cho em nha, rồi em cho xem mẫu nha. Các chị ơi, một bộ này hàng trần, hàng này là hàng satin nha. Hàng satin rất là dày dặn và mềm mại luôn nha. Trần Thắm ơi, ngoài đỏ đô có màu nào khác không? Có, đây từ lấy đến giờ là tất cả là có 8 màu nha. Tất cả 8 màu nha, đây là màu vàng nha. Đó, đây là màu vàng, chị nào lấy thì comment cho em màu vàng nha. Màu vàng kèm số điện thoại luôn cho em các chị nha. Vàng kèm số điện thoại luôn cho em nha. Một chăn, một ga và 5 cái vỏ gối mà hiện tại bên em đang sale với giá là 700k. 700k và các chị nhớ là chia sẻ cái Livia Chim này cho shop để được nhận quà tặng là một đôi ruột gối nha. Rồi Thùy Chibi ok, đợi chị một lát. Đây nha các chị ơi, chị nào lấy màu vàng comment cho em màu vàng kèm số điện thoại cho em nha. Chị Tâm Nguyễn, 7 phân mét 8 bao nhiêu tiền? 7 phân mét 8 thì có loại, nếu mà hàng bông ép mà 7 phân mét 8 thì có loại 1.3 triệu, có loại thì là rẻ hơn nữa, có loại thì đẹp hơn nữa. Rồi, đây là màu tím này các chị này. Chị nào lấy tím cẩm thì comment cho em tím cẩm kèm số điện thoại luôn cho em nha. Tím cẩm kèm số điện thoại luôn cho em đi các chị ơi. Một bộ gồm 5 món, 7 món luôn nha. Rồi ok nha, lắng hoa lắng ok. Hàng của em Trương Huy ơi. Hàng của em gửi rồi nha Trương Huy. Hàng của em gửi rồi nha. Rồi chị nào lấy tím cẩm comment cho em tím cẩm kèm số điện thoại luôn cho em nha. Tím cẩm kèm số điện thoại cho em nha. Rồi ok, bộ cưới mà có cái bộ cưới mà là làm cái màu đỏ đô quá đẹp luôn. Hoặc là hồng 10 giờ cũng rất là đẹp. Chị nào lấy xanh cốm comment cho em xanh cốm kèm số điện thoại đi các chị ơi. Comment cho em xanh cốm kèm số điện thoại luôn cho em nha. Rồi bây giờ em qua mẫu hàng hàng hè hàng đông nha. Cũng ra tôi cứ thấy thiếu thiếu của cái gì đấy. Rồi Trần Thắm ơi, nếu mà lấy bộ màu đỏ đô đấy quá đẹp luôn. Rồi ok, chốt cho Trần Thắm bộ màu đỏ đô. Màu đỏ đô quá đẹp luôn mà vào phòng cưới nó cũng rất là đẹp luôn nha.
đây nha. À, Thư Ngọc ơi, Thư Ngọc lấy những cái gì nhỉ? Rồi bây giờ em qua mẫu hàng 340 nha. Hàng 340 là mẫu trần phủ nha các chị ơi. Hàng 340. Thôi để 33 đây. Đây. Chị nào mà lấy hoa ly này nha. Hoa ly này hàng hè em đang bán với giá là 240k một bộ 5 món nha các chị ơi. 240k một bộ 5 món nha. Mã này mã 13 nha, chị nào lấy thì comment cho em mã 13 kèm số điện thoại luôn các chị ơi. Mã 13 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Chị nào lấy mã 13 kèm số điện thoại luôn cho em. Bộ hoa ly liền xanh rất là đẹp luôn. Mà các chị ơi, các chị ơi, các chị thân mến, chỉ có 240k một bộ thôi. Nhưng mà chị nào mà chia sẻ cái ly vi chim này mới được miễn phí ship 100% luôn nha. Rồi, chị nào mà chia sẻ cái ly vi chim này để được hưởng ưu đãi 100% miễn phí ship luôn nha. Thư Ngọc ơi, ok nha, em lấy cả chăn ga lẫn đệm. Rồi em lấy bộ đẹp hơn nha. Em có thích lấy bộ hàng của bên công ty Tuấn Anh này không? Nếu mà lấy cái bộ hàng của bên công ty Tuấn Anh này thì của nó chỉ đang sale 1m6 với giá là 1 triệu nha. Và 1m8 với giá là 1,1 triệu. Nếu mà lấy cái hàng của bên công ty Tuấn Anh này thì ới chị nha. Đây là bộ sản phẩm của bên công ty Tuấn Anh nha. Nếu mà lấy thì ới chị nha. Rồi ok nha. Có chuẩn nha, chuẩn 1m6, 2m nha. Chị nào lấy hàng hè thì comment cho em mã 6 nha. Rồi ok, Thư Ngọc có muốn xem bộ đấy thì chị cho xem nha. Mã 6 kèm số điện thoại cho em nha. Thư Ngọc ơi, xem mét mấy nhỉ? Em xem mét mấy, tại vì hàng chị sale, còn mẫu nào chị sale mẫu đấy nha. Chị nào lấy 240k rồi, 240k một bộ nha. Một bộ 5 món luôn các chị ơi, một bộ 5 món luôn nha. Mã này là mã 17 các chị ơi. Chị nào lấy mã 17 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Mã 17 kèm số điện thoại luôn cho em. Rồi ok, một bộ 1m8, có ngay một bộ 1m8. Quá là đẹp luôn nha. Chị cho em xem lần lượt nha. Đây là cái chăn của hãng luôn nha. Rồi đây là chất của nó, là được hãng bao chất luôn nha. Nó có hai mặt nha, hai mặt nha em ơi. Đây, nó có hai mặt nha. Đó, rất là đẹp luôn. Một bộ đây nha, gồm một chăn này, một ga này. Quá đẹp luôn, mà cái này được hãng bao chất luôn nha. Bao chất luôn, không phai, không sụp. Đây là màu, màu này là màu 10 giờ nha. Cái này là hàng bên mình đang sale nha. Bên mình đang sale nha. Đây là hai gối tựa này của bên công ty Tuấn Anh nha. Hai gối tựa nha. 1m8 là 1.100.000 đồng nha. 1.100.000 đồng. Và hai gối đầu, một vỏ gối ôm, một bộ 5 món luôn nha. Một bộ 5 món luôn. Đó, một chăn, một ga và 5 cái vỏ gối nha. Có ruột nhưng mà ruột thì phải lấy thêm nha. Trần Thắm ơi, lấy màu đỏ rồi. Ok, cái màu đỏ đô đấy quá đẹp luôn Trần Thắm nha. Rồi ok nha. Trần Thắm ơi, chia sẻ cho chị đi, để được tặng một đôi ruột gối làm rất là êm luôn nha. Đó, nếu mà bên em có cả ruột gối, nếu mà chị nào mà muốn lấy thêm ruột gối đấy thì báo em lấy thêm nha. Ruột gối đi. Rất là êm ái luôn các chị ơi. Rồi, nếu mà đây là bộ VIP da nha. Cái bộ này là bộ VIP da của bên công ty Tuấn Anh. Nếu mà cái này bên em đang sale với giá là 1m6 là 1 triệu và 1m8 là 1 triệu 1. Rồi, chị nào lấy thì comment cho em nha. Cái này là bộ VIP da. Bộ VIP da của bên công ty Tuấn Anh. Rồi ruột tính thế nào, ruột là giá rất là mềm luôn, chỉ có 270k một bộ, ruột bông trắng tinh và rất là đẹp luôn nha. 270k một bộ thôi. Rồi ok nha. Đây là màu hồng 10 giờ, nếu mà lấy thì comment cho em nha. Rồi em qua mẫu nha, mẫu này là rất là đẹp luôn. Đây, em qua mẫu nha. Chị nào lấy comment cho em mã 2 kèm số điện thoại nha. 240k một bộ. Bán cho những chị nào chia sẻ cái ly vi chim này cho em nha. Nhớ chia sẻ cái ly vi chim này cho em để được hưởng ưu đãi các chị nha. Được miễn phí ship về đến tận nhà luôn nha các chị ơi. Miễn phí ship về đến tận nhà luôn nào. Rồi.
À, bộ đỏ ấy được những gì? Trần Thắm ơi, bộ đỏ đô mà chị vừa lấy cho em xem đấy, giống như cái bộ chị trải mẫu trên giường nha. Đúng chuẩn như là bộ đấy luôn nha. Một chăn, một ga và 5 cái vỏ gối luôn. Và nếu mà em mà chia sẻ cái video này thì em được tặng luôn một đôi ruột gối lằm nha. Đó, như mẫu kia được tặng một đôi ruột gối lằm nha. Cả ruột nữa là bao nhiêu tiền vậy chị? Trời ơi, 1,1 triệu một bộ mét 8 của em Thư Ngọc nha. Nếu mà cái bộ VIP da của bên công ty Tuấn Anh đấy là 1,1 triệu mà tặng với cộng với 270.000 là bằng 1,370,000 nha. Chọn bộ là 1,370,000. Bộ chăn ga gối, bộ một chăn một ga và 5 cái vỏ gối của bên công ty Tuấn Anh nha, Thư Ngọc nha. Rồi. Đó, chị nào lấy em công chúa này mã 12 cho em nha. Comment cho em mã 12 kèm số điện thoại luôn các chị ơi. Đó, bộ công chúa rất là đẹp luôn. Một chăn, một ga và 3 cái vỏ gối mà chỉ có 240k thôi. Bán cho chị nào chia sẻ cái live stream này cho em nha. Các chị chia sẻ cái live stream này vừa được miễn phí ship về đến tận nhà luôn nha các chị ơi. Rồi, chào chim sâu nha. Rồi, cảm ơn chim sâu nha. Quà của chim sâu đi rồi em ơi. Đây chị nào lấy em này mã 11 quá đẹp luôn. Mã 11 kèm số điện thoại cho em nha. Lá leo của con chim. Trần Thắm ơi, lấy bộ đỏ đấy mà làm sao lấy được? Nghĩa là sao nhỉ? Tức là bên chị ship về đến tận nhà cho em, ship bưu điện về đến tận nhà cho em. Em lấy bất cứ sản phẩm gì, các chị lấy bất cứ sản phẩm gì bên em nha. Bên em gửi bưu điện về đến tận nhà cho em nha. Cho các chị nha, về đến tận nhà luôn nha các chị. Cho nên là cứ yên tâm nha. Hàng ship về đến tận nhà nha các chị ơi. Rồi, chị nào lấy mã 11 thì kèm số điện thoại cho em nha. Mã này mã bao nhiêu? 22. Rồi, chị nào lấy mã 22 thì comment cho em nha. Mã 22 ạ. Đó, cúc vàng rất là đẹp luôn. Chị nào lấy mã 22 thì comment cho em nha. Em muốn lấy cả đệm lửa rồi, ok. Vâng, chào chị mến nha. Em chào chị nha, rồi ok nha. Mai bên chị sẽ điện lại cho em nha. Chị Đoàn Yến ơi, ship cho chị chưa? Ship cho Đoàn Yến chứ nhỉ. Rồi ok, bên em thì đơn hàng là bên em chuyển hết rồi các chị nha. Bên em chuyển hết rồi nha. Tại vì tuần em live có 3 buổi cho nên là em chuyển hết hàng, bắt đầu em mới làm nha. Chị nào lấy thì comment cho em mã 22 kèm số điện thoại luôn nha. Cúc vàng quá đẹp luôn. Và các chị ơi nhớ là chia sẻ cái bài này để được miễn phí ship 100% về đến tận nhà nha. Chỉ có 240k một bộ thôi các chị ơi. 240k một bộ 5 món các chị nha. 240k một bộ 5 món, chuối rất là xinh luôn. Đó, chuối rất là đẹp luôn nha. Mã 16, chị nào lấy mã 16 kèm số điện thoại cho em nha. Mã 16 kèm số điện thoại cho em ạ. Một chăn, một ga và 3 cái vỏ gối. Một bộ 5 món luôn mà chỉ có 240.000 thôi nha. Rồi ok, Trần Thắm nha. Bên em ship bưu điện, nếu mà mai bên em chốt hàng, chị ở đâu đây là bên em sẽ gửi hàng cho chị. Mà chị ơi, cái bao giờ mà bưu điện người ta điện liên hệ gọi chị đấy là chị cứ nghe máy là chị người ta sẽ đưa hàng đến cho chị nha. Rồi cứ cho em đầy đủ là được nha. Rồi, chị nào lấy em này Hello Kitty này. Hello Kitty Hồng này mã 4 các chị ơi. Chị Thùy Linh ơi. Có nha em ơi, có nha. Rồi. Rồi, chị nào lấy mã 4 comment cho em mã 4 kèm số điện thoại luôn các chị ơi. Mã 4 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Rồi, một chăn, một ga và 3 cái vỏ gối, một bộ 5 món. Một bộ 5 món mà chỉ có 240.000 thôi các chị ơi, một bộ 5 món mà chỉ có 240.000 thôi nha các chị ơi. Rồi, chị nào lấy hoa lan này là mã 15 nha. Mã 15 kèm số điện thoại cho em luôn các chị ơi. Rồi, mã 15. Chị nào lấy mã 15 kèm số điện thoại cho em. Đã có chiếu tre rồi nha chị Hạnh ơi. Đã có chiếu tre rồi nha. Chiếu tre bên em có rồi nha. À, chiếu em có nhiều lắm. Chiếu tre em có mà chiếu bồ ngà mây em có nha.
Rồi, đây là chiếu điều hòa mây nha. Đây là chiếu điều hòa mây. Nhưng mà điều hòa mây này loại vừa tiền cũng có mà loại đắt tiền cũng có. Còn loại rẻ tiền thì em không bán. Rồi ok, chị Thu Thanh cho chị bộ cúc vàng. Rồi chị lấy bộ cúc vàng nha. Ok nha. Đây là chiếu điều hòa mây loại loại xịn nha các chị ơi. Chiếu điều hòa mây loại xịn. Nếu mà chị nào mà lấy, chị nào mà lấy thì em sẽ cho các chị xem nha. Một chiếu và hai vỏ gối đầu các chị nha. Một chiếu và hai vỏ gối đầu. Đây là chiếu mây loại xịn nha. Mua chiếu tre thôi. Có chiếu tre nha. Chiếu tre bên mình rất là nhiều. Bạn thích mua chiếu nào thì bạn cứ để lại số điện thoại, mai bên mình sẽ hoặc là ebook của Trang để mình gửi cho. Đây là chỉ chiếu mây. Tại vì là khi đóng đi đấy, bên mình có rất là nhiều chiếu. Tại vì là chiếu cây, chiếu gấp, rồi chiếu mắt đều có hết nha. Chị nào mà lấy thì comment cho em mã 15 đi các chị ơi. Mã 15 kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi. Rồi em qua mẫu nha. Chị nào lấy lá cọ này mã 9 nha. Mã 9 kèm số điện thoại cho em luôn các chị nha. Các chị nhớ là bộ hàng hè đấy, có 240k một bộ thôi mà về ship cho các chị về đến tận nhà luôn nha. Nhưng mà các chị phải nhớ là phải chia sẻ cái livestream này cho em thì mới em mới bán được cái giá 240k các chị nha. 240k. Rồi chiếu điều hòa mây này, chiếu điều hòa mây này một loại đây ạ. Một loại chiếu không. Một loại chiếu không này em bán với giá là đi 140k nha. 140k. Còn cái loại mấy chục nghìn đấy thì em không bán. Mấy chục nghìn thì cái loại rẻ tiền đấy thì em không bán nha. Đây là chiếu điều hòa mây loại đẹp nha. Mỗi chiếu không, chiếu không là 140k các chị nha. Chiếu không là 140k mét rưỡi. Và cái loại đẹp này đấy, cái loại này là một chiếu hai gối. Cái loại này một chiếu hai gối. Nếu mà mét rưỡi của nó, đấy, mét rưỡi của nó là hàng 240 nha. 240 và 140. Một chiếu hai gối nha. Vâng chị Mến ơi, Hoa Lan mã 15 ok chị. Một chiếu hai gối là 240 nha. Đó, chị nào mà lấy điều hòa mây mới lại lấy chiếu thì bên em sản phẩm của hàng hè sắp tới nếu mà lắng lên là bắt đầu là em sẽ bán rất là nhiều. Cho nên là các chị yên tâm nha. Rồi ok, chị nào lấy lấy mã 9 thì comment cho em mã 9 kèm số điện thoại luôn các chị nha. Và nhớ các chị ơi, chỉ có 240k một bộ thôi. Một bộ sản phẩm 5 món đẹp lung linh mà chỉ có 240k. Các chị nhớ là phải chia sẻ cái livestream này cho em thì với được miễn phí ship về đến tận nhà nha. Miễn phí ship về đến tận nhà các chị ơi. Rồi chị Thư Ngọc ơi, em có 1m8 nha. 1m8, 1m6 là 250 và 1m8 của nó là 270. Một chiếu hai gối, chiếu điều hòa xịn luôn nha. Rồi chị nào lấy mèo thần tài, mèo thần tài thì comment cho em mã 1 nha. Mã 1 kèm số điện thoại luôn các chị nha. Mã 1 kèm số điện thoại luôn. Đó, mèo thần tài, chị nào lấy comment cho em mã 1 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Rồi, một chăn, một ga và ba cái vỏ gối, tức là một bộ của nó 5 món luôn mà chỉ có 240k các chị nha. Một bộ của nó 240k. Chị Mai Thùy ơi, một chăn, một ga và ba cái vỏ gối nha. Nếu mà các chị lấy hàng hè mà các chị chia sẻ cái livestream này cho em, chia sẻ cái livestream này cho shop chỉ còn có 240k thôi. 240k một bộ 5 món luôn các chị nha. 240k một bộ 5 món luôn. Rồi ok, chị nào lấy thì comment cho em mã 1 nha. Ok chị Huyền Bùi mã 1 nha. Chị nào lấy comment cho em mã 1 kèm số điện thoại luôn nha. Chị Thiên Phấn ơi, một bộ chỉ có 240k một bộ thôi nha. Rồi ok, em về vàng này quá đẹp luôn, mã 5 nha các chị ơi. Chị nào lấy comment cho em mã 5 kèm số điện thoại luôn các chị nha. Mã 5 kèm số điện thoại luôn cho em các chị ơi. Rồi, một chăn, một ga và ba cái vỏ gối, một bộ 5 món luôn. V vàng mã 5 nha, V vàng mã 5 ok chị Mến. V vàng mã 5 chỉ có giá 240k thôi các chị ơi. Bộ đỏ trải trên chị Trịnh Thảo ơi, bộ đỏ đấy chất thì rất là ok luôn, dày dặn nha và đẹp luôn nha. Rồi đảm bảo không có file một tí nào luôn nha. Một bộ 7 món, bộ đỏ hàng satin 7 món đấy là em đang bán với giá là 700k 1m6 và các chị nhớ là cái bộ 700k đấy chia sẻ livestream cho em thì vừa được miễn phí ship và vừa được tặng một đôi ruột gối nha. Vừa được miễn phí ship và vừa được tặng một đôi ruột gối bông mềm mại luôn các chị nhá. Đó, đấy là dành cho bộ 7 món. Rồi ok chị Thiên Phần ơi, mã đó có 1m6 không? Có chị Thiên Phần nha.
Tất cả kích thước đều có nha. 1.5, 1.6, 1.8 và 2.2 đều có hết nha. Bộ đỏ đấy em ghim sẵn giá ở trên rồi các chị ơi. Một bộ đấy là bộ 7 món nha các chị. Một bộ đỏ đấy là bộ 7 món như em trải mẫu ở trên nha. Đó, em ghim giá rồi nha. 1.6 là 700k và 1.8 là 750. Và các chị chia sẻ bài cho em nha. Vừa được miễn phí ship và vừa được tặng một đôi rụt gối lằm nha các chị. Em ghim ở cuối like các chị nhìn cho em nha các chị ơi. Một bộ đỏ đấy hàng satin nha. Có đầy đủ màu nha, có đủ 8 màu các chị nha. Đấy, chị nào muốn xem hàng satin thì có đủ 8 màu nha các chị. Chị nào lấy V vàng, comment cho em V vàng kèm số điện thoại luôn cho em nha. V vàng kèm số điện thoại luôn ạ. Mẫu này chỉ có 240k thôi các chị nha. Mẫu này là 240k. Rồi ok, chị nào lấy mã 18 thì comment cho em mã 18 kèm số điện thoại nha. Kẻ rất là đẹp luôn nha. Sạch sẽ nhưng mà lại rất là sáng chứ không có tối tí nào. Kẻ này là mã 18 các chị nha. Vâng, bộ 7 món chị Trịnh Thảo ấy, bộ 7 món có đủ 8 màu nha. Bây giờ chị em qua cái mẫu này rồi em cho chị xem luôn nha. Bộ 240 này chia sẻ cho em thì chỉ được miễn phí ship thôi nha. Chứ bộ 240 này thì không được ruột gối chị nha. Nếu chị nào mà chia sẻ rồi đấy thì em bán với cái giá 240k nha. 240k một bộ 5 món chỉ bán cho chị nào chia sẻ bài cho shop thôi nha. Rồi ok nha, chị nào lấy mã này là mã 18 kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi. Mã 18 kèm số điện thoại cho em. Mã này mã bao nhiêu? 7 ạ. Rồi chị nào lấy em này mã 7 nha. Đó, rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu luôn. Chị nào lấy mã 7 comment cho em mã 7 kèm số điện thoại luôn nha. Vâng, thông báo messenger mình lấy bộ đỏ satin. Mình chia sẻ rồi nhé, bộ 7 món. Ok chị ơi, chị cho em số điện thoại luôn nha. Chị lấy bộ đỏ hàng satin thì cho em số điện thoại luôn các chị nha. Và nhớ chia sẻ bài cho shop. Chia sẻ bài cho shop để nhận quà tặng là một bộ một đôi ruột gối nha. Một đôi ruột gối. Rồi. Tớ đưa hàng satin luôn. Lật một phát để tớ hàng satin. Rồi bây giờ em qua mẫu hàng satin nha. Mã 6 có ga trần không? Có chị ơi. Mã 6 có ga trần nha. Các chị ơi, mã 6 có ga trần. Ga trần của nó, ga trần rất là dày dặn luôn nha. Ga trần rất là dày dặn luôn. Mã 6 chị nào mà lấy ga trần thì comment cho em. Comment cho em là mã 6 kèm số điện thoại cho em. Bộ ga trần đấy 1.6 là giá 340k nha. Rồi đây là hàng satin nha các chị ơi. Đây giờ em qua mẫu hàng satin nha. Em này là màu xanh cốm. Chị nào lấy comment cho em xanh cốm kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em nha. Đây là hàng satin màu xanh cốm nha các chị. Qua mẫu màu xanh cốm, chị nào lấy comment cho em nha. Rồi ok, đây là màu tím các chị ơi. Đây là màu tím nha. Rồi chị nào lấy màu tím comment cho em màu tím nha. Tím, đây là tím cẩm các chị nha. Chị nào lấy comment cho em tím cẩm kèm kích thước kèm số điện thoại nha. Tất cả những cái mẫu này em có ga trần phủ nha các chị nha. Mã 6 em có ga trần phủ. Nếu mà chị nào lấy ga trần phủ thì là bộ 340k. Các chị chia sẻ cái livestream này được miễn phí ship về đến tận nhà mà chỉ có 340k thôi nha. Rồi ok, bộ 7 món hàng satin, chị nào lấy màu tím cẩm thì cho em tím cẩm kèm kích thước kèm số điện thoại luôn nha. Tím cẩm kèm kích thước kèm số điện thoại luôn các chị ơi. Rồi ok, đây là mẫu satin này là satin màu vàng nha. Màu vàng quá là đẹp luôn các chị ơi. Vàng đồng nhìn rất là sang luôn. Một chăn, một ga và 5 cái vỏ gối. Một bộ như là mẫu trải bộ 7 món trên giường cái nha. Một bộ 7 món ở trên giường cái các chị nha. Các chị ơi nhớ là chia sẻ cái live stream này cho em. Và các chị ơi nhớ là lát nữa bên em sẽ bốc thăm nha. Các chị lổi công mình lên để bên em ghi phiếu cho các chị nha. Ghi phiếu cho các chị và cuối live em sẽ bốc thăm nha. Em sẽ bốc thăm chị nào mà được trúng một bộ ga gối là bộ ga gối 5 món luôn các chị nha. Miễn phí ship về đến tận nhà cho các chị, không phải mất một đồng tiền phí nào nha. Chị nào lấy hàng satin này thì comment cho em nha. Màu vàng kèm kích thước kèm số điện thoại luôn các chị ơi. Màu vàng kèm kích thước kèm số điện thoại luôn nha. Rồi đây là bộ màu đỏ đô nha các chị ơi. Bộ màu đỏ đô như là mẫu trải xốp trải ở trên nha các chị. Đó, bộ màu đỏ đô giống như là mẫu xốp trải ở trên nha. Một bộ là chỉ có... À chị Lê Hạnh ơi, vâng, hôm nay ít người, hôm nay là giữa tuần. Rồi,
chị là lấy comment cho em đỏ đô nha. Đây là màu đỏ đô nha các chị. Các chị nhớ là bấm cho em một nút chia sẻ nha. Mua bài vừa à, mua hàng vừa được miễn phí ship này. Rồi các chị, lát nữa bên em sẽ bốc thăm từng tên từng người một nha. Nhớ là chia sẻ bài cho em nha các chị. Không có lát nữa mà chia bốc thăm mà đây là tất cả tên của tất cả tên của các chị nha. Lát nữa em sẽ bốc nha các chị ơi. Lát nữa em sẽ bốc, nếu mà gọi tên các chị phải nhớ là có tên thì mới có thưởng nha. Không có tên là không có thưởng nha các chị. Rồi chị nào lấy màu đỏ đô comment cho em màu đỏ đô kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em nha. Lấy màu đỏ đô kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em rồi, ok. Rồi, đây là hàng satin bộ 7 món nha. Chị nào lấy màu xanh biển, xanh biển nha. Bây giờ em qua mẫu hàng màu xanh biển. Chị nào lấy xanh biển thì comment cho em màu xanh biển kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Chị Hạnh Vương ơi, hàng có chuẩn không em? Chị ơi, hàng chuẩn ơi là chuẩn luôn. Rồi, hàng bên em thì các chị yên tâm nha. Các chị mua một lần rồi các chị sẽ tin tưởng và tin tưởng shop ngay lập tức nha. Tất nhiên là mới mua lần đầu, các chị chưa bao giờ mua của shop thì các chị sẽ không tin tưởng. 2m2, nếu mà bộ hàng satin này 2m2 là bằng 800k chị nhá. Chị Bích Liên ơi, chị hỏi em cái gì nhỉ? Bây giờ mới thấy công bần của chị luôn. Cái công bần của chị chia sẻ bài cho shop đi để nó đỡ ẩn công bần nha. Bây giờ em mới nhìn thấy công bần của chị nha. Các chị lỗi tên lên, nếu mà chị nào đang theo dõi cái Lê Vê Chim này đấy, các chị lỗi tên lên để bên em ghi phiếu cho các chị nha. Bên em ghi phiếu và cuối like em sẽ bốc thăm cho các chị ơi. Nếu mà cái bộ hàng hoa thì Trần Phủ em bán 340 và hàng hè là em bán 240. Còn rồi, còn cái hàng satin này em đang bán 700k nha. Rồi, chị Lê Hằng. Chị nào lấy xanh biển comment cho em xanh biển kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Xanh biển kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nào các chị ơi. Một chăn, một ga và 5 cái vỏ gối như là shop đã trải sẵn ở trên bàn. Rồi ok chị Hồng, chị Hồng xanh. Các chị có tên thì cứ lỗi phiếu, lỗi tên lên bên em ghi phiếu nha. Rồi, ok chị Lê Hạnh. Các chị ơi, chị nào lấy tím Huế comment cho em tím Huế kèm số điện thoại luôn nha. Rồi chị Bích Liên, em sẽ có phiếu cho các chị. Tất cả các chị ơi, các chị không phải bảo, nhưng bên em cứ lỗi tên đến đâu là bên em ghi phiếu đến đó nha. Các chị nhớ là chia sẻ cái live stream này cho em ở chế độ công khai và các chị chia sẻ vào các nhóm, các hội cho em nha. Các hội cho em các chị nha. Rồi. Rồi chị nào lấy tím Huế comment cho em tím Huế kèm số điện thoại luôn các chị ơi. Tím Huế kèm số điện thoại luôn cho em nha. Đây là hồng 10 giờ nha các chị, hồng 10 giờ. Chị nào lấy hồng 10 giờ comment cho em hồng 10 giờ kèm kích thước kèm số điện thoại. Một bộ 7 món quá là đẹp luôn, dày dặn các chị nha. Bộ này là dày dặn luôn nha, mà rất là phẳng phiu, không nhăn nhó tí nào. Rồi cái rèm cửa, nếu mà chị nào muốn mua rèm cửa bên em có rất là nhiều mẫu rèm cửa. Nếu mà chị nào mà muốn mua rèm cửa đấy thì cứ ebook vào trang cho shop nha. Ebook vào trang cho em để bên em có thể là gửi mẫu cho các chị và bên em sẽ báo giá cho các chị luôn nha. À, Hà Linh Bùi ơi, đây thấy em rồi đây. Rồi. Có phiếu cho em rồi nha. Có màn tuyên nha, có màn tuyên chim sâu ơi. Rồi chị nào lấy hồng 10 giờ comment cho em hồng 10 giờ kèm kích thước kèm số điện thoại luôn nha. Hồng 10 giờ kèm kích thước kèm số điện thoại. Và đây là màu xanh mạ nha các chị ơi. Màu xanh mạ rồi, hoa hồng xanh em có rồi nha. Chị Hạnh Vương ơi, trần hoa nhé rồi, ok chị Hạnh Vương. Rồi anh ơi có nha. Chị nào lấy cái mẫu hàng đây là mẫu hàng của nó là hàng cái này là màu mạ, màu xanh mạ. Chị nào lấy xanh mạ comment cho em xanh mạ kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em nha. Rồi ok. Đây là mẫu hàng Trần Phủ nha chị thân mến ơi. Mẫu hàng Trần Phủ nha các chị ơi. Đây là mẫu hàng Trần Phủ nha. Cái này không được rồi. Đây bỏ ra. Rồi. Chị là
vào lấy lá đỏ này, lá đỏ bộ trần phủ này. Rồi ok chim sâu. Chị nào lấy lá đỏ này comment cho em nha. Lá đỏ kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Lá đỏ kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em các chị ơi. Một bộ này, bộ trần phủ này có giá là 340k. 340k mà bán cho tất cả các chị nào chia sẻ cái live stream này cho em nha. Miễn phí ship cho các chị về đến tận nhà luôn. Bộ lá đỏ, bộ trần phủ này là 5 món luôn nha các chị ơi. Chăn trần nằm 4 mùa. Chăn trần nằm 4 mùa, lồng được ruột nha các chị. Và ga trần phủ. Và ba cái vỏ gối là hai vỏ gối làm trần. Hai vỏ gối làm trần và một cái vỏ gối ôm nha. Đúng rồi, 1m6 là 330k. Oanh Ngô ơi, nó tùy theo từng đợt hàng nha. Cái đợt hàng nào mà nó khác thì giá tiền khác. Đợt trước là chị xả 330k nha. 340k một bộ mét 6. Với giá rất là mềm luôn. Ở trên thị trường đang bán với giá là 380k. Nhưng riêng shop em chỉ bán với giá là 340k. Nhưng các chị phải chia sẻ bài cho shop nha. Chia sẻ bài cho shop để biết, để được miễn phí ship về đến tận nhà luôn nha. Rồi ok chị thông báo chị không bớt chị ơi. 1m8 là 750k. Bên em miễn phí ship về đến tận nhà cho chị và tặng kèm cho chị một đôi ruột gối làm nha. Rồi chim sâu ơi, em lấy mét mấy? Em lấy mét mấy thì mới được ạ? Rồi bộ trần phủ lá đỏ, chị nào lấy trần phủ lá đỏ ok cho xuống đi. Bộ trần phủ lá đỏ này thì comment cho em lá đỏ kèm kích thước kèm số điện thoại luôn các chị nha. 340k một bộ nha các chị, nhớ là chia sẻ bài cho em nha. Các chị ơi, bộ lá đỏ là giá, bộ hè là 240k, bán cho chị nào chia sẻ cái ly ve chim này nha. Rồi bộ hè là 240k, chị nào lấy cái lá đỏ vừa lấy comment cho em mã 20 nha các chị. Rồi Doraemon mã bao nhiêu? Doraemon là mã 21. Rồi em Doraemon này rất là xinh luôn. Một bộ trần phủ có giá là 340k một bộ, 5 món luôn các chị nha. Trần phủ thì rất là dày dặn luôn nha các chị. Một chăn, một ga và ba cái vỏ gối ạ. Trần phủ 340k. Và chị nào lấy hàng hè, hàng hè thì có 240k thôi các chị ơi. Hàng hè có 240k nha. Chị nào lấy comment cho em Doraemon này là mã 22 nha các chị. 21. Mã 21 các chị ơi, mã 21 nha. Doraemon này mã 21. 21. Rồi chị nào lấy Doraemon này mã 21 các chị ơi, nhớ chia sẻ bài cho shop nha các chị. Các chị nào mà có ở đây các chị lỗi comment lên cho em nha. Có 22 chị Thảo Lương ơi, có 22 nha. Chị nào lấy Doraemon comment cho em Doraemon nha. Doraemon này mã 21 nha. Ok, bộ chị nào lấy bộ lá ổi. Bộ lá ổi này, ừ Ngọc Trinh ơi. Rồi đây nha, chị nào lấy bộ lá ổi này quá đẹp luôn các chị ơi. Bộ lá ổi này em đang bán với giá là 240k hàng hè và 340k là hàng đông nha. Ga bọc thì như thế nào? Ga chống thấm. Có ga chống thấm nha. Ga bọc một bộ hè, ga bọc đó là 240k một bộ, 5 món luôn nha. Chị Oanh Ngô ơi, chị cho em lại số điện thoại đi nha. Chị cho em lại số điện thoại đi chị Oanh Ngô nha. Cái hàng 330 em xả hết rồi. Bây giờ còn toàn hàng 340 nha. Mẫu mới trần dày hơn một chút thì hơn nên mất có 10k thôi. Vâng chị ơi, bộ satin chảy mẫu đấy chất rất là ok luôn. Rất là dày dặn luôn các chị nha. Rất là dày dặn luôn mà đảm bảo giặt không có nhăn nhó một tí nào. Giặt không phai màu nha, không nhăn nhó một tí nào nha. Cái chị nào lấy lá ổi comment cho em mã 3 nha. Mã 3 kèm kích thước kèm số điện thoại luôn nha. Rồi 2m2 chị ơi, 2m2 nếu mà hàng hè là 270k. Còn hàng đông của chị là hàng đông là 2m2 là 400k nha. 2m2 là 400k một bộ trần phủ nha. Còn 270k một bộ hàng hè nha. 2m2 chị nào lấy comment cho em mã 6 nha. Mã 6 kèm kích thước kèm số điện thoại luôn nha. Em này rất là đẹp luôn nha. Ôi em cúc liền xanh. Em cúc liền xanh biển lấy mã 6 các chị nha. Các chị nhớ là chia sẻ cái live stream này cho shop để nhận quà tặng nha các chị ơi. Thứ nhất là nếu các chị mua bộ satin thì có quà tặng và miễn phí ship. Và thứ hai mà các chị mua bộ sản phẩm hàng hè này chỉ bán với giá là 240k một bộ thôi nha.
Rồi giường mét 8, 2m2. Chị Kim Huệ ơi, chị muốn lấy bộ mét 8, 2m2 thì chị phải đặt hàng nha. Chị đặt hàng tại vì mét 8, 2m2 là hàng nhỡ cỡ. Hàng nhỡ cỡ phải đặt hàng nha. Satin, vâng, xem thêm satin màu xanh biển. Rồi ok chị. Rồi satin màu xanh biển đây chị ơi. Chị nào lấy hoa cúc này, hoa cúc liền xanh biển này, comment cho em mã 6 nha các chị ơi. Mã 6 kèm kích thước kèm số điện thoại luôn đi các chị ơi. Rồi đây là màu xanh biển hàng satin đây chị nha. Các chị muốn xem mẫu gì thì em có thể cho các chị xem nha. Rồi chị Lê Hằng ơi, nếu mà chị lấy mã 6 thì kèm cho em kích thước và số điện thoại luôn nha. À Kiến Tụy về Vĩnh Bảo, Kiến Tụy về Vĩnh Bảo, nếu mà lấy hàng satin thì có quà tặng là một đôi giọt gối và miễn phí ship. Còn nếu mà lấy bộ hàng hè và bộ trần phủ, cái hàng hoa đó là được miễn phí ship 100% nha. Shop đảm bảo giá rẻ nhất của đất luôn các chị nha. Rồi đây là màu xanh biển nha chị ơi, đây là màu xanh biển. Thì lấy thì comment cho em xanh biển kèm kích thước kèm số điện thoại luôn nha. Kèm kích thước kèm số điện thoại luôn các chị ơi. Một bộ hàng trần phủ thì là cái hàng này là hàng 7 món nha. Hàng 7 món như là mẫu trải trên giường các chị ơi. Giống như là mẫu trải trên giường nha. Và bây giờ em qua mẫu nha. Cái hàng hè thì em bán với giá là 240k nha. 240k một bộ 5 món luôn các chị ơi. 240k một bộ 5 món. Chị nào lấy comment cho em mã 13 nha. Mã 13 kèm kích thước kèm số điện thoại luôn nha. 240k một bộ 5 món luôn các chị nha. Đây là bộ hàng hè, chị nào lấy trần phủ là 340 nha. Chị nào lấy trần phủ là 340 nha các chị ơi. Rồi chị nào lấy mã 13 comment cho em mã 13 kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em nha. Mã 13 kèm kích thước kèm số điện thoại. Rồi kẻ ghi này quá đẹp luôn. Kẻ ghi quá đẹp luôn, mã 17 các chị ơi. Mã 17, chị nào lấy mã 17 kèm kích thước kèm số điện thoại. À chị Ngân Lê ơi, 1m8. Vâng ạ, tất cả các mẫu đều có 1m8 nha chị ơi. Mẫu nào em cũng có 1m8 nha. 1m8 của nó là giá 250k nha. Bộ hàng hè 1m8 là giá 250k và bộ hàng đông là 350k 1m8 nha các chị. Chị nào lấy comment cho em mã 17 nha. Mã 17 kèm cái trước kèm số điện thoại luôn cho em các chị ơi. Rồi ok, em này quá xinh luôn nha. Em công chúa này quá xinh luôn. Mã 12 các chị ơi, mã 12 kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Rồi chị nào lấy comment cho em mã 12 kèm kích thước kèm số điện thoại luôn. Tất cả các chị ở đây đấy, các chị đang theo dõi cái livestream này cho em. Tất cả các tên ghi được đâu? Tất cả các tên ghi được đâu? Đổi sang đây mẹ. Các chị nhớ là các chị đang theo dõi cái livestream này cho shop đấy, là các chị đổi comment lên nha. Đổi comment lên để bên em ghi phiếu cho các chị và cuối live em sẽ bốc thăm nha. Chị nào trúng thì các chị nhớ là phải giữ cái like này nha. Nếu mà đặt mốc 100 người đấy, đặt mốc 100 người thì em với bốc nha. Thì em với bốc tên, nếu mà trúng tên của chị nào là trúng một bộ chăn ga gối trọn bộ 5 món luôn nha. Có rồi Phương Thảo ơi. Chị hy vọng là em trúng bộ nữa để chị gửi bù cho em bộ hôm trước. Rồi, bây giờ một đứa qua mẫu nhanh. Làm cái gì cũng như thế, cứ để bôi cho. Mày đứng lên đấy đi. Lại ấy, cái này cái. Nó đổ vào đây, tấm lại nhặt đi. Tấm lại nhặt đi, thóc với để gạo vào với nhau rồi. Rồi mã 12 nha, có rồi chị Thu Thanh ơi. Các chị, tất cả các chị nha, các chị nhớ là ở đây đấy, các chị phải lổi công mần lên nha. Lên Linh ơi. Lổi công mần lên. Rồi bây giờ là đây, cái đấy mã này mã 11 nha. Các chị lổi công mần lên để bên em ghi phiếu. Nhưng mà các chị phải nhớ là chia sẻ cho em đúng lên mốc 100 người, đó là em sẽ bốc phiếu nha. Em bốc cái phiếu này là bốc tên nha. Bốc tên chị nào mà chúng là được một trọn bộ chăn ga gối. Chăn ga gối một bộ đấy là một bộ 5 món các chị ơi. Một bộ 5 món mà miễn phí ship cho các chị về đến tận nhà luôn nha. Bên em là Cẩm La, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng nha. Cẩm La, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng các chị nhá. Bên em có đầy đủ hàng hè và hàng trần phủ.
Chị nào muốn lấy Trần Phủ thì báo em Trần Phủ nha. Và chị nào muốn lấy hàng hè thì báo em hàng hè nha. Em lá leo này mã 11 các chị nha. Rồi Nhi Nhi ok, bên chị vẫn đang ghi phiếu. Các chị ơi, các chị lổi công bần tên của các chị lên để bên em ghi phiếu nha. Và nhớ là các chị phải chia sẻ cái live stream này cho shop. Các chị mà không chia sẻ đến lúc cuối cùng bốc phải tên, bốc được tên các chị đã là bị tạch là tiếc lắm đó. Rồi mã 11 đi các chị ơi. Mã 11 kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho shop nào các chị ơi. Một bộ chỉ có 240k thôi. Và 240k một bộ các chị ơi. Miễn phí ship cho tất cả các chị về đến tận nhà luôn nha các chị ơi. Ngọc Diễm chào em nha. Rồi chị nào lấy hoa cúc này, hoa cúc liền vàng này mã 22 nha các chị. Chị nào lấy hoa cúc liền vàng này mã 22 nha. Comment cho em mã 22 kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em nha. 240k một bộ nha các chị ơi. Chỉ có 240k một bộ hàng hè các chị nhá. Ngọc Diễm em mới vào à, rồi ok. Nào bây giờ nha, nhớ là chia sẻ cái live stream này cho em nha. 1m rưỡi, 2m ok. Chim sâu ơi, chỉ có 90k một cái thôi nha. 90k một cái nha. Đảm bảo rộng rãi vô cùng luôn. Mà mắt thì cái mắt màn dày bọ không lọt được nha. Các chị nào mới vào thì cứ chia sẻ bài cho em đi. Chia sẻ là bên em sẽ bốc tên các chị nha, nhớ chia sẻ. Rồi mãi mà không lên được, cảm ơn chị Lê Hạnh. Các chị ơi, rồi bây giờ em qua mẫu này là mã này là 16 nha. 16 mã chuối, em giới thiệu hàng một lát. Các chị cứ chia sẻ thật mạnh lên cho em. Lên mốc 100 để em bốc tên các chị nha. Các chị phải nhớ là chia sẻ cho em ở chế độ công khai và chia sẻ các nhóm, các hội. Và các chị nhớ đừng quên ấn theo dõi Facebook của Phương Tiêm nha các chị. Ok, chị Nguyễn Hiến, chị Nguyễn Hải có hết chị luôn nha. Chị nào lấy mã 16, comment cho em mã 16 kèm số điện thoại cho em nha. À, cái đấy là màn, đấy là màn von, bên chị may luôn nha, bên chị may luôn nha, chim sâu nha. Cái đấy là bên chị may luôn, ok Trọng Oanh. Rồi, ok Trọng Oanh nha, cảm ơn em. Ôi, chị nào lấy thì comment cho em mã 4 nha. Chị nào lấy Hello Kitty hồng này, Hello Kitty hồng này thì comment cho em mã 4. Mã 4 kèm kích thước kèm số điện thoại các chị ơi. Và đây là tên của hơn 100 chị em, hơn 100 chị em đã ghi nha. Đó, tên của hơn 100 chị em đã ghi sẵn ở trên bài nha. Em không có phân biệt là khách nào đã được quà rồi hay là chưa được quà. Khách được quà rồi, kể cả được 5 lần, 7 lần vẫn được quà tiếp. Rồi, em có 2m2 nha. Em có 2m2. Rồi, chị nào lấy comment cho em mã 4 kèm số điện thoại luôn các chị ơi. Mã 4 kèm số điện thoại. Các chị nhớ là không cần biết là khách mới hay khách cũ, hay là khách được rồi hay là chưa được. Thì đấy là may mắn của từng người thôi. Bao nhiêu cái tên này em bốc mà trúng tên của chị nào đó, trúng tên của chị nào thì chị ấy sẽ được hưởng chọn một bộ 5 món luôn. Và các chị ơi, các chị tiếp tục chia sẻ cho em nha. Lên mốc cái là em sẽ bốc luôn nha các chị ơi, rồi để đi ngủ luôn. Chị Hoa Hồng Đỏ, cảm ơn chị nha. Vâng, các chị ơi, có phiếu cho chị Hồng Ngân nha. Có, tất cả bên em đang ghi phiếu cho các chị nhiệt tình chưa từng có luôn. Rồi, bây giờ em giới thiệu hàng. Các chị cứ tiếp tục chia sẻ cho em đi, để lên mốc em bốc tên các chị nha. Rồi, chị nào lát nữa mà em đọc tên mà không thấy các chị đó, mà các chị mà ra ngoài rồi hoặc ngủ rồi đấy, thì hơi bị tiếc luôn. Tại vì là bốc đến tên, được tặng một bộ ga gối, chọn bộ ga gối 5 món về đến tận nhà mà không phải mất một đồng tiền nào. Nói thật với các chị là các chị có phải thừa điều kiện để mua tới hàng 5-7 bộ chăn ga như vậy. Nhưng mà không sung sướng bằng Phương Thiêm tặng cho các chị một bộ, chọn bộ mà không phải mất một đồng nào về đến tận nhà nha. Rồi ok, Nhàn Thanh nha, có cho em luôn nha. Rồi cảm ơn chim sâu. Đây nha, chị nào lấy em này mã 10, mã 4 nha. Màn may 10, chị Nguyễn Hiến ơi, bên em may nha. Nhà em may luôn chứ không phải là may 10. Đảm bảo với các chị là rộng ơi là rộng, còn chất thì em bao chất cho các chị luôn nha.
Rồi chị Xuân Chảnh có chị ngay luôn nha. Mạng của em kém quá không xem được. Nguyễn Hải thế à. Rồi có chim sâu không mới không cũ mà chị nào cũng có luôn nha. Được quà rồi hay chưa được quà thì vẫn cứ ghi phiếu nha, đầy đủ hết các chị ơi. Rồi có nha, hoa lắng lắng có phiếu của em rồi nha. Bao nhiêu thế bạn? Chị Nguyễn Hiến ơi, bộ hàng hè này em đang bán với giá là 240k, 240k một bộ nha. Có bán chăn hè Hello Kitty nha. Chăn hè Hello các team, nếu mà các chị mà muốn mua đó thì bên em chỉ bán với giá là 120k thôi nha. Rồi chị thông báo chị lấy một bộ satin 1m6 màu đỏ với lại 1m8 màu xanh biển, ok chị nha. Rồi chị Phương Thúy ơi có cho chị nha, có đệm 2m2 chị Hoàng Ngân ơi. Em vẫn ở đây rồi, ok, nếu mà không ở đây và chị bốc phiếu thì tiếc lắm. Rồi nha, có nha chị Miến Vũ ơi, có chị nha, chị Quách Gia ơi, có chị, ok nha. Rồi các chị ơi, chị nào lấy comment cho em mã 4 kèm số điện thoại nha. Mã 4 kèm số điện thoại và các chị vào rồi thì tiếp tục chia sẻ đi để lên mốc 100. Bây giờ đúng mốc 100 thì em mới bốc cái trúng thưởng đấy, một bộ chọn món luôn, 5 món luôn các chị nha. Một bộ mà 5 món luôn các chị ơi. Nếu mà chị nào mà được thì sung sướng vô cùng luôn. Tại vì không phải mất một đồng phí ship nào mà về đến tận nhà cho các chị. Một bộ là gồm bao nhiêu nhỉ? Một chăn, một ga với lại 5 cái vỏ gối. À vâng, chị Xuân Tuyên ơi, 120k nếu mà chị mà lấy màn không, à mỗi cái chăn không đó, chị lấy mỗi cái chăn không là chị phải mất ship nha. Còn nếu mà các chị lấy chọn bộ mà 240k thì không phải mất một đồng phí ship nào nha. Rồi ok, đệm 2m2 ạ. Đệm 2m2 chị ơi, nếu mà em bán cái đệm loại hàng xịn 2m2 của nó là hàng xịn, hàng Korea gấm xịn nha, của hãng luôn nha, chính hãng luôn nha, 2.200.000 chị nha. Và miễn phí ship về đến tận nhà chị Hoàng Ngân nha. Rồi chị Bình Tư ơi, Tư Bình ơi có nha. Chị ơi nhà em mạng không xem được. Thế à, tiếc thế. Rồi chị nào lấy hoa lan này comment cho em mã 15 các chị nha. Mã 15 kèm số điện thoại luôn cho tôi. Mã 15 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Rồi chị nào lấy mã 15 comment cho em số điện thoại luôn các chị ơi. Mã 15 comment cho em số điện thoại luôn các chị nha. Tất cả các chị ở đây đều có tên các chị rồi nha. đúng rồi nha. Rồi chị nào lấy mã 15 comment cho em luôn các chị ơi. Có chữ Nhàn Thanh ơi, có cho em phiếu ngay từ đầu rồi nha. Chim sâu ơi, em hai cái màn rồi, ok. Hai cái màn đảm bảo em nhận được mê tít luôn. Tại vì màn bên chị may góc, xếp góc mười mấy phân một góc, rất là chuông luôn. Bốn góc tới 50 phân vải nha. Mạng yếu không nghe được ở chị Hoàng Ngân ơi, tiếc nhỉ. Ga chun à, à chị Huyền Trang ơi, nếu mà ga chun thì có 80k một cái thôi chị nha. 80k một cái ga chun nha. Chị nào lấy mã 15 comment cho em đâu rồi nhỉ? Mã 15 comment cho em số điện thoại luôn nha. 240k một bộ hàng hè nha. 240k một bộ hàng hè các chị ơi. Chia sẻ cái video này lên cho em đi các chị ơi. Ôi rồi, tiếp tục chia sẻ thật mạnh lên. Màn bao nhiêu chị? Màn ạ, à, màn rồi. Cho tớ mấy cái màn ở đây chúng mình ơi. Không, ý là màn thì nó có kích thước thôi. Giường thì 1.5m nhưng màn thì vẫn 1.6m. Không, ý là màn thì vẫn 1.6m rồi. Rồi, chị đã lấy comment cho em mã 9 nha. Lá cọ này mã 9 các chị ơi. Mã cọ, lá cọ này mã 9. Rồi ok, lên mốc 100, bốc luôn và đi ngủ luôn. Bên em có tất cả chiếu tre nha các chị nha. Chiếu tre và chiếu điều hòa mây và chiếu điều hòa lạnh, chiếu điều hòa lụa. Bên em có tất cả các loại chiếu điều hòa và chiếu tre. Các chị nhớ lấy thì comment cho Phương Tiêm nha. Chiếu mây, chiếu tre, chiếu điều hòa mây, điều hòa lụa và điều hòa lạnh đều có hết nha. Rồi lên bốc đi để em bốc nha. Em bốc xong cái là em đi ngủ. Hôm nay mắt tím rồi đây này. Đấy. Ai 2m2 chị Phúc Thái ơi. 2m2 là 270k.
chị nào lấy mã 9 thì comment cho em mã 9 nha. Ờ rồi ok, chị chỉ may mét 6 thôi nha. Rồi, chị nào lấy thì comment cho em mã 9. Mã 9 con lùn, à con khều đâu? Mã 9 kèm số điện thoại luôn cho em nha các chị ơi. Chiếu điều hòa lạnh người lạ ơi. Chiếu điều hòa lạnh hiện tại là bên em đang đóng dưới kho kia. Chiếu điều hòa lạnh thì mét mấy ạ? Mét 8 thì em đang bán với giá là 420 và mét 6 là 370k nha. Rồi, chị nào lấy comment cho em mã 1 ạ. Mã 1 rồi, mã 9 chị Miến Vũ ơi. Mã 9 là 240k. Tắt đi. 240k nha. Rồi chị Nguyệt Quân ơi, mã 9 là 240k một bộ hàng hè, còn hàng đông là 340k nha. Chị Phúc Thái ơi, 270k gồm một chăn, một ga với lại ba cái vỏ gối, một bộ 5 món luôn nha. Chia sẻ đi các chị ơi. Và các chị, tất cả các chị nào mà có mặt ở đây thì nổi tên hết lên để bên em ghi phiếu nha các chị. Chia sẻ thật mạnh lên, mỗi chị vào ấn chia sẻ lên. Lên đi mốc 100 đi để em bốc thăm và em còn đi ngủ luôn. Chị Vân Trung chiếu tre bao nhiêu người lạ ơi? Chiếu tre thì có nhiều loại lắm, loại hơn 200 và loại hơn 300 và loại hơn 400, loại 500, 600 nha, có đầy đủ hết nha. Đệm 2m2 chị Hoàng Ngân ơi, 2.200.000 là hàng Korea gấm xịn của bên công ty Tuấn Anh nha. Hàng đấy có đầy đủ mã vạch để cho các chị kiểm tra hàng hóa nha. Mèo mèo mã 1 nha. Hàng đông chị nhỉ, có cả hàng đông hàng hè nha. Hàng đông có cả hàng đông hàng hè. Hàng đông là 340 và hàng hè là 240 nha. Có màu gì em xem với chị, có nhiều màu chị ơi. Có bán đệm không? Ôi ôi, bên em bán đệm nhiều chứ ạ. Bên em ship điện toàn quốc nha. Rồi ok, qua mẫu nha. À. Rồi, chị nào lấy mã 5 nha. Mã 5 kèm số điện thoại cho em nha. Bốc đi chị ơi. Ai xem từ đầu ưu đãi hơn chứ. Rồi ok, vào đi vào đi. Chơi đông người là mới vui, họ dô ta nó mới thoải mái. Không phải là chồng chồng mắng hay chồng chửi hay chồng gì đâu, mà mắt em tiếp đi. Tại vì hôm nay em ngủ cả ngày đấy. Hôm nay em ngủ cả ngày đấy. Buồn ngủ quá là hôm nay em ngủ cả ngày. Hôm nay lại đến lúc tối làm, mắt nó híp đi như này này. Đó. Tức là cái hàng mèo đấy Ngọc Trinh ơi, sao lại tè tè mắt ra rồi. Cái hàng Trần Phủ con mèo đấy là chị bảo em là hai hôm nữa là có, nhưng mà em chọn mẫu khác rồi. Nhưng mà mẫu của em chọn đấy đẹp tuyệt vời luôn. Nếu mà nhận được hàng đấy mà đẹp đấy thì là cho chị một cái này nha. Rồi ok các chị ơi, chị nào lấy V vàng này mã 5 nha, comment cho em mã 5 các chị nha. Mã 5 kèm số điện thoại luôn cho em nha, tự giác lên mẫu. Mã 5 kèm số điện thoại cho em nha. Dạ, bên em các chị chia sẻ cái live stream này cho em nha, để miễn phí ship trên toàn quốc luôn các chị nha. Miễn phí ship trên toàn quốc luôn nha. Rồi Phương Nga ơi. Chị Văn Trúc. À chồng oánh thì oánh lúc tối à. À oánh đêm hôm qua rồi. Chồng oánh đêm hôm qua xong đến hôm nay nó buồn ngủ quá là mắt nó tiếp vào. Đấy. Thế cái chữ này. À có. À chị, tại vì hôm nay buồn ngủ quá, chỉ có nhân viên bán hàng thôi, chị phải ngủ. Tại vì hôm qua chồng quánh xong là hôm nay nó buồn ngủ quá. Bán hàng thôi. Rồi ok, 7 món ạ. À. Chị Ánh Mặt Trời ơi, 7 món là cái mẫu em trải ở trên giường kia nha. Một bộ 7 món nha. Một bộ 7 món là hàng satin. Hàng satin nha. Rồi, các chị ơi, lên đi. Các bác ơi, đúng rồi. Chia sẻ thật mạnh lên nào. Lên đi để em bốc thăm nha. 270k rồi, ok chị Phúc Thái ơi. Em ở Hữu Bằng, ok Hữu Bằng thì em đưa đến tận nhà mà chả phải mất phí ship, hoặc là xuống dưới này chọn thoải mái nha. 220k chỉ có 2m2 mà bộ hàng hè chỉ có 270k, chọn bộ 5 món luôn nha. Có Minh Quý ơi, có nha, có ghi phiếu, bên em vẫn đang ghi phiếu nha. Chị Vân Trung ơi, thể lạo.
cờ Mỹ à? Rồi chị Lao lấy kìa, không biết chị kìa. Mã bao nhiêu? Mã 18 đây. Rồi chị Lao lấy mã 18, đọc mã nhá. Đọc mã lên nào, đọc mã. Mã số 18. Đứng hình luôn rồi. Thế à, tiếc nhỉ. Thấy nha chị Phương Nga ơi, thấy nha, bên em ghi phiếu cho chị rồi nha. Yêu ý, chồng yêu vậy chứ sao lại chồng đểu vậy, chết được cái chị Vân Sung này. Rồi chia sẻ thật mạnh lên cho em đi, để lên mốc em bốc thăm luôn các chị ơi. Có nha chị Huân ơi, chị Phạm Tuân ơi. Mạng treo cũng. Ôi mạng treo à chị ơi, tiếc nhỉ. Sao bên mình mạng có được không nhỉ? Có nha, hoa hồng xanh ghi rồi nha. Máy hết pin vẫn sẽ chắc điện rồi. Ờ cảm ơn nha. Rồi chia sẻ thật mạnh lên cho em nha. Satin 2m x 2m2 là 800k nha các chị ơi. Một bộ 7 món luôn nha. Wow. Rồi có phiếu của các chị rồi nha. Ờ mã dưới xem lại đi chị ơi. Mã dưới là mã nào nhỉ? Rồi ok, lát nữa em qua từng mã một nha. Có nha các chị ơi, các chị đừng rời khỏi màn hình, rời khỏi màn hình. Tí lát nữa em bốc thăm vào mà không thấy các chị đâu là tiếc lắm đó. Rồi chị Lê Hằng có chị rồi nha. Chị Xuân Chảnh ơi, ok. À em phải bán hàng xong là kiếm tí lãi nào. Bắt đầu là em tặng luôn cho các chị được chưa ạ? Các chị chia sẻ thật mạnh lên cho em. Thế là lên bốc 100, ví dụ em vẫn cứ giới thiệu hàng nha. Lên bốc 100 phát là em bốc luôn nha các chị. Phiếu thì em vẫn đang ôm đây. Đó, phiếu em vẫn đang ôm. Hàng thì em vẫn đang giới thiệu. Chị nào muốn mua hàng thì cứ mua hàng đi. Đã, được xu lãi là bắt đầu là em bốc ra. Em tặng luôn cho các chị một trọn bộ 5 món luôn nha. Có mấy màu hàng satin cho em xem rồi. Ok chị Thanh Mùi. Ok chị luôn nha. Cố lên các bạn ơi. Rồi đúng rồi mọi người ơi, mỗi người chung tay chung sức chung lòng. Và các chị nhớ là ấn theo dõi Facebook của Phương Tiêm nha các chị, để mỗi lần em live stream đấy, đảm bảo với các chị là hàng rẻ nhất của đất luôn nha. Rồi có đủ 8 màu nha. Bây giờ em qua mẫu hàng satin nha. Đầu tiên là đỏ đô nha. Cái hàng hè thì em có mấy chục mẫu cơ các chị ạ. À, các chị cứ từ từ mà xem nha. Rồi ok nha, hoa lắng có nhờ xong xong video chị mới làm được. Đây nha, đây là màu đỏ đô nha các chị ơi. Màu đỏ đô nha. Chị nào mà lấy comment cho em màu đỏ đô nha. Màu đỏ đô này kèm kích thước kèm số điện thoại nha. Nó cái gì? Chị nào lấy đây là màu đỏ đô các chị nha. Màu đỏ đô kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Có phiếu cho chị rồi nha. Chị ơi chị thông báo ơi. À chị Miến Vũ ơi, cái bộ đấy là bộ hàng hè 5 món đấy, là chất cốt tông poly nha chị ơi. À cứ rung liên tục thế à, thôi chết rồi. Chưa nha, chia sẻ thật mạnh lên cho em nào. Cố lên mọi người ơi. Chị Hoàng Thu ơi, em bán chịu. Có, em có bán chịu. Bán chịu xong là bao giờ mà bưu điện mà họ ấy gọi lấy hàng thì là em sẽ lấy tiền. Chứ chuyển đi thì em toàn bán chịu, chứ em có bán được tiền mặt đâu. Rồi ok nha chị Nguyễn Tiền ơi, có ngay nha. Các chị nào lấy hàng satin thì comment cho em mã đỏ, đỏ đô nha, đỏ đô kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em nha. Rồi, đây là màu 10 giờ nha các chị ơi. Màu 10 giờ, chị nào mà lấy màu 10 giờ thì comment cho em nha. Màu 10 giờ kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em các chị. Nhớ là chia sẻ cái live stream này cho em, cho shop đó các chị. Các chị được tặng một đôi ruột gối làm này cho cái bộ hàng satin nha. Bộ 7 món nha, được tặng một đôi ruột gối này, bông rất là mềm mại luôn các chị nha. Bông rất là mềm mại luôn, chia sẻ thật mạnh lên nào. Sao không lên được nhỉ? Lên đi rồi mà bốc đi để em còn ngủ đi các chị ơi. Sao hôm nay thèm ngủ thế không biết nữa. Chị Thu Huyền ơi, rồi ok, có phiếu cho chị rồi nha. Rồi chị nào lấy hồng 10 giờ comment cho em hồng 10 giờ kèm số điện thoại nha. Hồng 10 giờ kèm số điện thoại luôn các chị ơi. Bỏ cái máy tính gọn vào rồi đi, tự đi lại ấy đi. Tự đi lại ấy đi, qua mẫu đi. Đứng ở ngoài đấy mà không có đứng ở trong này, để cho nó đứng ngoài đấy thôi. Bỏ máy tính gọn vào, không có lơ vào chân. Rồi Ngọc Ánh ok nha. Các chị ơi chia sẻ thật mạnh lên nào các chị ơi. Chia sẻ cho em thật mạnh lên.
chị nào lấy tím Huế comment cho em tím Huế kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em nha. Đây là mẫu hàng satin các chị ơi, các chị thân mến, mẫu hàng satin, cái hàng satin này đấy các chị ạ, rất là dày dặn luôn nha, rất là dày dặn các chị nha. Vâng, đã chia sẻ, em cảm ơn chị nha, chị Tươi ơi. Rồi, chị nào lấy màu vàng comment cho em, màu vàng kèm kích thước kèm số điện thoại luôn các chị ơi. Chọn một bộ nha, chọn một bộ mà 7 món, đúng như là mẫu em trải ở trên kia. Đó, đúng như mẫu em trải ở trên kia nha. Hàng rất là dày dặn. Cái hàng satin này của em nó là trên 4 cân các chị nha. Trên 4kg một bộ. Khi các chị mà nhận được hàng đấy, nó tuyệt vời luôn nha. Rất là dày dặn mà các chị giặt không có phai màu này, không nhăn nhó một tí nào luôn các chị nha. Một bộ hàng satin giá em đã ghim sẵn ở trên đấy các chị nha. Một chăn, một ga và 5 cái vỏ gối 1m6 chỉ có 700.000 thôi. Mà vừa được miễn phí ship về đến tận nhà, xong lại vừa được tặng một đôi ruột gối lằm bông thì mềm mại tuyệt vời luôn nha. Bông mềm tuyệt vời luôn đây các chị nha. Rồi ok, em ghi phiếu cho chị người lạ rồi nha. À, chị Vân Trung. Ôi giời, cảm ơn chị nha. Chị nào lấy màu vàng comment cho em, màu vàng kèm kích thước kèm số điện thoại luôn nha. Màu vàng kèm kích thước kèm số điện thoại luôn nha. Đây là màu xanh mạ nha các chị ơi, màu xanh mạ. Chị nào lấy xanh mạ thì comment cho em xanh mạ kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em nha. Hàng satin. Vâng, ok chị Quỳnh Nguyễn. Ôi ôi, hoa lắm. Trời ơi, chị ấy có chồng có con rồi. Chị có con rể rồi đấy. Chị đang sắp có cháu ngoại rồi. Ôi giời. Rồi, chị nào lấy xanh mạ này thì comment cho em xanh mạ kèm kích thước kèm số điện thoại cho em luôn nha. À rồi, Mỹ Duyên có em ngay nha. Chị Trương Nguyệt, ok. À, Mỹ Duyên có rồi nha. Rồi ok nha. Chị nào lấy xanh mạ comment cho em xanh mạ kèm kích thước kèm số điện thoại cho em. Các chị, tất cả các chị ở đây nha, các chị chia sẻ cái live stream này cho em và lổi công mần lên nha. Đó, lổi công mần lên. À, chừng nào chơi mới chơi mini game. À, bây giờ các chị nha, cái game cuối cùng này, vừa nãy em chơi game rồi và cái game cuối cùng này là em bốc tên nha. Đó, em bốc tên. Cho nên là các chị, nếu mà các chị theo dõi cái live stream này thì các chị mà theo dõi cái live stream này đó thì các chị lổi công mình lên để bên em ghi phiếu nha. Ok, mình đã là mẹ vợ rồi. Sao Rồi, và các chị nào lấy xanh mạ thì comment cho em xanh mạ kèm kích thước kèm số điện thoại luôn các chị nha. Đó, đây em qua mẫu tím cẩm nha các chị ơi. Các chị chia sẻ. Rồi, bốc đi em ơi, vâng. Em đang chuẩn bị bốc đây ạ. Em đang chuẩn bị bốc đây, các chị chia sẻ lên. Chia sẻ thật mạnh lên cho em đi để lên mốc là em sẽ bốc luôn các chị nha. Lên bốc em sẽ bốc. Cái bốc cái like cuối cùng này là chọn, các chị được chọn một bộ 5 món luôn. 5 món, một bộ 5 món và miễn phí ship cho các chị về đến tận nhà luôn các chị nha. Chị nào lấy tím này là tím Huế nha các chị. Tím Huế thì kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Màu tím Huế các chị ơi, rất là đẹp luôn. Cái bộ mẫu hàng satin này đấy, em bao chất cho các chị luôn nha. Rồi bây giờ em qua mẫu, đây là hàng màu xanh cốm nha. Màu xanh cốm nha. Tím cẩm, chị ơi tím cẩm đấy là một bộ em ghi sẵn ở trên cuối live rồi nha. Một bộ 7 món đấy là hàng satin như là mẫu em trải ở trên kia, chỉ khác mỗi màu sắc thôi các chị nha. Đó, như là cái bộ đỏ em trải trên kia. Một bộ 7 món đấy, 1m6 là 700k. Mà các chị nhớ là chia sẻ cái live stream này cho shop nha. Vừa được quà tặng là một đôi ruột gối ạ. Một đôi ruột gối lằm và lại được miễn phí ship về đến tận nhà luôn nha các chị ơi. Rồi ok các chị ơi, cố lên đi ạ. Để đông người và em sẽ bốc luôn ạ. Mấy giờ rồi nhỉ? 10 giờ. Rồi, em giới thiệu hàng một lát là em sẽ bốc luôn nha. Đây là tất cả những cái mẫu hàng trần phủ các chị nhá. Đây là tất cả những cái mẫu hàng trần phủ này. Và đây là cái vỏ chăn lồng được ruột đấy các chị ạ. Nó rất là dày dặn luôn nha. Nó rất là dày dặn mà các chị ơi. Cái này của nó là ga trần phủ ba mặt diềm, nó cũng rất là chắc chắn luôn nha. Đây, trần nha, trần dày từng đường kim mỗi chủ chỉ luôn nha các chị. Em mong bốc chúng tên em. Ok nha, hoa lắng.
Rồi, chị Lào, bây giờ em qua mẫu hàng hoa nha. Cái bộ trần phủ này em đang bán với giá là 340k các chị ơi. 340k một bộ nha. Đó, mã 20. Bộ lá đỏ này quá đẹp luôn. Bộ lá đỏ này quá đẹp luôn các chị ơi. Rồi ok, chim sâu em có địa chỉ rồi, chị có địa chỉ của em rồi nha. Rồi, chị Lào lấy lá đỏ comment cho em nha. Bộ hàng hè thì có giá là 240k và bộ hàng đông là có giá 340k các chị nha. Và chia sẻ cái livestream này cho shop để miễn phí ship về đến tận nhà luôn nha. Miễn phí ship về đến tận nhà luôn các chị nha. Và các chị ơi, tối thứ bảy tuần này bên shop bận nghỉ các chị nha. Và tối chủ nhật em mới like nha. Thường là em like một tối 3 buổi. Một tối 3 buổi nhưng mà chỉ duy nhất tuần này là em nghỉ buổi thứ bảy các chị nha. Em nghỉ buổi thứ bảy nha các chị. Em buồn ngủ quá, bốc đi chị ơi. Rồi ok Mai Quyên. Rồi chị Lào ok nha. Chia sẻ đi để em lên mốc các chị ơi. Lên mốc để em bốc các chị nha. Rồi chị Lào lấy lá đỏ comment cho em lá đỏ kèm kích thước kèm số điện thoại mã 20. Đó là mã 20 nha các chị. Em có mét tư nha chị Loan ơi. Em có mét tư nha. Rồi cái Doraemon này, Doraemon này hàng hè là 240, còn hàng trần phủ là 340 nha các chị ơi. Chị Lào lấy Doraemon này thì comment cho em mã 21 các chị ơi. Chị mẹ méo sang bên này. Rồi, đây là mã 21 các chị ơi, mã 21. Ok, chị Lào lấy thì comment cho em nha. Chia sẻ lên giúp đi cho em các chị ơi, lên bốc đi để em bốc nha. Rồi, em này thỏ quá đẹp luôn, cho tớ lên chân đi một tí. Rồi, em thỏ này là mã 19 các chị ơi, quá đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời luôn mà chỉ có 340k thôi các chị ơi. 340k thôi nha. Một bộ 5 món luôn các chị nha. Rồi ok các chị ơi, tiếp tục chia sẻ bài đi để nó lên người để em bốc nha. Chị Lào lấy bộ trần phủ này thì cho em trần phủ 340k và hàng hè là chỉ có 240k thôi nha. Chị Loan Đạt ơi, bộ 1m4, chân dài 2m, 2m2. Chân bên em là chỉ có 1m9, 2m1, còn ga thì các cỡ nha. Mã 20 ạ, mã 20 gồm một chân, một ga và ba cái vỏ gối. Một bộ hàng hè là 240 và một bộ hàng trần phủ mùa đông, tức là trần phủ đấy là ga là trần ba mặt diềm, chăn trần lồng được ruột nha. Chăn trần có 3 lớp và lồng được ruột nha các chị nha. Mà chỉ có 240k một bộ mùa hè. Lấy keo, lấy cho ta lộ keo. 240k một bộ hàng hè và 340k một bộ hàng đông nha các chị. Chị nào lấy comment cho em mã 19 nha. Em thỏ xanh này quá đẹp luôn. Mã 19 các chị ơi. Rồi, kẻ này là mã 10. Đó, mã 10. Chị nào lấy mã 10 thì comment cho em mã 10. Mã 10 kèm kích thước và kèm số điện thoại luôn các chị ơi. Ui, chia sẻ lên đi để lên bốc rồi em bốc luôn các chị nha. Rồi, cho em hàng hè mã 20 ok nha. Chị Nguyễn Lan ơi, chị Nguyễn Lan thì lấy mã 20 thì kèm số điện thoại luôn cho em nha. Mã 20 kèm số điện thoại luôn cho em đi các chị ơi. Các chị thân mến, mã 20 thì kèm số điện thoại cho em luôn nha. Lạ đỏ 20 Doraemon 21 Rồi, Hello Kitty tím này mã 14 các chị nha. Hello Kitty tím quá là xinh luôn. Đó. Dạ, bộ lá đỏ 1m4 nha bạn. Rồi ok chị Loan Đạt ơi, chị cho em số điện thoại chưa nhỉ? Chị cho em số điện thoại chưa nhỉ? Cho em số điện thoại luôn nha chị ơi. Bộ Hello Kitty tím chị Lào lấy comment cho em mã 14 nha. Mã 14 kèm cái trước kèm số điện thoại luôn cho em nào các chị thân mến ơi.
Chị Anh Nguyễn ơi, một bộ nếu mà các chị nào lấy hàng hè là 240k một bộ nha. 240k một bộ, và chị nào lấy hàng đông là bằng 340k nha. Chị nào lấy hàng đông thì 340k. Còn bộ này là có bộ hàng hè nha. Bộ này là bộ hàng hè là 240k các chị nha. Mây mưa sao rơi này mã 8 các chị ơi. Mây mưa sao rơi mã 8 nha. Đó, sao rơi này mã 8 nha các chị ơi. Rồi các chị ơi, các chị vào đông một chút nữa đi để em bốc phiếu nha các chị. Và bây giờ nha các chị ơi, em qua hết một lượt mẫu này, bao giờ mà đến cái bộ chăn ga em tặng. Bao giờ đến cái bộ chăn ga em tặng nha. Đó, lật hết một lớp, bao giờ đến cái tặng bộ chăn ga em tặng là em sẽ bốc nha. Rồi ok, em có mét 8 chị ơi. Có mét 8 nha, 1 mét 8 là 250 nha các chị ơi. 1 mét 6 là 240 và 1 mét 8 là 250 bộ hè nha. Đó, bây giờ em lật qua tất cả các mẫu xong rồi là em sẽ bốc nha các chị. Rồi ok, bây giờ bắt đầu. Chị nào lấy mây mưa sao rơi này giờ lên được sao rồi ok nha. Mây mưa sao rơi này mã 8 kèm số điện thoại cho em ạ. Mã 8 kèm số điện thoại cho em, cho ra ngoài. Mã 8 kèm số điện thoại cho em nha. Ừ, gấp luôn đi, gấp luôn cho lên đây. Gấp đơn giản vào thôi, tí là rũ ra. Lại bước đi. Rồi, chị nào lấy Hello Kitty. Chị Vân Anh ơi, giá là hàng hè là bộ hè là 240k một bộ nha. 240k một bộ các chị ơi. Chỉ có 240k một bộ thôi. Em bán cho các chị, dành cho các chị chia sẻ cái live stream này cho em nha. Chia sẻ cái live stream này cho em để được miễn phí ship về đến tận nhà các chị nha. Miễn phí ship về đến tận nhà. Chị nào lấy Hello Kitty này là mã 14 nha. Mã 14 ạ. Đó, mã 14 kèm số điện thoại cho em nha. Chỉ có 240k một bộ, 5 món luôn các chị nha. Đẹp tuyệt vời luôn ạ. Rồi, 240k một bộ. Chị nào lấy Hello Kitty thì comment cho em mã 14 nha. Mã 14 kèm số điện thoại cho em luôn nha. Và đây là mã 10 các chị ơi. Chị nào lấy mã 10 ạ. Mã 10 kèm số điện thoại cho em nha. Kẻ này là mã 10 các chị ơi. Một bộ này là 5 món nha. Một bộ 5 món mà chỉ có 240 thôi. Một bộ 5 món nha các chị ơi. Rồi, kẻ này là giá mã 10 nha các chị. Kẻ này mã 10. Chia sẻ 5 lần thôi ạ. Công khai và chia sẻ lên các nhóm, các hội cho em. Và đừng quên ấn theo dõi Facebook của Phương Thiêm các chị nha. Rồi, chị nào lấy cái mã này. Mã này thì comment cho em mã 19 nha các chị. Mã 19. Anh ơi, anh vào mở lại cho em cái này. Chị nào lấy thì comment cho em mã 19 ạ. Mã 19 kèm số điện thoại cho em. Đúng rồi chị Ngô Anh ơi, 240 là không có trần. Còn là nếu mà 340 là hàng có trần nha. 340 là hàng có trần rồi, ok. Nếu mà ngủ hết rồi thì cơ hội các chị lại đến gần với các chị hơn nha. Nếu mà các bạn ấy ngủ hết rồi thì cơ hội lại đến gần các chị nhiều hơn. Hoa Lắng ơi, chị ơi, hơn 10 giờ rồi, ok nha. Vâng, chị Nguyệt ơi, chị Trương Nguyệt ơi, chị lấy bộ màu tím. Chị lấy bộ màu tím mã 14 rồi, ok chị. À, ôi chết rồi, cho chị số điện thoại đi Phương Lưu ơi, cho chị số điện thoại, chắc chị bị quên rồi. Nhắn hộ lại cho chị số điện thoại với Phương Lưu nha. Rồi ok, Nhiên An có Nhiên An số điện thoại rồi nha. À, có phiếu của Nhiên An rồi nha. Ờ, cho chị lại số điện thoại đi Phương Lưu ơi. Rồi ok, chị nào lấy mã này, mã 19 comment cho em mã 19 kèm số điện thoại cho em luôn nha. Rồi ok, đã chia sẻ, nhất trí luôn. Rồi em Doraemon này quá đẹp luôn. Doraemon này mã 21 các chị ơi. Mã 21 kèm số điện thoại cho em luôn nha. Mã 21 kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi các chị ơi, em qua bao giờ đến bộ ga mà em tặng là em sẽ bán nha.
bây giờ em qua mẫu, đến bao giờ đến bộ ga em tặng là em sẽ bốc phiếu nha. Rồi chị nào lấy lá đỏ lấy comment cho em mã 20 nha, mã 20 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi các chị đừng tiếc chia sẻ, nếu mà các chị nhận được một bộ 5 món, chọn 5 món một bộ đấy, các chị cảm thấy là rất là sung sướng luôn. Mà bên em đã hỗ trợ phí cho các chị về đến tận nhà luôn nha. Hỗ trợ phí cho các chị về đến tận nhà, không phải mất một đồng tiền nào. Rồi bây giờ là hàng satin, chị nào lấy màu xanh cốm comment cho em xanh cốm kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Xanh cốm kèm kích thước kèm số điện thoại luôn ạ. Vâng. Cứ để ví dụ như là ít ít người thì ta cơ hội của ta lại càng gần hơn đấy các anh các chị nha. Rồi ok, chị nào lấy tím cầm comment cho em tím cầm kèm kích thước kèm số điện thoại các chị nha. Comment cho em tím cầm nha, tím cầm kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Nhiên An rồi ok, sẽ may mắn đến với tất cả mọi người. Rồi ok, chị Phương Thủy xanh cốm ok chị, sẽ may mắn đến tất cả với tất cả các chị nha. Chị nào lấy xanh mạ thì comment cho em xanh mạ cùng số điện thoại luôn nha. À cho em coi bộ 5 món à, Phạm Thi ơi rồi đợi đợi mình một lúc là mình sẽ qua bộ 5 món luôn nha. Chị nào lấy xanh mạ thì comment cho em xanh mạ nha. Xanh mạ kèm số điện thoại cho em nha. À có rồi nha Xuân Mèo ơi. Rồi bây giờ em qua mấy mẫu hàng satin là sẽ đến hàng hè luôn nha. Chị nào lấy màu vàng comment cho em màu vàng nha. Màu vàng kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em các chị ơi. Đây là hàng satin nha. Chị nào lấy màu vàng comment cho em màu vàng kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nào. Bây giờ là màu tím Huế, chị nào lấy tím Huế, tím Huế comment cho em nha. Tím Huế kèm kích thước kèm số điện thoại cho em luôn nha các chị ơi. Tím Huế kèm kích thước kèm số điện thoại cho em, không biết bốc để lại đây. Màu hồng nha, màu hồng chị nào lấy màu hồng để gọn lên. Màu hồng kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Rồi Thu Trang ơi, có em đây rồi nha. Có tên em rồi nha. Chị nào lấy màu hồng comment cho em nha. Màu hồng kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nào các chị ơi. Màu hồng kèm kích thước kèm số điện thoại luôn cho em nào. Đây là màu đỏ đô nha. Rồi chị Nguyệt Quân ơi, mã 10 ok chị. Rồi có phiếu cho Mỹ Duyên rồi nha. Chị Thanh Kiệt ok. Chị nào lấy đỏ đô thì comment cho em nha. Đỏ đô kèm kích thước kèm số điện thoại. Bây giờ là bắt đầu đến hàng hè nha các chị ơi. Nhiên An có phiếu rồi em ơi. Đây nha các chị ơi, đây là đến hàng hè. Mã này kẻ này là mã 18 các chị nha. Chị nào lấy comment cho em mã 18. Mã 18 kèm kích thước kèm số điện thoại luôn nha. Từ đã vào rồi. Mã 18 kèm kích thước kèm số điện thoại. Kẻ này là kẻ rất là đẹp nha. Xanh vàng liền màu tím than nha. Rất là đẹp luôn. Mã 18 kèm kích thước kèm số điện thoại. Cái bộ hàng hè có Thanh Kiệt rồi nha. Cái bộ hàng hè này chỉ có 240k. Một bộ 5 món luôn nha. Một bộ 5 món. Cho tớ cái ôm lên đấy đi. Một bộ 5 món luôn các chị nha. Gồm một chăn một ga với lại ba cái vỏ gối, một bộ 5 món luôn mà chỉ có 240k. Miễn phí ship cho tất cả các chị về đến tận nhà luôn nha. Rồi ok, chị nào lấy em heo này mã 7 các chị ơi. Mã 7 kèm kích thước kèm số điện thoại cho shop nha. Mã 7 các chị ơi, mã 7 kèm kích thước kèm số điện thoại cho em. Rồi bây giờ là các chị ơi, đến mã 5. Chị nào lấy mã 5 thì kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Vê vàng mã 5 nha. Đây là hàng hè 240k một bộ các chị nha. 240k một bộ hàng hè nha. Chị nào lấy công mình cho em mã 5 V vàng nha. Còn em mèo rất là xinh này. Trời ơi, quá là đẹp luôn các chị ơi. Em mèo này là mã 1 nha các chị. Mã 1, chị nào lấy mã 1 comment cho em mã 1 kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Mã 1 kèm kích thước kèm số điện thoại cho em các chế ơi. Chỉ có 240k một bộ thôi mà miễn phí ship về đến tận nhà luôn nha. Mèo mã 1, mèo thần tài các chị ơi, mèo thần tài mã 1 nha. Quá xinh luôn. Rồi bây giờ là đến mã 9. Mã 9 nha các chị. Chị nào lấy mã 9 comment cho em mã 9 kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Rồi mã 9, chị nào lấy mã 9 hàng hè. Mã 9 kèm cho em kích thước và số điện thoại luôn các chị nha. Quá rẻ và quá đẹp luôn. Rồi đây là mã 15.
Hoa lan này mã 15 các chị ơi. Chị nào lấy mã 15 kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. À, mã 1 chị Huyền Bùi ơi, mã 1 là mèo thần tài nha. Nếu mà chị lấy mã 1 đấy thì chị comment mã 1 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi ok chị Hoàn Hảo. Mã chị Phạm Hảo, mã 9, mã 9 là 240k/m6 nha. Rồi sạc pin vào đi em thân yêu ơi. Đây nha, chị nào lấy hoa lan này, hoa lan leo nền xanh tím tan này là mã 15 nha. Chị nào lấy mã 15 comment cho em mã 15 nha. Đây là một bộ sản phẩm quá đẹp luôn các chị ơi. Mã 15 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi ok chị Nguyễn Lan, mã 1 mét 6 hàng hè nhá. Rồi ok, mét 6 là 240k chị nha. Rồi hoa lan này nền xanh tím tan này là mã 15 các chị ơi. Kéo mã 15 rồi. Chị Hoàng Thu ơi, mã 1 1m8 là 250 nha. Chị Huyền Bùi ơi, mã 1 1m6 là 240 chị thân yêu nha. Rồi, chị nào lấy mã 4 này là mã 4 Hello Kitty Hồng nha. Hello Kitty Hồng các chị ơi. 240k các chị nha. Một bộ sản phẩm 5 món luôn. Hello Kitty Hồng này mã 4. Chị nào lấy mã 4 thì comment cho em mã 4 kèm số điện thoại luôn các chị nha. Mã 4 kèm số điện thoại luôn à các chị ơi. Rồi, chị nào lấy mã 4 thì Hello Kitty Hồng nha các chị. Và em chuối này rất là mỡ màng và rất là xinh đẹp luôn. Mà chị em nào cũng thích. Mã chuối này rất là xinh luôn. Có mã 16 nha các chị. Mã 16. Rồi ok chị Thu Hiền, em sắp bao giờ mà em lật đến cái trọn bộ em tặng thì là bắt đầu là sẽ bốc luôn nha chị. Rồi chị nào lấy mã 16 chuối mập mỡ màng này thì chốt cho em nha. Mã 16 kèm số điện thoại cho em các chị ơi. Mã 16 kèm số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Lan ơi, cho em xem ga trải giường của hàng hè. Rồi chị Nguyễn Lan ơi, cho tớ một bộ hàng hè. Cái hàng hè đấy là ga bọc, cho tớ một cái ga. Chị nào lấy hoa cúc này, hoa cúc màu vàng này là tờ men cho em. Mã bao nhiêu ở đồng chí ơi? Chuối to mập. Chim sâu ơi, em thân mến, mai em được một bộ chuối xinh đẹp đó. Đó. Rồi màu vàng bao nhiêu chị ơi? Cái cúc vàng này có giá là 240k là hàng hè. Rồi còn là 340k là hàng trần phủ mùa đông nha. Đây là cái ga bọc nha. Ga bọc và hai vỏ gối. Đó, và cái này là hàng ga của nó thì bên em thì tuyệt vời luôn các chị nha. Tại vì ga của nó bên em đó là không giống như các chị có thể là mua ở chỗ khác đâu. Ga của bên em, cái góc đấy, cái góc của ga đấy, đây là ngày 240 các chị nha. Cái góc của ga đây các chị này, nó ôm sâu tới như thế này các chị nha. Đấy, cái góc của ga nó ôm sâu tới như thế này. Đó, khi mà các chị bọc vào cái đệm đấy là đệm 10 phân thoải mái luôn các chị nha. Đó, đấy, độ sâu của nó rất là sâu luôn. Đây là cái ga, ga bọc nha. Và hai vỏ gối nha. Có ga và gối nha. Một bộ sản phẩm đầy đủ có cả ga và gối, hai vỏ gối và một cái chăn và một cái vỏ ôm nha. Chị nào mà chốt cái hoa cúc này vàng này thì cho em mã 22 nha. Mã 22 kèm kích thước kèm số điện thoại nha. À hàng chị Vân Anh ơi, hàng hè là ga bọc và chăn trần 3 lớp nhưng mà trần liền mùa hè. Và hai vỏ gối làm không trần và một vỏ gối ôm. Còn là hàng đông đấy là một cái chăn trần cũng 3 lớp nhưng mà lồng được ruột. Chăn trần 3 lớp nhưng mà làm 4 mùa luôn, mùa đông thì có thể lồng ruột nha. Và mùa hè thì có thể đắp vỏ luôn. Rồi và các chị ơi, còn ga phủ đấy, ga cái ga mùa đông đấy là ga phủ 3 mặt riềm. 3 mặt riềm nó tương tự như là mẫu em trải kia. Và hai vỏ gối làm trần. Cũng 5 món như thế nhưng mà bộ hàng đông đấy là trần toàn bộ nha các chị và lồng được ruột. Bộ hàng hè là 240 chị ơi, miễn phí ship về đến tận nhà luôn nha. Và bộ hàng đông là 340 nha. Bộ hàng đông là 340 cũng miễn phí ship về đến tận nhà luôn các chị nha. Rồi ok, chị nào mà lấy mã 11 này thì comment cho em mã 11 kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Hàng hè là 240k
và Hàng Đông là 340k. Ok, Mỹ Duyên đã có phiếu rồi nha Mỹ Duyên ơi. Rồi sắp hết rồi chị Hạnh Vương ơi. Rồi ok, chị nào lấy mã 11 thì comment cho em mã 11 nha, kèm số điện thoại luôn cho em. Có ảnh các mẫu hàng 340k không? Vân Anh ơi, có hết ảnh hàng 340k nha. Buồn ngủ quá rồi, ok. Bên chị nếu mà mọi người ơi, bên em nha, các chị xem cái live stream này đó, cứ đến giờ là em sẽ bốc nha. Nếu mà chị nào xem rồi là các chị sẽ biết nha. Có rồi, bắp Asuka ơi, có rồi nha. À, nếu muốn lấy ruột chăn lồng được à... Rồi, đúng rồi, chị Huyền Bùi ơi, nếu mà muốn lấy vỏ chăn để làm 4 mùa luôn đấy, bây giờ làm vỏ vào mùa đông lồng được ruột đấy, là 340k một bộ nha. Rồi, chị xem ga mã 11. Cái ga y hệt như cái chăn này các chị nhá. Cái ga y hệt như cái chăn này. Chị nào mà chốt mã 11 thì chốt cho em mã 11 kèm kích thước kèm số điện thoại luôn nha. Chứ tại vì là cái ga đấy, nếu mà xem cái ga bọc này đấy thì bọn em dở đã nó bất tiện mà các chị cũng chẳng xem được hình. Các chị cũng xem làm sao được hình. Thì em chỉ trải mẫu ra như thế này là các chị đủ biết là mẫu của nó như thế nào, hình như thế nào để các chị chốt mã rồi nha. Rồi ok nha Vân Anh. À, rồi ok bác Suka. À, chị Nguyễn Lan ơi, chị đổi sang hàng đông. Rồi ok chị nha. 340k cũng 5 món. Ga thì trần phủ 3 mặt diềm và chăn thì trần lồng được ruột. Đây là cái chăn, ví dụ như cái chăn này em ví dụ cho các chị nha. Đây là cái chăn mùa đông thì lồng được ruột ạ. Cả hè các chị vẫn có thể đắp được ạ. Và đông thì các chị có thể lồng được ruột nha. Còn đây là cái chăn mùa hè. Chăn mùa hè thì người ta trần 2 lớp vải và 1 lớp bông nha. Đó là trần liền. Đó. À, rồi ok Nguyễn Lan. Mã số 1 thì thế thì ebook vào trang đi, chị đổi mã cho mã số 1 thì phải đợi nha. Rồi chị nào lấy mã 11 thì cho em mã 11 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi bây giờ đến qua mã 12. Chị nào lấy mã 12 thì comment cho em mã 12 kèm số điện thoại cho em các chị nha. Rồi mã 12 công chúa rất là xinh. Mã 12 kèm số điện thoại cho em các chị ơi. Quá là đẹp luôn. Một bộ hàng hè chỉ có 240k thôi. 240k mà miễn phí ship về đến tận nhà luôn nha. Không lấy vỏ ôm thì không lấy vỏ ôm thì trừ đi được 10k chị nha. Nếu mà không lấy vỏ ôm thì chị đổi được 10k chị thân yêu ơi. Bộ đỏ chị Thế Anh ơi, nếu mà bộ đỏ như là em trải mẫu ở trên giường kia là bộ 7 món nha. Cái gối để làm xuống được rồi đấy, cái gối làm ấy. Cái gối làm để làm xuống được rồi thế. Bộ 7 món như là mẫu trải trên giường các chị nha. Bộ đỏ 7 món đấy là giá là 1m6 là 700k. Và cái bộ đấy là được tặng một đôi ruột gối đầu cho các chị chia sẻ cái live stream này nha. Bộ mùa đông hàng hoa này chị ơi. Bộ mùa đông hàng hoa này là giá 340 nha. Giá 340k một bộ các chị ơi. Rồi ok chị Huyền Bùi. Mã 12 hàng hè, ok chị Phương Thủy. À, cho em coi. Chị Ly Phạm ơi, cái hàng trần phủ à. Rồi ok, cái hàng trần phủ đấy. Hàng trần phủ đây các chị ơi. Đây là bộ mẫu trần phủ nha. Hàng này trần phủ, em nói với các chị là nó đẹp trên cả tuyệt vời luôn, em không nói sai tí nào luôn. Đây là trần phủ 3 mặt riềm, tức là cái chăn thì nó lồng được ruột rồi đúng không ạ? Ruột gối bao nhiêu tiền ạ? Ruột gối đấy là ruột gối là của nó là hàng 60k một đôi ruột gối bông mềm nha. Đây nha, trần phủ là nó có 3 xẻ góc như thế này các chị nha. Hàng trần phủ nhà em rất là dày luôn, các chị yên tâm nha. Đây là diềm ga nha các chị, đây là diềm ga này. Diềm ga này, trần rất là dày, đây là cái ga nha. Trần rất là dày dặn luôn. Và đây nha. Đó, đây là chun 4 góc nha, đây là chun 4 góc nha. Đây là có chun 4 góc các chị nha. Đấy là hàng trần phủ nha. Rồi ok. Chăn hè chị Hạnh Vương ơi, chăn hè là 120k nha. Rồi tất cả mà em trải mẫu đây, lên nhìn kìa. Tất cả em trải mẫu đây các chị nha, không nhìn thấy gì luôn. Em trải mẫu đây là có đầy đủ hàng đông hàng hè nha các chị ơi.
Bộ này mã mấy ạ? Cái hoa ly này là mã 13 nha. Hoa ly liền xanh tan này là mã 13. Cái em này mã 13 nha. Chị nào mà chốt mã 13 thì rồi ok nha chị Phạm Thế Anh ơi. Chị nếu mà chị lấy mã 13 này thì comment cho em mã 13 nha. Mã 13 kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Hoa ly rất là đẹp luôn các chị ơi. Sạch sẽ mà đẹp vô cùng luôn nha. Rồi chị Oanh Ngô lấy hoa ly ấy rồi ok. Nếu mà chị nào lấy hoa ly thì chốt cho em là mã 13 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Mã 13 kèm số điện thoại luôn cho em các chị ơi. Có đầy đủ kích thước nha. 1m5, 1m6, 1m8 và 2m2 các chị ơi. Chị nào lấy mã 17 lấy comment cho em mã 17 nha. Mã 17 kèm kích thước kèm số điện thoại cho em các chị ơi. Đây là cái mã 13 mà các chị vừa xem đó. Chị nào mà chốt cho em thì là chốt mã 13 kèm số điện thoại cho em nha. Chị Ly Phạm ơi, 340k chị lấy mã mấy ạ? Có chị ơi, rồi ok nha. Thêm 2 vỏ gối có 30k nữa thôi. Rồi ok nha chị, chị đổi lấy. Vâng ok chị Oanh Ngô, chị Ngô Anh nha. Đây nha, mã 13 chị nào mà lấy hàng hè là 240 và hàng trần phủ mùa đông là 330 nha. Có mã 6 đệm bọc 18 phân không? Nếu mà chị lấy mà mã 6 bọc 18 phân thì chị phải báo bên em nha, đặt nha. Phải đặt nha chị ơi, phải đặt nha chị, đệm 18 phân là phải đặt thì mới vào được. Thì nếu mà chị báo 18 phân thì em sẽ làm cho chị 18 phân nha. Có nha chị ơi. Rồi ok chị Thế Anh 1m3, à mã 3, mã 13 1m5 ok chị. Rồi ok chị, rồi đúng rồi, hoa ly này dùng thì cực kỳ sạch sẽ, nhưng mà không tối tí nào. Rất là sạch nhưng mà lên thì sạch nhưng mà hoa thì lổi luôn các chị nha, không tối tí nào. Chị nào lấy mã 13 thì comment cho em mã 13 nha. Rồi ok nha chị Nguyệt Quân ơi, đổi mã 10 lấy mã 17 ok chị. Mã 17 cũng đẹp mà mã 10 cũng đẹp, mã nào cũng đẹp luôn. Rồi cho chị thêm 3 ruột gối nữa thì bao nhiêu ạ? 3 ruột gối, chị lấy 3 ruột gối là 3 ruột gối đầu à chị ơi? Nếu mà 3 ruột gối đầu là 90.000 chị nha. Nếu mà chị lấy 3 cái ruột gối bông mềm này đấy ạ, 3 cái ruột gối bông mềm này là 90.000 nha chị ơi. Ngọc Trinh. Rồi em này sắp đến rồi các chị ơi. Xanh biển nha, chị nào lấy xanh biển này comment cho em xanh biển đấy là hàng satin nha. Hàng satin 7 món các chị ơi. Rồi đây là mã 6, gần đến bốc rồi, em gần bốc rồi nha các chị ơi. Quẩy lên nào các bác ơi, quẩy lên nào. Bây giờ chuẩn bị bốc rồi nha, gần đến mẫu rồi nha các chị ơi. Chị nào lấy mã 6, mã 6 comment cho em mã 6 kèm kích thước kèm số điện thoại nha. Mã 6 này là bộ hàng hè là 240k và bộ hàng trần phủ mùa đông là 340k nha. 340k. Xanh biển, cái xanh biển này là hàng satin, chị cần chỉ comment là màu xanh biển, xanh biển kèm kích thước kèm số điện thoại cho em là được nha. Cái xanh biển này là hàng satin nha chị Thanh Xuân nha. Rồi ok, em đợi mãi, cứ đợi đến giờ là sẽ bốc nha. Rồi chị nào mà có lấy cái hàng này, mẫu này là mẫu mã 6 nha các chị nha. Mã 6 kèm kích thước kèm số điện thoại cho em nha. Mong là trúng rồi ok. Đây nha các chị ơi. Tên các chị đâu rồi ấy nhỉ? Thôi chị Hà Trần ơi, cho chị mã 17 ok chị luôn. Rồi bây giờ em qua, em sẽ qua nha. Rồi chị Khánh Ly ok, ghi cho bác Khánh Ly một cái phiếu nha. Các chị thân yêu của em ơi, tất cả các chị nào mà chưa chia sẻ thì chia sẻ luôn cho em. Bên em vẫn đang tiếp tục ghi phiếu nha. Và bây giờ là bốc thăm trúng thưởng, bốc thăm may mắn nha. Bây giờ là em bốc thăm may mắn nha. Rồi ok chị Thanh Xuân, mã xanh biển 1m8, 2m ok chị. Cái bộ đấy là bộ satin, là bộ 7 món nha. Chị chia sẻ bài đi. Chị Thanh Xuân ơi, chị chia sẻ bài cho em nha chị ơi. Chia sẻ đi và cái bộ mà 7 món đó, cái bộ 7 món đó là em sẽ tặng cho chị một đôi ruột gối đầu này nha. Em sẽ tặng cho chị một đôi ruột gối đầu này, rất là mềm mại luôn chị thân mến nha. Đó, vừa được miễn phí ship về đến tận nhà và vừa được tặng một đôi ruột gối đầu này nha chị Thanh Xuân ơi. Rồi nha, bây giờ bên em sẽ bốc một bộ chăn ga gối này.
chọn một bộ 5 món luôn các chị nha. Đây, đây là chọn một bộ 5 món luôn các chị thân yêu nha. Rồi, ok nha, một chăn một ga. Một chăn một ga và ba cái vỏ gối nào các chị ơi. Đó, đây là chăn nha. Đây là chăn và đây là ga nha. Chọn một bộ 5 món này, em sẽ bốc cho chị nào may mắn nhất. Sẽ bốc cho chị nào may mắn nhất và các chị thân mến ơi. Rồi ok chị, mã 6, kích thước 8-6 ok nha. Và bây giờ em bóc phiếu nha các chị thân mến. Chị nào muốn mua hàng thì đợi lựa một lát nữa. Em chị, các chị cứ comment mã số đi. Bên em sẽ đã có nhân viên chốt hàng cho các chị hẳn hoi nha. Và bây giờ các chị thân yêu của em ơi, nào bây giờ em bốc thăm nha. Bộ này rồi ok nha chị Sầm Nhện Liên ơi. Chị Sầm Liên, chị chia sẻ bài đi cho em nha. Không có lỡ bốc phải tên. Bây giờ vẫn em bên đăng, em vẫn đăng ghi phiếu nha. Bốc được tên mà không có thì không chưa chia sẻ thì tiếc lắm đó. Cho nên là cứ chia sẻ bài nhiệt tình cho em nào. Rồi ok nha, Thanh Khiết ơi, có nha. Một bộ 5 món này, mẫu đang trải trên giường này sẽ tặng cho chị nào. Sẽ tặng cho chị nào về đến tận nhà mà không phải mất một đồng phí nào. Thích ơi là thích các chị nha. Và nhớ là các chị ơi, nhớ là ấn theo dõi Facebook của Phương Thiêm nha. Để các chị, Phương Thiêm sẽ có những phần quà rất là hấp dẫn để tặng cho các chị nha. Và có những sản phẩm rất là ưu đãi để bán cho các chị luôn nha. Rồi, rồi ok nha. Bây giờ em sẽ bốc phiếu và các chị chia sẻ cho em, nhớ là chia sẻ ở chế độ công khai và các chị chia sẻ lên các nhóm, các hội cho em. Và nhớ đừng quên ấn theo dõi Facebook của Phương Thiêm nha các chị ơi. Lên nào, ok nha. Bây giờ em bốc tên, chị nào mà trúng bộ này thì nhớ thả cho em nhiều cái tim tí nhá. Ok, chị nào đây nhỉ? Hồi hộp quá cơ. 150 mấy chị cơ mà bây giờ chỉ còn có 50% thôi. Nếu mà em bốc được tên mà chị nào mà không có ở đây thì thật là tiếc, thật là quá là tiếc luôn. Rồi ok các chị ơi. Thôi từ từ đã, hồi hộp quá em bốc lại nha. Cuổi cuổi lên một lúc để cho nó, để cho nó công bằng hơn nha. Rồi em cuổi lên một lúc để cho công bằng hơn nha. Và bây giờ các chị ơi, được chưa ạ? Rồi ok nha, em bốc nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, nào các chị ơi. Chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nào. Bây giờ là vào tên chị nào ấy nhỉ? Nghe cái tên là lạ. Em nghe cái tên là lạ các chị ơi. Chị nào là chị, chị nào là chị Quyên Đỗ. Chị Đỗ Quyên không giấu đâu, chị Đỗ Quyên thân mến không giấu đâu ạ. Chị nào là chị Đỗ Quyên không giấu thì đến nhận quà ngay các chị ơi. Chị nào là chị Đỗ Quyên không giấu thì vào. Chị nào là chị Đỗ Quyên mà không giấu thì mời vào nhận bộ chăn ga gối này với giá 0 đồng về đến tận nhà các chị ơi. Bên shop Phương Thiêm tặng cho các chị nha. Một bộ chăn ga gối, chọn bộ 5 món luôn. Về đến tận nhà nào, bắt đầu. Sung sướng quá. Chị nào mà thấy chị Đỗ Quyên thì báo em nha. À chị Quyên, chị Đỗ Quyên không giấu nha. Em đọc 10 giây đếm ngược bắt đầu nha. 10 giây đếm ngược bắt đầu các chị ơi. 10 ạ. 9 ạ. 8 ạ. Chị Đỗ Quyên ạ. 6 ạ. Rồi rồi, tiếc quá, tiếc quá. 5 ạ. 4 ạ. 4 ạ. Chị Đỗ Quyên không giấu đâu ạ. Trời ơi, tiếc quá, tiếc quá, tiếc quá. 3 ạ.
Mai mà xem lại cái video này thì chắc là tiếc ngất đi mất. Hai ạ, một bộ chăn ga gối quá đẹp luôn, về đến tận nhà mà không phải mất một đồng nào. Chị Đỗ Quyên không giấu đâu. Một ạ, chị Đỗ Quyên không giấu ơi. Em bỏ qua nha các chị ơi, các chị thân mến, chị Đỗ Quyên không giấu, em bỏ qua nha. Rồi ok, đã hết thời gian. Em gọi không thấy tên này, em bỏ qua nha. Bây giờ em bốc của tên chị khác nào, cuội lên nào các bác ơi. Đỗ Quyên không giấu không thấy đâu, mai tiếc đứt ruột nha, mai tiếc đứt ruột. Một bộ chăn ga gối quá đẹp luôn, về đến tận nhà mà không phải mất một đồng phí ship nào nha. Rồi ok, bây giờ em sẽ lại tiếp tục sóc. Và Đỗ Quyên không thấy, giờ ta lại Đỗ Quyên khác vậy. Ok nha. Nếu mà Đỗ Quyên không thấy thì có lẽ là ta thấy Mai Quyên cũng được. Hủy rồi, đúng rồi ạ. Chị nào đây? Wow, chị này cũng tên là lạ. Chị chắc là các chị vào mua hàng các chị tụt ra hết rồi. Chị Ngân Kim Hoa, chị Ngân Kim Hoa có giấu đâu ạ? Chị Ngân Kim Hoa ơi, chị Ngân Kim Hoa, nếu mà các chị nào mà có thấy chị Ngân Kim Hoa thì báo cho em nha các chị thân yêu nha. Rồi chị Ngân Kim Hoa ơi, chị nào là chị Ngân Kim Hoa ơi, vào lấy bộ chăn ga này đi. Chị Ngân Kim Hoa. Chị Sầm Liên có tên chị rồi nha, có tên rồi, có tên các chị hết rồi nha. Công mình rất là nhiều lần, bên em còn ghi có khi cả hai tên một phiếu luôn. Rồi chị nào là chị Ngân Kim Hoa, vào nhận quà đi cho em nào. Bộ 7 món, à bộ 5 món quá đẹp luôn các chị ơi, về đến tận nhà mà không phải mất một đồng tiền nào. Ôi ôi, lại bắt đầu chị Ngân Kim Hoa. 10 giây đếm ngược bắt đầu nha các chị ơi, 10 giây đếm ngược bắt đầu nha. Ngân Kim Hoa ơi, bắt đầu nha. 10 9 Ui giời ơi. 8 7 Ui 6 Chị Ngân Kim Hoa ơi. Ngày mai tiếc quá, tiếc đứt ruột. 4 3 2 Chị Ngân Kim Hoa ơi, tiếc quá. 1 Hết giờ. Em hỉ quá nha, chị nào là chị Ngân Kim Hoa. Ngày mai mà lên sóng, ngày mai mà xem lại video thì hơi sốt ruột. Thanh nhàn chị ơi. Rồi ok, bây giờ là cái phần quà của cánh ta lại gần hơn rồi đó. Cái phần quà của cánh ta lại bắt đầu lại tiến gần hơn rồi. Bắt đầu các chị ơi, em lại bắt đầu cuội nha. Rồi ok, đây nha, không sót một chị nào hết. Rơi chị nào em lại bốc vào nha. Rồi không thấy chị Ngân Kim Hoa, bây giờ em bốc lại nha. Bắt đầu các chị ơi, nào. Rồi ok. Dám mắt bốc cho nó sông xanh. Nếu mà số chị nào may thì chị được nha. Số chị nào may thì chị được. Ôi, hết gồm. Wow. Chị nào là chị ơi, chị thân mến ơi, hôm nay em toàn bốc được tên đẹp và dài dằng dặc thôi nha. Chị nào là chị Lê Thị Lan ơi. Chị Lê Thị Lan đâu rồi nhờ. Chị Lê Thị Lan ơi, chị Lê Thị Lan thân mến. Chị Lê Thị Lan thân mến ơi, chị vào nhận bộ chăn ga gối của em đi ạ. Bộ chăn ga gối 5 món đây. Chị Lê thân mến, vào nhận đi chị Lê thân mến ơi. Rồi chị Ngô Quý Mỹ Duyên. Trời ơi. Đây chị nào là chị Lê Thị Lan đây nha. Chị Lê Thị Lan ơi. Lê Thị Lan đâu rồi nhỉ. Nếu mà các chị nào mà có nhìn thấy chị Lê Thị Lan đấy thì báo em nha. Đi ngủ cho nhanh chúng. Bắt đầu 10 giây em đếm ngược bắt đầu nha. Chị Lê Thị Lan vào nhận bộ chăn ga gối này đi nha. Chị nào là chị Lê Thị Lan nào. Lạ lắm. Không, chị Lê Thị Lan chị vào ngay từ lúc 100 mấy mươi người cơ.
Rồi, bắt đầu nha. 10 giây đếm ngược bắt đầu. 10 ạ. 9 ạ. 8 ạ. 7 ạ. 6 ạ. 5 ạ. 4 ạ. 3. Chị Lê Thị Lan ơi. 2 ạ. 1. Không thấy đâu nha, không thấy đâu các chị ơi, tiếc quá. Tiếc quá, không thấy chị Lê Thị Lan đâu rồi. Trời ơi, phí cho các bà quá. Bây giờ em bốc lại nha. Nào, bắt đầu các chị ơi. Nhìn thấy chim sâu nha, bắt đầu nha các chị ơi. May chị nào chị được thôi, em chịu. Đã nhắm mắt rồi, xong này còn phiếu thì để trên đầu, có mà nhìn thấy, có mà nhìn thấy khối. Kinh. Chị nào là Vũ Thị Thúy gì đây? Dịch hộ cho cái. Tiền à? Vũ Thị Thúy Hiền. Hiền hay tiền đây? Hiền. Đứng lên, đã ghi thì lại còn không đứng lên. Vũ Thị Thúy Hiền. Nhìn mắt chán đời. Chị nào là chị Vũ Thị nào? Vũ Thị Thúy Hiền có dấu nha. Chị Vũ Thị Thúy Hiền có dấu. Nếu mà ngủ hết rồi thì các chị càng tốt nha. Có nhìn thấy khối. Chị nào mà là chị Vũ Thị Thúy Hiền. Đó. Chơi à, đây là cái phần quà tặng cho mọi người nha. Đây là chị nào là chị Vũ Thị Thúy Hiền ơi. Vũ Thị Thúy Hiền vào nhận giày, nhận bộ chăn ga cho em nha. Rồi, chị nào là chị Vũ Thị Thúy Hiền. 10 giây em đếm ngược bắt đầu nha. Cũng không đảm bảo được đâu. Bắt đầu 10 giây em đếm ngược nha. 10 ạ. 9 ạ. Rồi, 170 người mà họ thoát ra rồi. Nhưng mà bên em vẫn còn để phiếu nha. Tại vì cứ lỗi công mình lên đâu bọn em ghi phiếu lên đấy. 8 ạ. 7 ạ. Chị Nguyễn Thị Thúy Hiền. À, Vũ Thị Thúy Hiền. 6 ạ. 5 ạ. Ghi cho Thu Hương một phiếu. Rồi ok nha. 4 ạ. 3. 2 ạ. 1 ạ. Em hủy quà nha các chị ơi. Rồi ok nha. Thu Hương ơi, Thu Hương ơi, Thu Hương. Bây giờ bạn mới vào nha, nhưng mà vẫn có phiếu cho bạn nha. Rồi ok, vẫn có phiếu cho bạn nha. Thu Hương chia sẻ bài đi, bây giờ cũng không biết đâu được. Bây giờ cho vào hộp nha. Nếu mà ngủ hết rồi, em cũng đang buồn ngủ đây. Rồi các chị ơi, chia sẻ thật mạnh lên cho em nào, chia sẻ thật mạnh lên nào. Chị nào mới vào mà chưa chia sẻ, bên em vẫn đang ghi phiếu. Mới vào thì chưa chia sẻ thì chia sẻ đây nha. Rồi ok nha, Nguyễn Yến có đây rồi nha. Rồi các chị ơi, bây giờ em bốc luôn nha. Rồi có chị, các chị cũ thì có hết rồi nha. Rồi bây giờ là các chị ơi. Rồi hy vọng lần này là lần cuối cùng. Nếu mà không thì thôi em không bốc nữa. Để cho người khác bốc để cho nó đỡ đen tay. Hôm nay mẹ bốc cũng mệt thật đấy cơ. Bực hết cả người lên. Chị nào là chị Vân Nguyễn ạ? À? Chị Vân Nguyễn ơi, chị Vân Nguyễn, chị nào Vân Nguyễn vào nhận quà nha. Chị nào Vân Nguyễn, chị Vân Nguyễn thân mến.
Chị Vân Nguyễn ơi, chị Vân Nguyễn thân mến vào nhận quà cho em đi. Chị Vân Nguyễn, tiếc thế, quá tiếc luôn. Một bộ chăn ga gối quá đẹp luôn các chị ơi. Có rồi nha, có rồi nha. Chị nào là chị Vân Nguyễn ạ? Chị Vân Nguyễn vào nhận quà cho em 10 giây đếm ngược bắt đầu nha. Một bộ chăn ga gối quá là đẹp luôn. Một bộ chăn ga gối quá là đẹp luôn nha. Bắt đầu 10 giây đếm ngược nha. 10 ạ. 9 ạ. Có thấy chị Tâm Nguyễn nha. Bốc đổi đi. Cho người mẫu lên bốc nha. Rồi mấy rồi nhỉ các chị ơi? 7 ạ. 6 ạ. Ôi. Có rồi Bapsuka ơi. 5 ạ. 4 ạ. Vân Nguyễn ạ. Trời ơi. Chị Vân Nguyễn đâu ơi? 2 ạ. 1. Chị Vân Nguyễn ơi. Hết giờ rồi nha chị Vân Nguyễn. Ui giời ơi, mỏi cả tay và khô cả cổ mà chẳng thấy người đâu, cái gì cả, chán quá cơ. Thôi có lẽ là phải đổi người bốc thì em mới vào. Nguyễn Yến rồi, ok, cho Nguyễn Yến một phiếu. Có rồi chị Khánh Ni ơi, có rồi chị Nguyễn Thúy ơi. Rồi bây giờ bắt đầu nha các chị ơi. Chị Phương Thúy Lưu ơi, chị thì có lâu rồi. Bây giờ các chị ơi, bây giờ em bốc lại nha. Đầu hết cả giờ cầu là khổ. Nào bắt đầu nha. Bây giờ em bốc nha. Lại tạch rồi, chán quá. Bây giờ bốc nào. Nào vào tên cho chị nào có ở đây đi cho em nhờ cái, cho em đỡ mỏi mỏi mệt quá. Rồi ok. Ôi chị Bích Kiều Thảo, có phiếu cho chị chưa? Cho bác Bích Kiều Thảo một cái. Sao bác Bích Kiều Thảo giờ mới vào kìa? Bé voi, bé voi. Bạn nào là bé voi? Chị Bích Kiều Thảo có rồi nha. Đây là bé voi không giấu nha. Bé P nha. Bé voi không giấu vào nhận quà đi nha. Chị nào là bé voi không giấu có rồi nha. Có rồi Khánh Ly ơi, có rồi Nguyễn Yến nha. À, thấy nha Nguyễn Thúy ơi, Thúy ơi có rồi nha. Bé voi không giấu vào nhận quà nha. 10 các chị ơi. Có rồi Thanh Xuân Mèo nha. 8 nha. Rồi ok chị Song Tâm. 7 nha. Bé voi không giấu nha. Sáu nha. Năm nha. Bốn nha. Ba nha. Hai nha. Một nào. Bé voi không giấu ơi. Đây là không phải là người ta. Đây là người ta, bên em vẫn ghi phiếu các chị ạ. Bên em ghi phiếu ngay từ khi người ta vào. Nhưng mà vấn đề rằng là người ta lại không biết là bên em bốc thăm. Không biết là bên em bốc thăm trúng thưởng nên là người ta đã ngủ hết rồi. Người ta thoát ra luôn. Người ta thoát ra luôn thì là, nhưng mà bên em vẫn, đúng rồi, chỉ còn những cao thủ game thôi. Cao thủ game thôi thì mới còn nha. Rồi ok, bây giờ em bốc lại nha. Bây giờ em bốc lại nha. Các chị ơi, bây giờ em bốc lại luôn nha. Ui giời. Không có bé voi mà lại có bé lấm. Wow.
lại thấy Bích Ngọc ban bô. Bích Ngọc ơi, Bích Ngọc ban bô, Bích Ngọc ban bô không giấu nha. Bích Ngọc ban bô không giấu. Bích Ngọc ban bô không giấu đâu ạ. À. 10 giây em đếm ngược bắt đầu nha. 10 giây em đếm ngược bắt đầu nha. 10 ạ. 9 ạ. 8 ạ. 7 ạ. 6 ạ. 5 ạ. 4 ạ. 3. Đổi người bốc đi ạ. 2 ạ. Bích Ngọc ban bô ơi. 1 ạ. Đã hết giờ các chị ơi. Em cũng đang mệt mỏi vì bốc đây. Xong mà nói nhiều đang mệt đây. Rồi em bốc lại nha. Hay là đổi người bốc luôn đi cho nó rồi. Ôm chồng ngủ rồi, đúng vậy ạ. Có nha Thanh Thúy ơi, có rồi nha. Ờ rồi Trang Mon, ok. Rồi các chị ơi, bây giờ em bốc lại nha. Các chị ơi, em mệt mỏi lắm rồi thật đấy. Các chị mà dục là em bốc đúng 3 lần nữa nha. Em bốc 3 lần nữa, nếu mà không vào tên các chị nào nữa thì em nghèo luôn đấy. Tại vì mệt quá là nghèo. Lại tên lạ thế, mệt luôn. Đây là Hà Limi. Nếu mà bạn nào là Hà Limi rồi, mệt quá, kêu tên cũng mệt luôn. Chị nào mà là Hà Mili thì vào nhận quà cho em nha. Em bốc đúng 3 lượt nữa thôi mà không trùng tên của ai nữa thì em cũng nghèo luôn thôi, mệt rồi. Rồi, bây giờ em 10 giây em đếm ngược bắt đầu nha các chị. Hà Limi, Hà Limi nha. 10 ạ. 9 ạ. 8 ạ. 7 ạ. 6 ạ. Ôi giời, 5 ạ. Ôi biết. 4 ạ. 2 ạ. 1 ạ. Rồi ôi. Tiếc thế không biết nữa. Bạn Hà Limi ơi, ngày mai bạn mà xem lại video của tôi chắc là bạn cũng tiếc lắm đây. Một bộ chăn ga gối quá đẹp mà hôm nay sao mình trải cái lá ổi này nó lại đen tới mức độ thế không biết. Rồi, em bốc lại đúng 2 lượt nữa thôi các chị nha. Nếu mà nói thật với các chị là nếu mà bốc 2 lượt nữa đấy, nếu mà em bốc 2 lượt nữa đấy mà không trúng nữa thì em cũng chịu luôn. Em cũng chịu luôn thôi. Ôi giời ơi. Bây giờ bắt đầu nha. Bắt đầu bốc nha các chị ơi. Bắt đầu em bốc nha. Đúng rồi. Ok. Bốc phan xỉu đi. Sốp rồi, ok. Bạn nào là hoa hồng xanh? Hoa hồng xanh thân mến ơi, hoa hồng xanh đâu ấy nhỉ? Hoa hồng xanh thân mến, hoa hồng xanh vào nhận quà cho em nha. Bạn nào là hoa hồng xanh? Cái bạn hoa hồng xanh này hình như là vừa nãy bạn ấy đặt hàng luôn đó các mọi người ạ. Vừa nãy hoa hồng xanh này đặt hàng mà hoa hồng xanh này mà thoát ra rồi, ngày mai hoa hồng xanh tiếc lắm. Hoa hồng xanh đâu rồi ấy nhỉ? 10 giây em đếm ngược bắt đầu nha. 10 giây đếm ngược bắt đầu các chị ơi. 10 ạ. 9 ạ. 8 ạ. Rồi ok anh Trinh, có anh Trinh nha. Hoa hồng xanh các chị ơi, đây là hoa hồng xanh nha.
7 ạ. 6 ạ. Đúng rồi, hoa hồng xanh vừa ấy công mét ở trên các bàn mà sao đâu mất rồi nhỉ. 5 ạ. 4 ạ. 3. Trời ơi. 2 ạ. 1 ạ. Thôi cứ để em đếm cho các chị 10 giây đi. Không có đâu biết đâu được, mạng nhà các chị chậm hơn thì tiếc lắm. 1 ạ. Chị hoa hồng xanh đâu rồi? Chị hoa hồng xanh ơi. Trời ơi, tiếc quá. Hoa hồng xanh ơi, ngày mai chị mà xem lại video này thì chị tiếc luôn nha. Một bộ chăn ga gối không phải mất một đồng tiền phí nào, về đến tận nhà cho chị luôn nha. Chị hoa hồng xanh thân mến, vào đi ạ. Lại cũng đi ngủ lốt rồi thì bó tay luôn. Em bỏ nha, em hủy nha. Rồi bắt đầu các chị ơi, tiếp tục. Em thề với các chị em bốc đúng một lần này nữa, nếu mà không có tên là em cũng nghẻo luôn đây này. Rồi bắt đầu nha. Quá là chán luôn với các chị ơi. Đúng rồi, quá là tiếc. Bị lản, quá là lản luôn. Ôi giời, tiếc quá cơ. Ôi, em cũng mệt mà thật đấy. Rồi các chị ơi, bây giờ em bốc lại nha. 10 giây, à em bốc bắt đầu các chị ơi. 10 giây đã. Bắt đầu tiếp tục nha. Em chỉ đếm 10 giây thôi. Chị nào nếu mà có thì phải vào luôn nha. Rồi ok. Đây nha. Bắp Alasuka. Bắp Alasuka thân mến ơi. Bắp. Tiếc cho hoa hồng xanh quá. Phương Thúy Lưu ơi, chịu. Chị cũng đang muốn tặng luôn để cho chị. Chị còn nghỉ ấy. Chứ bây giờ các em tưởng là nói vậy mệt lắm. Chị không muốn nói nhiều. Tại vì chị không cái ấy, chị không có đấy lắm đâu. À rồi. Bắp Alasuka 10 giây đếm ngược bắt đầu nha. 78 người mà gần 80 người mà chẳng nhẽ không thấy đâu, mệt quá cơ. 10 giây đếm ngược bắt đầu ạ. 10 ạ. 9 ạ. Ai? Alo. Chị ơi em đấy. Sao em không công mình lên đi? Lên đây đi. Ôi giời. Em công mình nhiều vào, nhiều vào đi. Tại vì là nó ở trên máy cơ. Nó ở trên máy cơ nhá. Bây giờ em phải thông cảm là tất cả hàng 70-80 người, em công mình thật mạnh vào đi. Chia sẻ thật mạnh lên. Không có ở máy chủ luôn. Em công mình đi em ơi. Không có luôn. Rồi công mình đi em ơi. Rồi bắp Asuka bạn ấy đã điện cho em rồi đấy. Thế nhưng mà các chị ơi. À rồi ở đây. Con lệ mẹ ở mấy chủ nó đã nổi lên đâu mà mẹ ghim. Kiểm tra Trang luôn đi. Bắp Asuka, em lổi số điện thoại lên nha. Em lổi số điện thoại của em lên nha. Ôi giời ơi, hoa hồng xanh bây giờ với em vẫn ở đây mà. Chị đọc vừa nãy bao nhiêu là ấy rồi nha. Chị đọc vừa nãy và chờ đợi em rất là lâu rồi. Nhưng không thấy em đâu cả, bây giờ với em đây mà. Trời ơi. Hoa hồng xanh ơi, tiếc quá. Chị vừa gọi sao mãi không thấy lổi lên. Rồi bắp Asuka ơi, em ghim số điện thoại lên cho chị luôn đi. Ghim số điện thoại luôn đi để bên chị kiểm tra nha. Rồi ok. Kiểm tra luôn số điện thoại cho mình nha. 0973 550 và 786. Kiểm tra cái pin. Số điện thoại người ta ghim đây rồi.
Rồi đưa đây. Nhanh. 0973550 786. Đây cái số điện thoại này cơ, tôi là người kêu phá. Đây mẹ sao cũng mẹ làm. Tìm cái số điện thoại đang đọc đây. Cứ tìm số điện thoại nó ra mà. 0973550 786. Tiếc quá hoa hồng. Hoa hồng xanh ơi, chị đọc em đến khàn cả cổ luôn mà bây giờ mới thấy tên em. Đâu? Các chị ơi, đây là bắp Asuka nha các chị. Đây là link của bắp Asuka, các chị cùng kiểm tra với em xem nha. Rồi ok nha. Đã chia sẻ bài nha. Đó. Đó. Đã chia sẻ bài mà các chị ơi, chia sẻ bài rất là nhiều, rất là nhiệt tình luôn nha. Cảm ơn bắt Usuka nha. Em ơi, em ebook và trang luôn cho chị đi nha. Đó, thật tiếc. Em trượt rồi, tiếc chưa? Chị đợi em rất là lâu rồi đấy. Mọi người thì bảo đếm 5 giây thôi, nhưng mà chị bảo là đếm 10 giây không có, tại vì sợ mạng mọi người chậm. Mạng mọi người chậm rồi vào muộn hơn. Thế xong rồi vừa thấy không biết ở trên xong mà đọc đến số trắng thế đâu cả. Tiếc thật. Úi giời, món quà đầu tiên của ngày hôm nay. Rồi ok, món quà của em là một bộ chăn ga gối nha. Bắp Asuka ơi, em cho chị, em công biết cho chị luôn cái địa chỉ cụ thể của em nha. Rồi đen quá. Em hôm nay mới là đen đây này. Tay hôm nay bốc chán ơi là chán, đen ơi là đen luôn. Nói thật với các chị là bốc chán vô cùng luôn. Bốc tới hàng bao nhiêu người nhỉ? Đây này. Bao nhiêu người này em bốc xong em bỏ ra này. 2, 4, 6 người. Đến người thứ 7 bắt đầu mới được. Mà rồi đất ơi, nói đến khàn cả cổ luôn. Rồi cái bạn bắp Usuka đấy là bạn ấy chia sẻ tới 8 lần cơ chị Hoàng Thu Hiền nhá. Cái hai lần về sau ấy là bạn mới chia sẻ. Rồi còn cái mấy lần trước đấy là bạn ấy chia sẻ ở dưới nha. Rồi đúng rồi đấy, chính xác. Cái bạn bắp Asuka này, bạn vào bạn ấy chia sẻ ngay từ đầu. Bạn chia sẻ từ 2 tiếng trước là ở dưới là bạn đã chia sẻ tới 5-6 lượt rồi. Và ôi em chết mất. Sao đấy em ơi. Rồi ok nha. Đấy đúng rồi, hôm qua chim sâu nhận được quà nhưng mà đọc mỗi một phát là có lên, có ấy luôn, là được luôn. Thế nhưng mà hôm nay đọc tới 6-7 người luôn nha. Hoa hồng xanh ơi em bị ẩn rồi. Ừ tiếc thế không biết. Tại vì là thực ra đây là chị đọc em rất là lâu đấy nhưng mà không thấy, tiếc ơi là tiếc. Rồi ok nha. Mọi người ơi, bây giờ bạn chị nào mà ở lại mua hàng thì bây giờ bên em vẫn đang bán hàng nha. Đâu rồi nhỉ? Bên em vẫn đang bán hàng. Chị nào muốn mua những sản phẩm gì bên em thì là bên em vẫn bán hàng nha. Nhưng mà các chị ơi, các chị đừng lản và đừng buồn nha. Em hy vọng rằng là một tuần em 3 lần chơi. Em 3 lần chơi, 3 ngày chơi như đó. Thì là hy vọng là mỗi chị được một lần cho nó thoải mái nha. Ừ tiếc cho hoa hồng xanh. Tiếc thật đấy cơ. Tại vì là thực ra bạn ấy vừa ở đấy xong mà làm sao bạn ấy lại đi đâu mất. Đúng rồi. Cái bạn Asuka này bạn ấy chia sẻ lâu rồi. Còn cái mới chia sẻ đấy là bạn ấy mới chia sẻ thêm 3 lượt nữa. Đấy là bạn ấy chia sẻ thêm 3 lượt nữa đấy. Là về sau. Bây giờ em giới thiệu qua hàng nha. Các chị nào em không biết hoài mà không thấy. Thật mà nếu mà thấy tên em thì chị không phải đọc khản cổ đâu. Nhưng không thấy tên em. Rồi ok bye bye chim sâu nha. Rồi chị nào lấy cái bộ lá ổi như mẫu này là 240k một bộ nha. 240k một bộ thôi, chúng mình gấp và đi tới đi vào trong nhà cũng được, cho tới nhỏ tiếng loa đi là được. Rồi nha, chị nào mà muốn mua hàng thì bây giờ em và đây là em sẽ bán hàng cho các chị nha. Đó, các chị nếu mà chị nào muốn mua hàng thì vào đây em sẽ bán hàng cho các chị. Rồi.
Rồi nha, còn nếu bạn nào chơi mini game thì chúc các bạn ngủ ngon nha. Tạm biệt các chị, các bạn nha. Và nhớ là thứ bảy tuần này mình nghỉ một buổi nha. Đến chủ nhật mình có quà hấp dẫn cho các bạn luôn nha. Đó, đến chủ nhật là mình hứa là sẽ có quà hấp dẫn cho mọi người nha. Đúng rồi. Tại vì mọi người biết tại sao không? Nếu mà mọi người tương tác với em nhiều, mọi người mà tương tác với em nhiều đó, tương tác với em càng nhiều thì là sẽ không bao giờ bị ẩn công mần. Nhưng mà phải tương tác với em thật nhiều cơ các chị nha, thì mới không ẩn công mần. Chứ nếu mà các chị mà không tương tác với em nhiều đó, thì là đương nhiên khi các chị công mần đấy là đông người nó sẽ bị ẩn ngay lập tức. Đó, một cái bộ 7 món này. À Phương Thúy Lưu ơi, thứ 7 chị nghỉ một buổi tối thứ 7 nha. Tối chủ nhật bắt đầu chị làm nhưng mà nghỉ mỗi tối thứ 7 tuần này thôi. Đó, và chủ nhật là hứa là khi mà sau khi mà em đi chơi về đó là em sẽ có quà cho các chị vào tối chủ nhật nha. Tối chủ nhật là em sẽ có quà cho các chị. Cho nên là các chị ơi, tối chủ nhật bắt đầu em live, còn tối thứ 7 tuần này là em đi chơi nha. Rồi, em tương tác nhiều lắm, đúng rồi. Nếu mà tương tác nhiều thì là đảm bảo sẽ không bao giờ mà ẩn công mần được của mọi người nha. Đó, chị nào mà thích lấy mẫu hàng bộ 7 món như thế này không ạ? Một bộ 7 món quá là đẹp luôn. Đây là em trải mẫu thực. Trải mẫu thực cho các chị xem nhá. Đó, đây là trải mẫu thực một bộ 7 món quá đẹp luôn. Đẹp chuẩn cực kỳ luôn. Mạng em chậm quá, ừ tiếc thật. Chị đọc rất là chậm mà trong khi đó chị lại còn tiếc chứ. Vừa lại vừa thấy em ở đấy xong, mà rõ là ở trên em vừa thấy em xong mà đến lúc cuối cùng là không thấy em đâu, chị nghĩ là em đi ngủ mất rồi. Đúng rồi, bên em là live stream vào 8:30 các tối thứ tư, tối thứ bảy và tối chủ nhật. Đó, tối thứ tư, tối thứ bảy, tối chủ nhật nha. Rồi. Rồi, tại vì là nếu mà khách mới vào thì chắc là chưa lắm rõ được cái lịch em làm. Em live vào 8:30 tối các ngày trong tuần là một tuần chỉ có 3 buổi thôi, vào tối thứ tư và tối thứ bảy và tối chủ nhật. Nhưng riêng tối thứ bảy tuần này, tối thứ bảy tuần này đó là em nghỉ đi chơi, và đến tối chủ nhật em sẽ có quà hấp dẫn cho tất cả các chị. Tối nay hoa hồng xanh không ngủ được. Tiếc quá. Nhưng mà chúc em may mắn lần sau nha, hoa hồng xanh. Rồi bây giờ em bán hàng, chị nào mà muốn mua hàng thì đi vào trong gian hàng này. Đi vào trong gian hàng này cùng em để em bán hàng nha. Rồi, chuyển hộ này. Đó, đi vào trong gian hàng này để em cùng bán hàng cho các chị nha. Tiếc rồi. Hoa hồng xanh ơi, nhưng mà thôi một là do mạng, hai nữa là chắc là em thoát ra ngoài, em vào muộn quá. Mà thôi, có gì là chị chúc em là lần sau em sẽ may mắn hơn cho cái pin. Rồi, mọi người nhớ là nếu mà theo dõi mà live stream của bên shop nha các chị nha, là bên em làm vào tối thứ 7, tối thứ 4 và tối thứ 7, tối chủ nhật hàng tuần. Tối thứ tư, tối chủ nhật và tối thứ bảy hàng tuần nha. Vâng, bên em có đầy đủ các sản phẩm nha các chị nha. Có đầy đủ các sản phẩm. Nếu mà chị nào mà muốn lấy những sản phẩm gì thì cứ ebook vào trang cho em cũng được. Đó. Và bên em là giao xỉ toàn quốc nha. Bên em giao xỉ toàn quốc. Nếu mà chị nào mà có nhu cầu lấy xỉ đó thì là cứ ebook vào trang cho shop nha. Chị nào mà muốn lấy xỉ cứ ebook vào trang cho shop. Và bây giờ nếu mà chị nào muốn xem mẫu hàng hè hay hàng đông gì thì là báo em nha. À vẫn comment mà sao lại bị ẩn. Ừ nhỉ, mà lại sao lại bị ẩn. Mà chị đọc rất là chậm. Nếu mà em comment, chị nghĩ mà nếu mà comment nhanh nó phải lên tới hàng 5-7 comment hay là 8 comment rồi chứ. Hàng chục comment, tại vì là chị đọc tới hàng là lâu mà. Gánh cái này lên là được. Đưa cái bút, mỗi cái bút thôi. Mỗi cái bút luôn vào đây được. Rồi, Lê Vân, ok. Nếu mà chị nào muốn lấy xỉ bên em thì cứ ebook vào trang cho em là được.
Bên em có đầy đủ các sản phẩm nhá. Bên em có đầy đủ các sản phẩm. Và các chị ơi, chị em mình ở đây đấy, nếu mà chị em nào mà ví dụ như là mà theo dõi shop đấy, thì theo dõi shop theo dõi shop vào thứ tư và thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Chị thấy một comment của bà Hoa Hồng Xanh lúc chị công bố là sao? Là thế thì chị chịu cái đấy, là đấy là nói thật với mọi người rằng là chị em mình đấy thực ra là các chị thì biết mặt em nhưng em không biết mặt các chị, và các chị cũng biết rằng là em cũng không biết là các chị là từ ở đâu. Nhưng mà nói chung là chị em 63 tỉnh thành trên cả nước, em đều là bạn bè của em, mà đều là tức là những cái khách hàng của em, nên là em không có thiên vị một ai cả. Em không thiên vị một ai cả. Thậm chí em khi em bốc đấy, các chị phải nhìn là khi em bốc đấy, thậm chí tay của em còn giơ tay không lên để em bốc cho các chị, để cho nó lấy công bằng. Đó, để lấy công bằng cho các chị nhá. Tại vì em không có thiên vị một ai, nhưng mà chỉ tiếc, tiếc là nếu mà bạn nào mà tượt đấy thì em tiếc cho mọi người đấy, nhưng mà thực sự là công mình của bạn ấy không thấy đâu cả. Công mình của bạn ấy không thấy đâu cả, nên là em chịu, em không có đọc được. Ly Phạm Thi ơi, à đây là bộ 7 món sản phẩm gửi đi đóng túi như thế này nha Phạm Ly Thi nha, Phạm Thi nha. Một bộ 7 món đóng đi được đóng đi được đóng túi đúng như thế này. Đây. Đây là một bộ sản phẩm 7 món đóng đi được đóng túi như thế này nha. Đó. Đây là một bộ sản phẩm 7 món đóng đi được đóng túi đúng như thế này. Tất cả các chị em mà nhận được sản phẩm 7 món đóng đi đều đóng túi như này nha. Còn nếu chị em nào mà muốn lấy túi phải báo bên em nha. Muốn lấy túi hộp. Nếu muốn lấy túi hộp. Đó, chị em nào mà muốn lấy túi hộp thì phải báo bên em. Tại vì thực ra đấy, túi hộp đấy, bọn em đấy là trừ tất cả các chi phí cho các chị rồi. Thứ nhất là trừ tiền túi cho các chị này, từ cái là tiền chi phí mà gửi túi đi, mỗi cái túi đấy nó là nặng 0,5 kg, tức là 5 lạng. Đó là tất cả em đã trừ chi phí cho các chị rồi, còn nếu chị nào mà muốn lấy túi thì bên em tính thêm tiền. Còn là em đóng cho các chị là toàn bộ đóng túi như thế kia nhá. À chị Nguyễn Thị ơi. Không phải đâu mọi người ạ. Kể cả nếu mà các chị ở đây mà có chị nào mà live stream trực tiếp như em thì các chị cũng sẽ biết ẩn rất là nhiều. Tại vì là nếu như mà chị nào mà ấn theo dõi Facebook của Phương Thiêm mà các chị chia sẻ nhiệt tình, tương tác nhiệt tình với shop đấy thì đảm bảo sẽ không bao giờ bị ẩn. Đấy. Thế nhưng mà đúng rồi, mạng bị chậm thì là tiếc thôi, chứ còn thực ra đấy là em không thiên vị một ai đâu. Có 20k nữa thôi nha. Có 20k nữa thôi. Nếu mà thêm túi có 20k nữa. 20k nữa một cái túi. Còn bên em đã trừ toàn bộ chi phí rồi. Chị Nguyễn Thị ơi, một bộ sản phẩm mà như là mẫu em trải vừa nãy ở ngoài kia đấy. Một bộ 7 món như vậy là bên em đang sale với giá là 700k 1m6. 700k 1m6 nha. Và 700k đó 1m6 đấy là có các chị ơi, đấy là nó là 1m6 700k là 7 món, 7 món như thế này luôn nha. Đây, một bộ 7 món như này luôn chị ơi. Nếu mà đây là tất cả đóng túi, nhưng mà túi này là khi mà bọn em chuyển đi là bọn em trừ chi phí hết cho các chị rồi, là không có túi luôn. Nhưng mà nếu mà đây này, các chị nào mà lấy bộ 7 món ấy, bộ 7 món như này nha. Nó có đủ 8 màu. Nó có đủ 8 màu là đó. Một chăn, một ga, một ga trần rất là xinh xắn luôn các chị nha. Đây, trần đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn các chị ạ. Và một chăn. Chăn này là chăn trần một ba lớp luôn, cũng rất là dày dặn luôn nha các chị. Rồi và bốn cái vỏ gối đầu. Hai cái vỏ gối đầu, hai cái vỏ gối tựa trần và một cái vỏ gối ôm. Đây là một bộ, này là bộ 7 món. Chị nào mà lấy thì comment cho em.
Đó. Để vậy nó phải sáng. Rồi. Đó, chị nào mà lấy những sản phẩm gì bên em đấy thì các chị có thể là quy book quả trang cho shop cũng được nha các chị. Quy book quả trang cho em. Tối thứ bảy tuần này, tối thứ bảy tuần này lẽ ra là đúng lịch là em live. Thế nhưng mà tối thứ bảy tuần này là em đi chơi. Đi chơi nhưng mà hẹn tối chủ nhật, hẹn tối chủ nhật là em về em live. Em về em live là em sẽ có quà cho các chị hết luôn nha. Em sẽ có quà cho các chị nha. Đúng rồi, cửa hàng nhà em tất cả là 150m2. 150m2 tầng dưới nha các chị. Rồi, nếu mà chị nào mà muốn lấy sản phẩm gì bên em đấy thì là có thể là cứ ebook và trang cho shop nha. Ebook và trang cho em thì em sẽ báo giá cho các chị cụ thể. Em gửi hình và em báo giá cho. À chị Phạm Thi ơi, 7 món là gồm 100 một ga với lại 5 cái vỏ gối. Hai vỏ gối đầu lòng với lại hai vỏ gối tựa, một vỏ gối ôm. Là tức là một bộ 7 món nha chị. Rồi, các chị nào mà muốn mua sản phẩm gì thì các chị cứ ebook vào trang cho em nha. Và bây giờ em, chị nào có muốn xem gì nữa không, có em kết thúc cái live này nha. Chị nào có muốn mua gì nữa không, có em kết thúc cái live này các chị nha. À chị Phạm Thi ơi, cái 7 món đấy là có đủ màu ở trên như ở trên giá đấy. Đó, chị muốn xem màu gì thì em cho chị xem nha. Đây có đủ màu nha. Cái này là màu xanh mạ như vừa lấy em cho các chị xem đấy. Đây là xanh mạ nha. Đó, đây là xanh mạ này. Đây là xanh cốm này. Đây là xanh cốm chị nha. Và đây là xanh biển. Còn đây là tím Huế. Cái này là tím Huế nha. Đây là tím cẩm. Có đủ màu nha chị ơi. Và đây là màu vàng. Và đây là màu 10 giờ. Đây là màu 10 giờ. Còn cái màu đỏ đô thì đây nha. Màu đỏ đô thì đây chị nha. Màu đỏ đô thì như màu em chảy mẫu vừa nãy các chị ạ. Đó. Màu đỏ đô thì như màu em chảy mẫu vừa nãy nha. Đảm bảo với các chị là đây này. Một bộ chăn ga của bên em đấy. Khi mà các chị mà nhận được hàng ấy, nó rất là dày dặn luôn nha. Rồi cảm ơn chị Nguyễn Hải nha. Đó, một bộ chăn ga này, 7 món này các chị ạ, nó rất là dày dặn. Khi các chị nhận được nó từ tầm 4,3 đến 4,5 là bộ 1,6. Còn 4,5 đến 4,7 là bộ 1,8 nha. Tức là nó rất là dày, chứ không phải là như là các shop khác họ bán bộ có hơn 3 cân đâu. Đấy là cái hàng rẻ tiền. Nhưng hàng rẻ tiền đấy là bên em không có bán đâu. Bên em bán cái loại này là dày dặn luôn. Các chị mà nhận được hàng đấy đảm bảo nó rất là dày. À chị Phạm Thi ơi, chị coi lại à, chị coi lại cái bộ 7 món 10 giờ rồi ok ạ. À, đây em cho chị xem nha. Cho tớ xem cái hàng satin với mình ơi. Rồi ok. Giơ lên từng mã một. Căng căng lên từng mã một nha. Đây là màu đỏ đô chị, đưa lui vào trong đi, lui vào trong đi. Rồi, đây là màu đỏ đô chị nhá. Em cho chị xem từng màu một, có 8 màu thôi. Rồi ok, qua mẫu. Màu đỏ đô nha. Rồi. Nhìn. Đây là màu này, màu tím cẩm nha. Màu này tím cẩm chị nhá. Đấy, tất cả những cái riềm của nó đấy rất là dài nha, rất là dài. Đây là tím cẩm nha, chị lấy tím cẩm thì comment cho em tím cẩm nha. Lấy tím cẩm, comment cho em tím cẩm nha. Còn đây là màu 10 giờ. Đó, đây là màu 10 giờ nha. Chị lấy màu 10 giờ, comment cho em màu 10 giờ nha. Chị nào lấy màu 10 giờ, comment cho em màu 10 giờ kèm số điện thoại luôn nha. Rồi, đây là xanh cốm nha.
Chị nào mà lấy xanh cốm thì comment cho em xanh cốm kèm số điện thoại nha các chị. Đây là xanh cốm. Rồi em sẽ qua mẫu từng mẫu cho các chị xem nha. Đây. Sáng. Rồi. Đây là màu lạ xanh lá mạ nha. À. Đây, em đang cho chị xem từng màu một đây. Xem từng màu một đây. Chị thích màu, nó chỉ có 8 màu thôi chị nhá. Đây là màu vàng nha. Em đang cho chị xem từng màu một đấy. Chị xem màu nào ưng thì là báo em nha. Từ từ. Đây là màu vàng nha. Đây là màu vàng chị nha. Rồi, nếu mà lấy màu vàng thì ới em nha. Đây là màu vàng. Đấy là bộ 7 món nha. Rồi, ok. Còn màu tím Huế nữa. Có đủ 8 màu chị ơi, có đủ 8 màu nha. Đây, đây là tím Huế nha. Tím Huế, chị nào lấy tím Huế, comment cho em tím Huế. Đấy là hàng satin. Hàng satin rồi, ok, gấp vào đi. Đấy là hàng satin như kiểu là cái bộ mẫu 7 món ấy. Chị Hồng Trần ơi, đây này. Nó giống như là cái bộ 7 món mà em để mẫu này nhá. Đó, nó giống như là bộ 7 mẫu em để, bộ 7 món em để mẫu này. Đây, một bộ của nó hoàn hảo đây. Đấy, một bộ như bộ 7 món này mà em đang bán với giá là 700k/m². Và các chị, nếu mà các chị đã theo dõi cái live stream này của em rồi đấy, mà chia sẻ cho shop rồi đấy, là các chị vừa được miễn phí ship về đến tận nhà nhá. Xong lại vừa được tặng một đôi ruột gối lằm. Tặng một đôi ruột gối lằm rất là đẹp luôn nha. Bông của nó là bông mềm. Đấy, một bộ sản phẩm này là hàng của nó là 1m6. Đây là màu đỏ đô. Chị nào lấy màu đỏ đô thì cứ men cho em màu đỏ đô nha. Bộ này quá đẹp luôn các chị ơi. Thật. Em nói thật với các chị là không biết các chị như nào, nhưng mà em thấy cảm thấy cái bộ là quá đẹp luôn. Rồi. Đấy, bộ sản phẩm quá xinh luôn các chị ạ. Có đầy đủ các mẫu, các màu nha các chị. Các chị nào mà có nhu cầu lấy màu gì em cũng có nha. Có chứ chị ơi, em có chăn lồng ruột nha. Em có chăn lồng ruột nha. Em máy em hết pin, đợi em một tí nha. Máy em hết pin, em sạc pin vào tí. Máy em đang hết pin. Lấy hết pin, em sạc pin vào tí nha. Có chăn lồng ruột chị ạ. Đấy là chăn, đấy là chăn làm 4 mùa luôn. Chăn làm 4 mùa luôn thì các chị có thể là lồng được ruột luôn. Cái bộ của nó quá dày, nó cực dày luôn các chị nhá. Khi các chị nhận được sản phẩm bên em đấy, nó cứ phải 10, nó cứ phải là trên 4 cân một bộ. Chăn đấy là chăn làm 4 mùa luôn. Mùa đông thì có thể lồng được ruột, và mùa hè thì các chị có thể ấy luôn nhá. Đắp bình thường luôn. À, quay lại cho chị xem bộ bộ đỏ đô đấy ạ. Vâng, bộ đỏ đấy là chăn được lồng được ruột chị nhá. Chị Thu Hoàng ơi, bộ đỏ đấy là chăn lồng được ruột nhá, đây ạ. Đây em cho chị xem nha. Cái máy của em nó bị hết pin nên là em cứ phải đi vào đấy em sạc ấy. Đây là bộ đậu đỏ đây này. Bộ đỏ đô quá đẹp luôn các chị nhá. Đảm bảo các chị nhận được hàng đấy. Chất nó quá dày dặn luôn. Nó rất dày và rất đẹp luôn các chị ạ. Đây. Bộ mẫu đỏ đô nha. Đấy. Cả chăn, cả ga với lại cả 5 cái vỏ gối. À, có chăn lồng ruột đấy chị ơi.
Đấy, chị nào lấy đỏ đô này thì comment cho em nha. Đỏ đô kèm kích thước kèm số điện thoại cho em là được. Em cầm máy điện thoại em cầm ở trên tay nó hơi rung rung một chút nha. Chị gửi cho em cũng được, nhưng mà mỗi tội là gửi đi phí ship nó hơi cao. Bây giờ nếu mà em đóng kèm cái gì thì có đóng kèm cái gì không thì chị gửi cả cho nhá. Chị Thu Hằng ơi, có đủ 7 màu nhá, có đủ 8 màu nhá. Đây, chỉ cần đứng dưa màu thôi. Nếu mà bác ưng màu gì thì lại để đây. Rồi, đây là màu xanh cốm nhá, có đủ 7 màu, 8 màu nhá. Rồi cầm này. Đây là xanh cốm. Nó giống y như đỏ đô, nó giống y như bộ 7 món này nhá, chuẩn chỉ khác màu thôi các chị nhá. Đây là xanh mạ nhá. Đây là xanh mạ có đủ 7 8 màu nhá. Giống như bộ đỏ đô, còn đây là màu vàng nhá. Đây là màu vàng các chị ạ, màu vàng nhá. Đó, chị nào lấy thì chốt nhanh lên để nghỉ các chị nhá, 11 rưỡi rồi. Đây là tím Huế nhá. Chị nào lấy tím Huế comment cho em tím Huế kèm số điện thoại luôn nhá. Còn đây là màu 10 giờ. Màu này màu 10 giờ các chị ơi. Đây là màu 10 giờ nhá. Chị nào lấy màu 10 giờ thì comment cho em màu 10 giờ kèm số điện thoại luôn cho em nha. Em ơi, nếu mà đóng vào, kể cả em đóng vào túi ni lông ấy, nó cũng được mà. Túi ni lông nó cũng rất là dai và rất là bền. Rồi, đấy, nó có đầy đủ màu nha. Chị Hoàng Mến ơi, bây giờ đang nghỉ đây. Đây là màu tím này là tím Huế này. Tím này là tím Huế nhá. Nếu mà lấy thì comment. À quên, nhầm, tím này tím cẩm. Đấy, giờ nó buồn ngủ nó lẫn đấy các chị ạ. Đây là tím cẩm nha. Chị nào lấy comment cho em tím cẩm. Nói chung là cái hàng satin này đảm bảo với các chị màu nào cũng đẹp. Em nói thật, màu nào cũng đẹp luôn. Còn đây là tím Huế này. Đó. Và đây là vàng này. Đây là màu xanh mạ này. Xanh này là xanh mạ đấy. Màu lao cũng đẹp thật đấy, chứ không phải là ấy đâu. Đây là màu xanh cốm này. Rồi, dưới là màu đỏ đô. Đấy, một bộ 7 món. Một bộ 7 món như là em trải mẫu ở đây. Một bộ 7 món như là em trải mẫu ở đây nha. 1m6 có giá là 700k. Và miễn phí ship cho các chị về đến tận nhà. Và tặng cho các chị một đôi ruột gối lằm. Đôi ruột gối bông. Cho tới đôi ruột gối bông mềm mại. Đôi ruột gối bông trắng tinh nha. Và mềm mại luôn nha. Đó, một chăn, một ga. Và 5 cái vỏ gối. Và các chị nhớ là chia sẻ cái live stream này cho shop. Được tặng một đôi ruột gối bông hạt cao cấp nha. Cái này bông trắng tinh luôn nha. Rồi. Đấy là bộ mét 6 700k. Và bộ mét 8 là 750 các chị nha. Đấy, chị nào lấy thì cứ công mần cho em nha. Đệm này thì bên em đang khuyến mại rất là lớn. Nếu mà chị nào mà lấy đệm đấy thì ới em nha. Tất cả đệm bên em đệm hàng chính hãng luôn các chị nhá. Sản phẩm chính hãng luôn. Rồi ok, chị nào lấy màu nào thì chốt cho em nha. Cái máy nó hết pin, em vào đây em ngồi cho nó khỏi, em sạc cho nó khỏi hết pin các chị ơi. Bảy trăm k một bộ 7 món mét 6 và 750 một bộ mét 8. 750 một bộ mét 8 nha. Và 700k một bộ mét 6. Phạm Thi ơi, cái đấy là đệm của bên công ty Tuấn Anh, cái hàng cái đệm đấy là đệm mà nó có một lớp cao su trần để tạo độ êm đấy. Tức là đệm làm 4 mùa, một mặt êm. Một mặt êm, còn một mặt thì là cứng hẳn. Một mặt cứng hẳn thì mình có thể làm mùa hè, còn một mặt êm mình có thể làm mùa đông.
cái bộ đấy mà 1,5 mét, 1,5 mét mà khuyến mại được 50% rồi của nó còn 1.950.000. Loại 1.950.000 rồi loại thì hơn 2 triệu, loại thì hơn 1 triệu, nếu mà hàng Korea gấm xịn ấy thì của nó hơn 1 triệu. Các chị ơi, các chị có chốt cái gì, các chị có chốt sản phẩm gì nữa không? Nếu mà các chị không chốt sản phẩm gì nữa thì đi nghỉ nha các chị. Nếu mà các chị chốt sản phẩm gì nữa, các chị có thể ebook và trang cho shop được nha. Ebook và trang cho em để nếu mà các chị lấy cái gì bên em, để sản phẩm gì bên em thì em có thể là đóng cho các chị nha. À có mét 8. Những cái tất cả những sản phẩm là đều có mét 8 2 mét nha. Mét 8 2 mét là 250k, còn bộ mét 6 là 240k nha Hoàng Yến. À Hoàng Mến. Hoàng Thị Mến ơi, 240k. Mét 8 em ơi, 1 mét 8 à? 1 mét 8 có giá liêm yết. 1 mét 8 cái đệm đấy có, nếu mà cái đệm cao su đấy, cái đệm cao su đấy là 1,8 nó có giá liễu biết là 4 triệu, 4.780.000, tức là nó chiết khấu được 50%. Thì cái đệm kim cương đấy, hiện tại cái đệm cao su đấy là nó hiện tại nó còn đi 2.370.000, 2.370.000 nữa, 4.740.000 thì nó còn 2.370.000 đấy, cái đại đệm kim cương. Còn nếu mà đệm vừa vừa thì tùy theo 1.3 triệu, 1.4 triệu hoặc là 1.6 triệu, 1.7 triệu, đấy là cực kỳ chất lượng rồi. 600k chị Hồng Loan ơi, cái bộ mét 6 đấy, cái bộ mà 7 món vừa nãy em cho xem mẫu đấy, như đằng sau ấy, như ở cái giá hàng em xếp đằng sau đấy, là bộ mét 6 là 700k, 7 món, một bộ 7 món. Chị có thể xem lại cái video này là chị biết được nha. Rồi ok nha chị Mến ơi, chị lấy mã 15m8. Mã 15m8 là 250. 250k một bộ 5 món nha. Đây, mã 15 là Hoa Lan. Mã 15 này là Hoa Lan nha. Đây. Rất sạch nhưng mà lại không có tối đâu. À cái đệm đấy là đệm cao su đây. Đệm cao su này là bên công ty Tuấn Anh. Đây là cái đệm mà của bên công ty Tuấn Anh nha. Cái này là nó, đây là nó có một lớp cao su này. Đây là nó có một lớp cao su để tạo độ êm nhá. Nó có một mặt rất là cứng và một mặt rất là hè. À một mặt hè rất là cứng và một mặt đông rất là mềm. Tức là mềm là mềm có độ êm đấy. Còn ruột của nó là bông ép xịn luôn nha. Nó có một lớp cao su để trần để tạo độ êm thôi. Rồi ok. Đấy cái đệm cao su đây. Đấy. Còn đây là cái hàng này là hàng Korea gấm, cũng của bên công ty Tuấn Anh nhưng đây nó là Korea gấm này. Ví dụ như là cái giá này của nó liêm yết này của nó là 3.1 triệu, thì nó khuyến mại được 50% của có. Như cái đệm Korea gấm này, chính hãng này, hàng chính hãng mà bây giờ chỉ còn có giảm 50%, còn có 1.550.000 thôi. Đó là 1,5 mét nhá. Còn mét 8 thì cao hơn. Còn đây là cũng là hàng top 3 của bên công ty Tuấn Anh. Nó nhiều sản phẩm. Nếu mà như sản phẩm này 1,8 mét thì nó có giá là 1.92 triệu. Đấy là giảm tới 50% trên. À không lún tí nào. Cái này nó chỉ làm nó có độ êm thôi. Cái này chỉ có độ êm thôi. Còn ở trong giữa, ở trong ruột của nó, ở trong lõi của nó đấy, cái này nó chỉ có, cái cao su kia là 3 phân cao su, còn cái này có 1 phân thôi.
Đấy. Cái này nó chỉ có độ êm thôi, còn là ở lọ ruột giữa của nó đây là nó cứng. Nó cứng đúng như cái này. Đây nó cứng này, mọi người. Ý. Em đấm. Ý. Rất là cứng luôn nha. Đó. Đấy, nếu mà dùng, nếu mà thích dùng cứng hẳn đấy thì dùng dòng này tuyệt vời luôn. Đây là hàng Core gấm nha. Đây, địa chỉ sản xuất, nơi sản xuất nha. Cái này nó có cả tem điện tử để cho các chị kiểm tra hàng hóa nha. Đây. À, Hồng Loan ơi. À, phí ship là đệm em cũng miễn phí ship 100% chị nhá. Đệm cũng được miễn phí ship 100%. Cái đệm này em đang sale mà. Được miễn phí ship 100% các chị nhá. Các chị cứ nhào vô mà lấy đi nha, đỡ phí. Cái đệm này bây giờ gần như là em đệm chính hãng, hàng chính hãng nhá. Có tem điện tử để cho các chị kiểm tra hàng hóa chất lượng nhá. Chuẩn 100%. Đó rồi. Đây là chị Hồng Loan thân mến. Bộ 7 món như là cái bộ màu đỏ đô này nha. Có đủ các màu cho tớ các màu với mình nha. Đấy đấy, đưa tớ đây. Rồi. Riêng mà nếu chị nào thích dùng đệm đệm này không không sợ không sợ cái này đệm này công ty thì bảo hành 5 năm nhưng mà bên em phải bảo hành cho các chị 15. Đây là màu đỏ đô nha, bộ 7 món đấy chị Hồng Loan ạ, 700.000. Còn nếu mà chị thích lấy cái màu này nó có cái mẫu mà 7 món này nó có đủ 8 màu nha. Nó có đủ 8 màu chị nhá. Màu đỏ đô này là em đang chảy mẫu này. Thư Ngọc ơi, Thư Ngọc hỏi cái đệm mét mấy. Thư Ngọc Ngọc hỏi đệm mét mấy thì là chị báo cho. Cái này là xanh bìa, à, xanh này là xanh mạ nha. Giống như là bộ trải 7 món các chị nhá. Ba mặt riềm như này. Đó, ba mặt riềm dày dặn luôn nha. Chị Hồng Trần ơi. Tím cẩm. À. Vâng, cho chị một bộ màu tím cẩm, tím cẩm mét 6 nhé. Rồi ok chị. Đây nha. Ôi giời. Đi phải nhìn cười. Như là con trâu đi không phải là người đi nữa. Khiếp thật. Nhẹ nhàng thôi. Hiếp. Đây, đây là tím cẩm nha, ở ngoài đỡ rực hơn là ở trong rực hơn, nhưng mà rất đẹp. Thư Ngọc ơi, 1m8 mà như cái hàng Core gấm này nha. Đấy, giống như cô hàng Core gấm này bảo hành cho các chị tới mấy chục năm luôn nha. Tặng kèm một cái bảo vệ đệm nữa. Cái bảo vệ đệm đấy là chống bụi bẩn này, chống ngấm nước tuyệt đối luôn. Chống bụi bẩn, chống ngấm nước tuyệt đối luôn nha. Giá niêm yết là 3.660.000 mà em sale còn có 1.840.000 thôi. Đệm Core gấm nha. Đây nha. À, hàng chính hãng nha, hàng chính hãng có tên tuổi từ trong ra ngoài nha. Từ trong ruột cũng có tên và ngoài vỏ cũng có tên nha. Đó. Cái hàng nếu mà hàng Core gấm này bảo hành cho các chị tới 15 luôn. Mà 1m8 là có 1.840.000 nha. Miễn phí ship về đến tận nhà, quá là hên. Quá là hên luôn nha. Còn đây là mẫu hàng satin. Mẫu hàng satin nha, chị nào lấy thì ới cho em nha. Màu đỏ đô này. Còn cái này là màu xanh mạ nha. Rồi, và cái này là màu xanh cốm các chị ơi. Đây là màu xanh cốm nha. Và còn đây nữa, đây là màu tím cẩm nha. Đây là tím cẩm nha. Rồi, ok. Đây là xanh biển các chị ơi, đây là xanh biển nha. Đó, chị nào chốt màu thì chốt cho em nha. Đây là xanh biển các chị ơi. Và đây là màu vàng nha. Đây là màu vàng các chị ơi. Đây là tím Huế này. Đây là tím Huế. Rồi. Đủ màu đấy. Còn đây là hồng 10 giờ nha. Màu này màu hồng 10 giờ này. Đó. Chị nào lấy hồng 10 giờ thì chốt cho em hồng 10 giờ nha. Rồi. Các chị nào mà lấy mẫu nào thì cứ inbox vào trang cho em cũng được. Rồi vào đây vô đây nói chuyện một tí. Thư Ngọc ơi. À. Rồi ok, Thư Ngọc lấy cái bộ sản phẩm gì? Cái máy của em nó hết pin các chị ạ. Cắm vào một tí cho nó lấy năng lượng đã nha. Cắm vào một tí để lấy năng lượng đã. Không có hết mất pin rồi. Dạ, à, Thư Ngọc ơi. Lõi xịn rồi ok. À, cho em một bộ đi chị yêu.
cả chăn ga, gối đệm, cả luật luôn. Em ơi, em thân mến, rồi em lấy cái bộ sản phẩm gì ấy nhỉ? Em lấy bộ sản phẩm gì, đệm thì em inbox vào trang cho chị đi. Chị có thể là gửi hình cho em. Hình chuẩn hãng luôn, hàng chuẩn hãng luôn nha. Không chuẩn hãng không lấy tiền. Còn nếu như mà Thư Ngọc ơi, em mà lấy cái bộ hàng chị đang sell, cái bộ chăn ga gối mà của bên công ty Tuấn Anh đấy, chị bảo hành cho em luôn nha. Lầm cực sướng luôn. Chất của nó mê linh luôn nha. Lầm tức là nhẵn thín luôn nha. Cực kỳ sướng. Đấy là cái bộ đấy là bộ mét 8 đấy. Bộ mét 8 mà chị sell là giá là 1,1 triệu của công ty đấy. Rồi đệm vừa nãy, nếu mà em lấy cái hàng Korea gấm đấy thì Thư Ngọc cho chị số điện thoại chưa nhỉ? Cho chị số điện thoại chưa nhỉ? Nếu mà cái hàng Korea gấm đấy là có 1,840,000 thôi. Đấy là giảm 50% và miễn phí ship cho em về đến tận nhà luôn. Đấy, xong là được tặng kèm một cái bảo vệ đệm nữa nhá. Tổng cả bộ là bao nhiêu tiền? Đây, tổng cả bộ là bao nhiêu tiền có ngay một cái đệm Korea này. Nhưng mà em thân mến, có phải là em lấy bộ VIP ra không thì chị mới tính tiền được. Vâng, chào chị hay chào anh Nguyễn Thanh. À, bộ công ty Tuấn Anh rồi, ok. Vâng, chị Nguyễn Thanh, ok chị. Đệm 1m8 Korea này. Korea là đi 1,840,000 miễn phí ship này. Và tặng kèm một cái bảo vệ đệm. Tặng một bảo vệ đệm nha. Cái bảo vệ đệm đấy mọi người ạ, các chị về trải đệm ra và các chị bọc vào, đảm bảo là nó không có bụi bẩn tí nào. Không bụi bẩn nhá, mà nước chống thấm nước tuyệt đối luôn. Nếu mà ví dụ như là có may không may đổ nước ra hay là bé nó tè ra đấy, đảm bảo là nước nó không ngấm được xuống đệm các chị nhá. Nhà em xài cái đấy tới 7 năm nay rồi, nhưng mà vỏ đệm bỏ ra còn mới tinh, không nói sai một tí nào. À có, chị Bảo Lam ơi, em ship cả đệm này, chăn ga này, các loại em ship trên toàn quốc luôn nha. Cả chăn chiếu này, đệm em ship toàn quốc luôn các chị nha. Rồi, bộ VIP da này, cái bộ VIP da, bộ VIP da của bên công ty Tuấn Anh là bộ chăn ga đấy, là chị đang sell với giá là 1,100,000. Rồi, một bộ ruột gối, em lấy cả bộ ruột gối hay là lấy cả ruột chăn? Em có lấy cả ruột chăn không? Tất tần tật nhé, ok. Sản phẩm đấy em nhận hàng chính hãng luôn nha. Nếu mà em lấy bộ ruột thì nếu mà em lấy bộ ruột của hãng luôn, tức là bộ ruột gối, 5 ruột gối của hãng luôn, có giá là 360,000. 360,000 một bộ ruột gối chính hãng luôn. Tức là một cái rồi ok. Nếu mà em lấy cả ruột chăn, cho tớ một cái ruột chăn của bên công ty Tuấn Anh với cho mình ơi. Cho tớ một cái ruột chăn. Ờ, ra kho mà lấy cũng được. Kho lấy ruột gối. Kho lấy ruột gối. Ruột gối của Tuấn Anh. Ruột rồi với lại đưa cái ruột chăn nữa. Chỉ cần đưa một mẫu thôi. Đưa một mẫu là được. Chăn thì đưa đây. Lấy xuống đây. Một cái ruột chăn. Một cái ruột chăn của chính hãng của bên công ty Tuấn Anh. Ruột chăn đấy là 2m x 2m2. Hàng xịn luôn. Cái đấy là của hàng chính hãng luôn. Ruột chăn nha. Ruột chăn của nó là có giá là đi 2m x 2m2 cùng với bộ chăn ga 430,000. Đấy là cái hàng đấy là 6. Của nó là hơn 700 đây. Đợi một tí nhá. Nó đang xuống dưới kho nó lấy. Một bộ mét 6 bao nhiêu ạ? Một mét 6 bao nhiêu lệm gấm? À, một mét 6 hả chị ơi? Một mét 6 là 3,280,000. Mà bây giờ sale được còn 1,640,000. 1,640,000 là hàng 9 phân. Cái đấy là cũng được tặng một cái bảo vệ đệm. Cái đấy là hàng Korea gấm của bên công ty Tuấn Anh các chị nhá. Rồi bộ ruột đấy, bộ ruột gối của Tuấn Anh là 5 chiếc. Là hai cái ruột gối đầu với hai cái ruột gối tựa với một cái ruột gối ôm. Có màn khung nha. Là 5 chiếc, 5 chiếc có giá là đi 360. Cái này là được chiết khấu phần trăm rất là nhiều rồi nha. Màn khung có màn khung nha. Nếu mà lấy màn khung loại vừa tiền hay là loại xịn. Loại vừa tiền cũng có mà loại xịn cũng có nha.
Đây là ruột gối ơi, đây này. Nó như cái ruột gối tựa này là cái ruột gối của bên công ty Tuấn Anh nha. Đây là cái ruột gối của bên công ty Tuấn Anh nha em ơi. Ví dụ như là một cái gối đầu nó là đi 113.000 một chiếc, thì bên chị đang sale với giá là 75.000 một cái. Đó, và tất cả các sản phẩm đấy là đều có giá niêm yết nha, của hãng nha. À, màn khung xếp. Rồi, có màn khung xếp nha em ơi. Tức là em hỏi mua màn khung xếp đúng không ạ? Màn khung xếp nếu mà em lấy chị tức là bên chị đang giao một cái bộ mét 8, một bộ mét 8 màn khung xếp lốc đấy, là nó có giá cả màn cả khung là hàng 470 nhá. 470k cả màn cả khung. Cái này là đây chính hãng của bên công ty Tuấn Anh nha. Toàn bộ ruột gối. À đấy là ruột hơi, ruột gối hơi nha, đấy là ép hơi. Hàng ép hơi mà khi mà em tháo ra đấy. Em tháo ruột ra. Đây là cái hàng này là hàng ép hơi của hãng nha. Khi mà em tháo ruột ra đấy thì bắt đầu nó phải phồng bung lên, nó phải phồng lên nhá. Nó phồng lên rồi chỉ cần đưa mẫu thôi là được. Rồi một cái ruột chăn như thế này nha. Cái ruột gối đấy là ruột gối, đây là ruột gối hơi. Đây. Đây nha. Cái ruột này ruột chăn nha, sao mà bấm nhiều số điện thoại lên kia thế? Đâu. Đây là cái ruột chăn nha. Rồi, để nó bấm vậy. Đây, đây là cái ruột chăn nha. Ruột chăn này ruột chăn này của nó có giá là trên 700. Trên 700 mà đấy là ruột chăn của hãng, có giá trên 700 mà bên chị đang sale với cái giá là 430. 430 đấy là ruột chính hãng. Rồi ok Tư Ngọc, cả bộ màn khung. Cái bộ màn khung xếp đấy là đi bộ khung xếp đấy. Cho tớ cái mẫu khung xếp vào đây cái chúng mình ơi. 470. Cái máy đâu nhỉ? Cho tớ cái máy tính. À Ngọc Trinh, ừ đang chuẩn bị ngủ đây. Rồi, cũng đang chuẩn bị ngủ đây. Đây nha, chị tính tổng tiền cho em nha. Một triệu 840 là đệm này. Rồi tặng kèm một cái bảo vệ đệm nữa. Một bộ chăn ga gối chính hãng của bên công ty Tuấn Anh này, 1.1 triệu này. Và cộng với một bộ một cái ruột chăn 2m x 2m2 430 này. Một bộ ruột gối của bên công ty Tuấn Anh là 360 này. Cộng bộ màn xếp hết 470 này. 4.200k. Hai cái chăn phao 4.200 nha em ơi, 4.200. À chị ơi cho em coi màn xếp với. Ok, cho tớ cái khung màn xếp ở ngoài kho đấy chứ mình ơi. À anh Trinh, ừ tầm này chơi phát là coi được luôn. À, Tư Ngọc ơi cho em hai cái chăn phao loại vừa tiền ấy à. Hai cái chăn phao loại vừa tiền ý à. Thì cái chăn phao loại hơn 200 hay là loại mấy chục? Đây là cái bộ màn xếp đây nha. Cái này là xếp vào tường các chị ơi, đây nha. Cái bộ này là xếp gọn nha. Bộ này xếp gọn nha các chị nha. Khoan vào tường đây này. Và kéo xếp ra ngoài nha. Như giống như cửa xếp nha mọi người nha. Cái này là giống như cửa xếp. Cái này nó còn nguyên ở trong đai trong kiện này, em chưa có tháo ra được. Cái này nó như cửa xếp. Các chị Thư Ngọc, em đã tưởng tượng ra cái bộ màn này chưa? Hai cái chân này nó lắp vào tường nha. Và cái này nó như là một cái ấy nha. Nó kéo ra như một cái cửa xếp nha.
Tư Ngọc ơi, bỏ hai cái ruột gối tặng ý, xong đi trừ tiền bớt đi. Tư Ngọc thân mến, cái bộ mà 7 món, em lấy cái bộ 7 món thì mới được tặng hai cái ruột gối ấy nha. Còn cái bộ VIP da mà của bên công ty Tuấn Anh cho em cái bộ VIP da, chọn bộ vào đây. Cái bộ VIP da ở trong túi, đóng trong túi ấy. Cái bộ VIP da của bên công ty Tuấn Anh đấy là bên chị đang sale, tức là đang sale cái giá gốc luôn. Cái giá gốc luôn này. Cho nên là chỉ có thể là miễn phí ship cho em thôi nha. Chỉ được có thể miễn phí ship thôi nha, chứ không có được tặng thêm nha. Đấy là nếu mà em lấy cái bộ mà 7 món mà chị Livea đấy thì mới được tặng gối ruột gối ôm nha, à ruột gối tựa, à, hoặc là ruột gối ôm, hoặc ruột gối tựa, hoặc ruột gối đầu. Vâng, Thanh Xuân Mèo ơi, toàn mẹ bỉm sữa hay sao thức khuya thế? Cái chăn khoảng 400k ý rồi, ok. Cái chăn 400k em mua chăn chăn phao rồi. Nếu mà em mua cái chăn phao mà khoảng 400k thì chị đảm bảo với em là chăn chị lấy cho em đẹp tuyệt vời luôn. Tại vì là cái hàng đấy là chị sell, nhưng mà nói thật với em là mùa này chị đóng kho hết, đóng dưới kho, để dưới kho hết. Kể cả thảm bây giờ cũng đóng để dưới kho hết rồi. Đây nha, một bộ chăn ga gối này là giá chị đang sell nhá. Cái bộ này là em biết là giá của hãng bao nhiêu tiền không? Cái giá của hãng là 2,5 triệu này. Đây, đây, chị quay này thì em mới nhìn rõ hơn này. Đây nha, cái bộ này là giá của hãng đây. Đây, cái giá của hãng mét 82 mét này là... Đây, nhìn rõ chưa em Tư Ngọc ơi? Rồi, cái giá mét 8 này là giá niêm yết của công ty là 2,5 triệu nhá. 2,5 triệu. Đó. Mà bên chị đang sale với cái giá cực kỳ mềm luôn. Cái giá này là chị giá thanh lý. Còn có mấy bộ hàng chăn ga gối Tuấn Anh này em thanh lý nhá. Nếu mà bác nào mà chị nào mà có nhu cầu đấy thì là cứ ebook vào trang cho em cũng được. Các chị nhá, tất cả sản phẩm của hãng đều có tem điện tử để cho các chị có kiểm tra hàng hóa chất lượng nha. Và có mã số nhá. Và có mã số hàng, mã số của hàng nha các chị. Đó, có toàn bộ mã số của hàng và có tem điện tử để cho các chị kiểm tra hàng hóa nha. Tất cả ở chăn, ở ga, ở gối đều có logo của bên công ty Tuấn Anh nha. Đây là tem điện tử nha. Đó, rồi ok, đây là mã hàng nha các chị. Các chị có thể kiểm tra tất tần tật được nha. Rồi, đây là một bộ chăn ga gối rất là đẹp luôn, mà bên em đang sale với giá là 1,1 triệu mét 8. 1,1 triệu mét 8 nha. Rồi ok nha Thư Ngọc, nếu mà em lấy một cái chăn khoảng 400k ý thì cái chăn đấy là quá đẹp luôn nha. Rồi có gì mai bên chị sẽ liên hệ với em nha. Máy nó đang hết pin sạc, nó cứ lồng cồng. Không, em ơi, cái giá đấy là giá chị sell hàng rồi. Đấy là giá cái này cũng được, không cần phải cái này. Cái này nó vào nó cứ bị gì. Đây. Ôi giời. Rồi. Rồi, được rồi. Rồi, rồi, không cần đâu. Không cần đâu. Cái giá đấy là giá chị đang sell hàng rồi. Nói thật là nếu mà nói đến là chăn ga bây giờ là cái giá đấy là giá sell hàng rồi. À Bảo Nam ơi, cho em xem đệm đi ạ. À? Rồi ok. Thư Ngọc ơi, rồi nha, mai bên chị sẽ điện cho em. Nếu mà em mà có chuyển khoản trước cho chị đấy. Cho em một điện nữa lên đi. Nếu mà em chuyển khoản trước cho chị đấy nhá, thì là chị sẽ cho em một cái con số hấp dẫn khác. Nếu mà tất cả các chị mà chuyển khoản trước đều được tức là chuyển khoản trước nhá, thì là không phải mất, em không phải mất cái phí COD, thì em sẽ bớt được thêm cho các chị nha. Đây nha, nếu mà chị mà lấy cái hàng Korea gấm này,
1m6 hiện tại là cái hàng Korea gấm này. Rồi ok, số điện thoại của Thư Ngọc rồi. Đây nha chị Bảo Lam ơi, nếu mà chị lấy cái hàng Korea gấm này của bên công ty Tuấn Anh ấy, hàng này thì hàng chính hãng luôn. Cái này là có đầy đủ tem điện tử trong cục lực. Tem điện tử để cho chị kiểm tra hàng nha. Đấy, những cái sản phẩm này của bên công ty Tuấn Anh nha, thì em bảo hành cho các chị tuyệt vời luôn, không tuyệt vời em không lấy tiền các chị luôn. Cực kỳ sướng. Đây là các chị, em ấn đến nỗi mà gồng tay vào, các chị tưởng tượng được rằng là ấn đến đỏ tay lên rồi nhưng mà không có lúng tí nào nhá. Cái này công ty thì có sổ bảo hành cho các chị 5 năm. Nhưng mà thực ra đấy thì là em sẽ bảo hành cho các chị tới 7 năm luôn. Chứ không phải là 5 năm mà 7 năm luôn nhá. À rồi, hay là em ơi chị, em lấy chăn hơi à? Rồi nhất trí luôn. Chị Hiền Phạm ơi, nếu mà cũng cái hàng của hãng này, cũng cái hàng Korea gấm xịn của hãng này là 2m2, là 2m2 có giá là đi 2.200.000 chị nhé. 2.200.000 chị ơi. Rồi Bảo Lam, chị Bảo Lam ơi, chị lấy thì cho em luôn số điện thoại đi nhá. Chị lấy đệm mét mấy thì chị em cho em số điện thoại luôn nhá. À Thư Ngọc ơi, Thư Ngọc, nếu mà em mai bên chị sẽ điện chốt hàng cho em. Và nếu như mà chốt tổng mà em mà chuyển khoản trước cho chị thì là không phải mất cái phí COD đấy, thì là nếu mà chuyển khoản trước thì chị sẽ bớt đi cho. Rồi bye bye Ngọc Trinh nha. Cảm ơn nha Ngọc Trinh ơi, chúc ngủ ngon nha. Rồi ok, mai bên chị sẽ liên hệ với em và cho em cái số tài khoản nha. Rồi nhất trí. À Thanh Thương Bùi ơi, bộ ga trên góc ở bên góc ở bộ ga nào nhỉ? À cái bộ này à. Cái bộ này à, bộ satin, đây là bộ satin hàng 7 món đấy. Bộ satin hàng 7 món đẹp luôn. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn Ngọc Trinh nha. Cứ theo dõi từ tối đến giờ mà cứ theo dõi cố đi, đến vài hôm nữa thế nào. À đến chủ nhật, à thứ bảy thì chị, thứ bảy tuần này thì chị nghỉ mất rồi. Đến chủ nhật thì sẽ có quà cho mọi người nhá. Có quà gì nhỉ? Đến chủ nhật em đi du lịch về, em sẽ có quà gì cho mọi người được nhỉ vậy ta? À đến chủ nhật về là em sẽ có quà cho các chị nha. Cái điện thoại nó bị hết pin nên là em ngồi vào đây em cắm sạc. Đi ngủ đi nha, chúc ngủ ngon nha. Rồi ok chị Bảo Lam, chị Bảo Lam lấy một cái đệm mét 6, ok chị. À Thư Ngọc ok em. Sẽ có quà cho tất cả mọi người. Rồi nếu mà chị nào mà muốn lấy đệm bên em thì cứ ebook và trang cho em cũng được. Vâng, chị Victoria ơi,
bên em đang có chương trình miễn phí ship cho các chị nhá. Bên em đang có chương trình miễn phí ship cho các chị. Chị lấy sản phẩm gì thì chị có thể là cứ inbox vào trang cho em nha. Hoặc là chị cứ để cho... Ui ôi, loá quá. Cái điện này chỉ có để sau nó không loá, để trước mặt loá. Có rèm luôn, bên chị may rèm luôn nha. Bên chị may rèm luôn. Chị Bảo Lam ơi, chị có thể kiểm tra hàng thoải mái nha. Sản phẩm của bên em đấy, là nếu mà gửi cho các chị đấy, là sản phẩm chính hãng. Sản phẩm chính hãng nha. Một cái đệm mét 6 của chị nó rơi vào tầm khoảng cỡ tầm độ 20 mấy ký, 22, 23 ký. Nó rơi vào tầm 22 ký, hơn 22 ký. Hàng xịn luôn. Chị Thanh Khiết ơi, ngủ đi chị ơi. Rồi ok, các bạn đã ngủ đâu mà mình ngủ bây giờ? Đang chuẩn. Chị Tín Lưu à, chị vẫn chưa nghỉ ạ? Rồi ok nha. Vẫn bây giờ vẫn đang ấy đây, đang chuẩn bị nghỉ đây. Chị Trần Đức ơi, một bộ bao nhiêu cái hàng chăn ga? Nếu mà cái hàng satin đấy, cái hàng satin đấy là bộ 7 món nhưng mà em qua mẫu vừa rồi đấy, là cái hàng mét 6 là 700k nha chị ơi. Bên em còn mấy cái bộ của hàng công ty, tức là của công ty Bioza với lại của bên công ty Tuấn Anh. Nếu mà chị nào mà có nhu cầu đấy thì là các chị có thể là cứ inbox vào trang để em gửi mẫu cho nha. 9 phân chị Bảo Lam nha, 9 phân ạ. Cái hàng đấy là hàng Korea gấm, hàng 9 phân nha chị ơi. 1m6, 9 phân, hàng chuẩn luôn nha. Nếu mà các chị mà chị nào mà chưa mua sản phẩm bên em đấy thì các chị cứ yên tâm nha. Tại vì thực ra đấy em không biết là em không biết, em thực sự là em không có khéo nói đâu. Nhưng mà để mà nói đấy là em sẽ nói thật lòng. Thật lòng để cho các chị mua hàng thôi nha. Tại vì là thực ra đấy em cũng muốn là khi mà bán hàng đấy, đến sản phẩm mà đến tay các chị đấy thì nó rất là muốn các chị là được nó vừa lòng các chị, tức là nó vừa ý các chị. Các chị bỏ ra đồng tiền đấy thì nó cũng là của đau con sót, đúng không ạ? Nhưng mà các chị cứ yên tâm rằng các chị bỏ ra đồng tiền với shop em đấy mà mua được sản phẩm bên shop em đấy thì đảm bảo là các chị không có gì phải hối tiếc cả. Mà các chị khi nhận được hàng thì các chị rất là yên tâm chứ không phải lăn tăn nha. Riêng đệm là đấy là đệm, là đệm chính hãng của bên công ty Tuấn Anh. Cảm ơn Phương Tí Lưu nha. Hàng nhà chị thêm đẹp lắm mọi người. Rồi. Rồi các chị ơi, em chỉ hy vọng rằng là bán cho các chị lần này và hy vọng là nhiều nhiều lần sau nữa các chị ủng hộ cho em nha. Ủng hộ cho em nhiệt tình. Thực ra mỗi đơn hàng đấy, em thì nói thật là cũng có cái rằng là cũng có cái nếu mà cái nào mà hàng mà em xả đấy thì không có lời một tí nào đâu. Còn nếu như mà cái nào mà hàng em không phải em xả mà hàng em bán đấy thì nói thật với các chị là mỗi đơn hàng đấy, các chị có biết là tại sao mỗi đơn hàng bọn em chỉ được có 10 đến 15 20 nghìn, không nói sai tí nào. Tại vì các chị biết đấy, một bộ hàng hè, một bộ sản phẩm hàng hè đấy, trên thị trường đang bán 290k một bộ, nhưng mà bên em chỉ bán được cái giá là 240k thôi. Đấy, thì các chị phải biết được rằng là các chị cứ phải so bì được rằng là tại sao mà bên em bán với cái giá như vậy, chỉ có 240k thôi. Thì các chị bảo là lấy đâu ra lời nhiều. Bọn em chỉ được ví dụ như là 10.000 một, trên một đơn hàng. Và tức là sản phẩm bọn em đóng đi rất nhiều thì nó nhân lên. Với lại có những chị mua tới hàng 3, 4, 5 bộ thì là bọn em là nó nhân lên như vậy. Chứ còn không có lãi nhiều. Tại vì là thực ra đấy, em bán 240k một bộ thì các chị bảo là lấy đâu ra lãi nhiều. Rồi bộ Trần Phủ đấy, bộ Trần Phủ người ta bán 380 một bộ, cũng bộ 5 món nhá, người ta bán 380 một bộ với lại 400k một bộ. Nếu mà các chị vào xem live stream của các shop thì các chị biết rồi đấy. Thì 380 với lại 400. Nhưng mà bộ 5 món đấy, Trần Phủ đấy, thì bên em chỉ bán có giá là 340 thôi. 340 một bộ vẫn rẻ hơn shop khác mấy chục nghìn một bộ. Thì các chị bảo làm sao mà có lãi nhiều. Thế nhưng mà thực sự với các chị là như này, ở cửa hàng đấy thì em bán giao cũng nhiều mà em bán lẻ cũng nhiều. Vậy cho nên là một tuần bên em không có like được nhiều như họ đâu. Họ tức là họ không có bán ở cửa hàng mà họ chỉ có live stream thôi. Nhưng mà bên em đấy thì là hầu như là những khách lẻ đấy
thì em nhờ chia sẻ cái live stream cho em. Thì là chỉ có để bán khách giao thì bọn em đóng nhiều hàng đấy. Mỗi lần ấy khách giao bọn em có thể là bán đi cho khách giao đấy, mỗi đơn hàng tới hàng 5-10 triệu hoặc 15 triệu một lúc. Thì là đấy là gọi là nhờ các chị chia sẻ dùm như thế thôi. Chứ còn nếu mà tính chi phí ship rồi, miễn phí ship cho các chị 100% rồi đấy, mỗi đơn hàng của em chỉ được có 10 đến 15 nghìn một đơn. Thế thôi. Vậy nhưng mà nó vui các chị ạ. Thực sự ra nói đấy, nói vậy nói chứ tuổi em bây giờ đấy nó cũng nhiều tuổi rồi mà, thì nó cũng rất là khó ngủ, nên là nếu mà làm mà để mà nó vui em cũng thích. Thế cho nên là đôi khi vui cũng là chính mà. Thế là mỗi tối, mỗi tuần em like 3 buổi. Rồi ok Thư Ngọc, cho em cái chăn. À cái chăn đấy như vừa nãy chị bảo đấy, hàng đông ấy, hàng đông tức là chăn và thảm chị đóng ở dưới kho hết rồi. Tức là đóng cất ở dưới kho hết rồi. Bây giờ chị có chỉ có thể là mấy hôm nữa chị xem nào, còn những cái chăn nào chị bỏ ra chị chụp mẫu chị gửi cho em thôi. Nhá, chị gửi cho em, chị gửi ảnh cho em thôi. Thế là bây giờ mọi người ơi, mọi người đi ngủ nha. Trời ơi, nói chuyện đến 12 giờ luôn mà không ai chịu ngủ. Thôi đi ngủ đi nha. Thế nha mọi người nha, cả nhà nha. Cả nhà nhớ là tối thứ bảy là em đi chơi, thế là tối chủ nhật về là em có quà cho các chị đó nha. Em có quà cho tất cả các chị em nha. Nhớ là các chị em là nếu mà tin tưởng và yêu quý em đấy thì là chia sẻ giới thiệu bạn bè cho em với nha. Chia sẻ giới thiệu bạn bè, mời bạn bè vào rồi mua giùm em nha. Đảm bảo là giá thành thì rẻ nhất của đất cho các chị luôn. Rồi nha mọi người ơi, mọi người nếu mà muốn mua sản phẩm gì thì cứ ebook vào trang cho em nha. Và bây giờ em kết thúc cái live ở đây nha các chị ơi. Rồi tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon nha. Cảm ơn tất cả các anh các chị và các em trên 63 tỉnh thành trên cả nước nha. Cảm ơn rất là nhiều.